Nếu tôi không kéo nó một phen thì nó đã vào tù lâu rồi, hơn 100 triệu tôi thật sự hận không thể đánh chết nó. Đồ khốn khiếp này đã làm trò gì, muốn cướp công cũng phải mở to hai mắt có phải không? Ngã gục đầu vào vũng bùn, nước sâu cũng có thể bắt nó chết đuối. Còn có việc hai người không biết, nó đã lấy tiền sửa đường Thiên Sơn của người ta. Khoản tiền này là do thành phố Hạng Nam quản lý, người ta cho nó chuyển đi cũng là nề mặt tôi. Đừng tưởng rằng bản thân nó làm việc gì thông minh, việc này, ở tỉnh rất nhiều đồng chí đều biết. Không xảy ra chuyện gì thì tốt, đã xảy ra chuyện thì đây là một lỗ thủng che thế nào được. Bố Thanh Hoa hừ nói. Trước kia việc như thế này cũng không phải không xảy ra, lấy tiền nhà nước làm, học phí cũng không ít. Những người đó sao không phải xử lý, một câu làm học phí là xong việc, chẳng lẽ hiện giờ Chu Đống liền không được. Tôi thấy đây chính là do tên họ Diệp phá rồi, nếu không có hắn căn bản là không ai hỏi đến chuyện này. Thật buồn cười, để hắn phát hiện phía sau cũng khó che giấu. Lan Phương tức giận nói. Lần học phí này mất nhiều lắm, ngay cả tôi cũng đau lòng. Tôi biết Chu Đống vẫn muốn lập công còn không phải muốn Vệ Ngọc Cường rời vị trí chủ tịch, điều này tôi hiểu được, mà một cán bộ muốn thăng quan cũng phải mở to hai mắt mới phải. Bố Hoa Thanh hừ nói. Đúng lúc này điện thoại vang lên, bố Thanh Hoa ừ à một hồi rồi cúp máy. Chu Đống đã được cứu ra, tuy nhiên vẫn bị giam lỏng ở nhà khách Hạng Nam. Bố Thanh Hoa nói. Không phải là nói chuyện về bệnh viện sao? Sao bây giờ vẫn còn giam giữ? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ông ấy làm sao chịu được? Lan Phương kêu lên. Có lẽ là giám đốc Sở Lưu muốn nể mặt Diệp Phàm, lập tức thả ra luôn cũng không thỏa đáng. Tuy nhiên, Chu Đống ở trong nhà khách cũng không cần lo lắng cái gì, dù sao cũng là giả bệnh, che giấu tai mắt của người ta cũng không có gì. Để nó ở trong nhà khách tỉnh táo lại một chút, hồi phục trí nhớ. Hơn nữa, ở đây cũng không kém gì trong nhà, tin tưởng giám đốc Lưu cũng sẽ dặn dò người ở đây quan tâm. Bố Thanh Hoa nói, tôi đến Hạng Nam luôn đây. Lan Phương nói, thôi vậy, em muốn đi thì tùy, tuy nhiên đừng để lại bị mất mặt xấu hổ. Bố Thanh Hoa nói, không lâu sau, thư ký của bố Thanh Hoa, Vu Dũng bước vào. Phó chủ tịch tỉnh bố, thái độ của Lưu Quốc Thành có chút kỳ lạ. Vu Dũng nói, lạ ở chỗ nào? Bố Thanh Hoa thản nhiên hỏi, trước khi xuống đây vỗ ngực nói nhận được người sẽ lập tức đưa vào bệnh viện. Hiện giờ không ngờ thay đổi, nói là Tổng Giám Đốc Diệp làm rất hăng, ông ta phải giả vờ giả vịt. Còn nói Tổng Giám Đốc Diệp cấp bậc là phó bộ, cũng phải chú ý một chút. Vu Dũng nói, xếp phó, tôi cho hắn mở to hai mắt. Bố Thanh Hoa hơi kinh ngạc hừ một tiếng. Thôi vậy, cậu cứ theo dõi là được, tôi muốn xem Lưu Quốc Thành đùa giỡn gì trước mặt tôi. Phó Chủ tịch bố, quan trọng là tại Diệp Phàm, nghe nói thái độ của hắn rất kiên quyết. Chỉ sợ hắn không dễ trừng trị. Vu Dũng theo bố Thanh Hoa nhiều năm, cho nên, không chỉ là một thư ký. Ừ, bố Thanh Hoa vẻ mặt có chút âm trầm, không nói gì. Vu Dũng thấy thế nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm vừa mới đến văn phòng, Khổng Ý Hùng nói là bí thư vệ bảo hắn đến một chút. Diệp Phàm cũng liền đi thẳng lên văn phòng của Vệ Ngọc Cường. Thấy Diệp Phàm bước vào, Vệ Ngọc Cường bảo hắn ngồi xuống. Vệ Ngọc Cường mới hơn 50 tuổi còn kiêm chức trợ lý chủ tịch tỉnh. Người ta chính thức là cán bộ cấp phó tỉnh, so sánh với Diệp Phàm cũng cao hơn một nửa. Công việc Vệ Ngọc Cường chắc chắn đủ, đến tập đoàn mấy năm trôi qua kinh nghiệm lý lịch đã đủ. Một khi có thể làm ra thành tích, lập tức có thể trở thành phó chủ tịch tỉnh rồi. Trợ lý chủ tịch tỉnh cấp phó tỉnh tuy nói cũng là cấp phó tỉnh nhưng cũng không danh chính ngôn thuận. So với chức phó chủ tịch tỉnh cũng không giống nhau. Chỉ có điều ông ta không may mắn. Tập đoàn hoạt động không tốt. Khi còn kiêm nhiệm chủ tịch tập đoàn không ngờ xảy ra vụ án lừa đảo lớn, khiến Vệ Ngọc Cường họa vô đơn chí. Vị trí chủ tịch bị mất cũng liên quan đến vụ án lừa đảo này. Lúc ấy tỉnh ủy Thiên Vân nói chuyện ông ta cũng biết mình đối lý không dám có ý kiến gì. Việc này đơn giản nếu phải chịu trách nhiệm trực tiếp thì là Chu Đống. Mà Vệ Ngọc Cường cũng phải chịu trách nhiệm về lãnh đạo. Chỉ sợ tỉnh ủy Thiên Vân ra tay độc ác thì chức bí thư đảng ủy. Trợ lý chủ tịch tỉnh của Vệ Ngọc Cường cũng không giữ được. Hiện giờ vị trí chủ tịch bị mất, Vệ Ngọc Cường muốn làm ra thành tích là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thấy chuyện của Chu Đống được ép xuống việc này đương nhiên là liên quan đến người phía sau Chu Đống và Vệ Ngọc Cường. Tuy nhiên điều khiến Vệ Ngọc Cường khá tức giận là gặp người không có đầu óc Diệp Phàm.
người này không nói một lời chỉ thị Chiến Vân Cương trực tiếp bắt cóc Chu Đống về. May mắn Chu Đống có người đứng sau mới đến cửa nhà máy đã được dẫn đi. Nếu không, qua Diệp Phàm tra khảo, Chu Đống chắc chắn vào tù, mà ông ta có lẽ cũng bay mũ. Hơn nữa, người này còn chưa gây sức ép đủ, chuyện tập đoàn hắn không quan tâm, chuyên môn gây sức ép trong các bộ phận. Động tác này dường như là muốn gây chuyện, ngay cả chủ nhiệm Ngũ của ban kiểm tra kỷ luật cũng ăn bạt tai của hắn. Vệ Ngọc Cường thậm chí nghi ngờ, người này có phải xuất thân vũ phu. Chính sự mặc kệ ra tay là đánh người. Cho nên, Diệp Phàm bước vào Vệ Ngọc Cường tất nhiên vẻ mặt không tốt, nghiêm túc ngồi xuống. Đồng chí Diệp Phàm, tập đoàn Hoành Không bây giờ đang rất nhiều khách. Ba chiếc xe tải lớn đang đứng trong nhà máy chờ lấy hàng. Anh là chủ tịch tập đoàn lúc này càng phải quan tâm đến vấn đề sản xuất của nhà máy. Một ngày 50.000. Tình trạng tài vụ của tập đoàn chúng ta không phải anh không rõ ràng, có thể lại sức ép sao? Vệ Ngọc Cường giọng điệu sắc bén. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu, tuy nói Vệ Ngọc Cường không nói thẳng việc mình đưa Chu Đống từ bệnh viện Hiệp Hòa về là việc làm không đàng hoàng, nhưng lời này chính là có ý như thế. Chương 2814, cuộc đọ sức đầu tiên. Không có điện thì tôi ngủ ở nhà máy cũng vô dụng. Bí thư Vệ cũng biết nếu dựa vào máy phát điện của mình thì căn bản là không được. Hơn nữa công suất cũng không đủ, phụ tải của xưởng quá lớn, chỉ có thể nghĩ cách dục bên sửa trạm biến thế. Tuy nhiên, lần này mất điện liên quan đến trạm biến thế bên kia có chút kỳ lạ. Diệp Phàm nói, kỳ lạ, có gì kỳ lạ, người còn xảy ra bệnh chẳng lẽ máy móc không thể mắc lỗi. Vệ Ngọc Cường lạnh lùng hừ nói, nhưng sao chúng ta đề nghị đưa chuyên gia sang giúp đỡ họ lại từ chối. Chuyên gia của chúng ta là cao thủ, hơn nữa không mất tiền. Bọn họ như vậy rốt cuộc có ý gì? Trên đời này còn có từ chối viện trợ không ràng buộc sao? Diệp Phàm nói. Bọn họ làm như vậy là có ý gì? Cậu nói rất khá, bất chính trong nguyên nhân đó cần Tổng Giám Đốc Diệp cậu đi điều tra. Vệ Ngọc Cường. Đợi tôi tự đi xem, trực tiếp đưa chuyên gia đến đấy xem. Diệp Phàm nói, Vệ Ngọc Cường liếc mắt một cái nói. Kỳ thật, còn có một vấn đề, chúng ta là một hộ dùng điện lớn. Sao lúc trước không làm một trạm biến thế riêng, hoặc là hợp tác với công ty điện lực hạng Nam cùng làm? Hiện giờ cũng không bị động như vậy có phải không? Cậu có lẽ không rõ ràng lắm, thành phố chúng ta nhiều sông, hơn nữa chênh lệch độ cao lớn, tài nguyên sức nước phong phú. Chỉ một thành phố hạng Nam chúng ta đã có 30 mấy trạm phát điện lớn nhỏ. Điện cung cấp cho các ngành công nghiệp và dân dụng vẫn không dùng hết. Giá điện không cao, cho nên, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Thành phố hạng Nam xây dựng tất cả các trạm phát điện, tự cung cấp điện cho toàn thành phố. Cứ như vậy, còn thừa cũng không nhiều, hơn nữa, giá điện cũng cao hơn giá sản xuất một chút. Nhưng đối với toàn thành phố mà nói, giá điện của chúng ta cũng thấp hơn. Cho nên, chúng ta có lợi mà thành phố cũng có khoản thu. Tất nhiên, trạm biến thế đều do thành phố quản lý. Vệ Ngọc Cường giải thích. Vậy phần lớn vận mệnh của chúng ta đều nằm trong tay bọn họ rồi. Diệp Phàm hừ nói, việc này có cách nào đâu, đây là chỉ thị của tỉnh. Tuy nói chúng ta là công ty do Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước quản lý. Nhưng lại ở trên địa bàn của người ta, rất nhiều nghiệp vụ đều đã bị địa phương cản tay. Cho nên làm tốt quan hệ với địa phương là việc chúng ta nhất định phải làm. Nếu không, một khi xảy ra mâu thuẫn người ta sẽ gây áp lực. Đương nhiên, việc này bọn họ không dám làm đơn giản. Dù sao, tôi còn kiêm danh hiệu trợ lý chủ tịch tỉnh. Vệ Ngọc Cường nói có chút ý vị. Ra vẻ chỉ trích việc Diệp Phàm bóp cổ cái Thiệu Trung. Cậu vừa đến đã đắc tội với toàn bộ lãnh đạo thành phố hạng Nam. Mà lần mất điện này Vệ Ngọc Cường đương nhiên cũng biết rõ trong lòng, chắc chắn là, lão hổ cho làm. Chỉ sợ sau này việc như thể thường xuyên xảy ra, đối với tập đoàn Hoành Không thật đúng là họa vô đơn chí. Tuy nhiên, Vệ Ngọc Cường đương nhiên cũng có quyết định của mình. Ông ta đã bị tỉnh cách chức chủ tịch. Lại cử người khác đến làm cho bết bát hơn, cuối cùng vẫn là Vệ Ngọc Cường tôi thu dọn cái này. Đến lúc đó, thứ nhất chứng tỏ Vệ Ngọc Cường tôi có năng lực, thứ hai, vị trí chủ tịch cũng thuận lợi trở lại. Hiện tượng này cũng không thể mãi như vậy, chúng ta là tập đoàn lớn như vậy bị thành phố hạng Nam nắm mạch máu, sau này còn phát triển thế nào? Điện là tính mạng của chúng ta. Diệp Phàm hử lạnh một tiếng. Ha ha. Nếu cậu có cách tốt tôi cũng không phản đối. Vệ Ngọc Cường thản nhiên cười. Thật ra, về việc dùng điện hoàn toàn có thể ký kết hợp đồng.
Nếu thành phố Hạng Nam yêu cầu chúng ta dùng điện do họ tự sản xuất vậy phải bảo đảm điện mới được. Làm như vậy mới được, chúng ta dùng tiền mua điện không phải dùng miễn phí. Nói rõ ra thì chúng ta là khách hàng. Kinh doanh thì khách hàng là thượng đế, ở đây chẳng lẽ không thực hiện được. Diệp Phàm nói, ký kết hợp đồng nếu cần không cần điện của thành phố Hạng Nam thì vấn đề lại lớn hơn, ví dụ như nói đơn giản, cậu lấy điện từ đâu? Nếu như từ ngành điện thì căn bản cũng phải qua thành phố xem xét. Lâu trước đã có quy hoạch, tuy nhiên, sau đó thành phố Hạng Nam từ chối. Tập đoàn điện cũng biết người ta tính toán nhỏ nhặt, thành phố Hạng Nam đều không cần điện của tập đoàn, người ta đầu tư nhiều tiền như vậy, đây chẳng phải là lỗ sao. Hơn nữa, quy hoạch hợp lý của họ liền đi qua gần thành phố. Vệ Ngọc Cường nói, quy hoạch điện được nhà nước phê duyệt, đó là chính sách của nhà nước, sao có thể để mặc một thành phố cản quấy. Hiện tượng này thật là lạ đi. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, thậm chí điện lưới quốc gia cũng chưa tải đến thành phố. Có một số việc chính sách là chính sách cũng có tính linh hoạt. Cậu có thể nói đây là chủ nghĩa bảo thủ địa phương nhưng cậu nghĩ một chút xem việc này trên cả nước thiếu sao. Ví dụ như thuốc lá, có tỉnh không cho phép thuốc của tỉnh khác vào. Mà việc này tỉnh ủy ngầm đồng ý đấy. Điện quốc gia cần tiết kiệm, điện của tỉnh chúng ta chẳng lẽ do bọn họ càn quấy. Tuy nhiên, tiết kiệm điện cũng là bị tỉnh ủy càn tay đấy. Việc này tình hình là như vậy, người ta cũng không muốn đến có phải không? Vệ Ngọc Cường nói. Không có điện lưới đi qua, thành phố chúng ta có dư thừa điện không? Vậy làm sao đây, cũng không thể giữ điện lại. Diệp Phàm nghĩ đến một vấn đề. Ha ha, tất nhiên người ta sẽ có cách. Không cần cậu quan tâm. Việc này không phải là gần các huyện sao, chuyển sang bên đó là được. Vệ Ngọc Cường cười lớn, giống như một con hồ ly. Lão già này, không ngờ chê cười mình. Diệp Phàm thầm nói một câu. Tôi lập tức dẫn người sang đó thúc giục, điện không thể tiếp tục ngắt, một ngày 50.000, ai chịu nổi. Vậy được, cậu đi thúc giục một chút. Vệ Ngọc Cường gật gật đầu, nghĩ một chút rồi nói. Đồng chí Diệp Phàm, thật ra, việc của cậu bây giờ là tập trung vào vấn đề sản xuất của công ty. Ít nhất là phải khiến công ty vận hành bình thường xuống. Hiện tại vận hành mới chỉ vẻn vẹn có 1/2 công suất ban đầu, các công nhân đều rảnh rỗi đến bệnh ra rồi đấy. Không có tiền thì không thể đáp ứng hơn 1 vạn người. Chuyện này cậu cũng biết, đây là vấn đề gây nên mâu thuẫn trong tập đoàn. Mà tiền mới là vấn đề lớn nhất, các công nhân có việc làm có tiền lĩnh lương, có phúc lợi họ còn gây sức ép cái gì. Mà người rảnh rỗi sẽ gây chuyện. Vệ Ngọc Cường lại nói đến việc này tất nhiên là ám chỉ Diệp Phàm không nên đi gây sức ép vụ lừa đảo của Chu Đống. Tôi đang làm chuyện này, bí thư Vệ, vụ án lừa đảo không điều tra rõ ràng thì không được, đây chính là số tiền hơn 1 tỷ. Nếu như có thể lấy về, tương đương với lợi nhuận mấy tháng của công ty. Tình hình hiện nay của công ty anh rõ nhất. Muốn trong khoảng thời gian ngắn công ty làm ra khoản tiền đó là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đây là hơn 1 tỷ bị cuốn đi, nếu như có thể lấy về đó mới là vấn đề lợi ích thực tế nhất. Còn chuyện phát triển tập đoàn, đương nhiên cũng không thể kéo dài. Tôi sẽ nghĩ cách khác, nhưng việc này vội cũng không được có phải không? Nếu dễ dàng như thế không phải tập đoàn đã sớm thoát khỏi khốn đốn sao? Diệp Phàm tùy thế nói ra chuyện của Chu Đồng. Cậu đó, thật đúng là cứng đầu. Vệ Ngọc Cường tức giận lập tức trầm mặt. Tôi không hiểu bí thư Vệ nói vậy có ý gì. Lấy lại tiền bị lừa của công ty chẳng lẽ không phải là vì lợi ích của công ty sao? Diệp Phàm cố ý giả ngu. Tìm về, tìm dễ như vậy sao? Người cũng không thấy một ai, đều đã ra nước ngoài. Nếu như dễ dàng tìm thì sao một số lãnh đạo ôm tiền chạy, cũng với một số tỷ đến giờ vẫn không bắt được. Hơn nữa mặc dù có thể bắt về, còn lấy lại được bao nhiêu tiền. Chỉ sợ đến lúc cậu gây sức ép chỉ bắt được người về, kết quả là hai tay trống trơn. Lúc đó sự phát triển của tập đoàn thì sao, đến lúc đó ai thu dọn chỗ này? Huống chi, phá án là chuyện của công an. Vệ Ngọc Cường hiển nhiên hơi tức giận, giọng điệu cũng nặng lên không ít. Chỉ trích Diệp Phàm là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác rồi. Tôi cũng không đem chuyện phát triển của tập đoàn vứt bỏ đúng không? Sự phát triển của tập đoàn là nhiệm vụ hàng đầu. Việc này xin bí thư Vệ yên tâm. Thời gian của tôi cũng không còn sớm, tôi đi thúc giục chuyện điện một chút. Diệp Phàm nói, Vệ Ngọc Cường chỉ có thể hơi trầm mặt gật đầu. Diệp Phàm cùng Khổng Ý Hùng, trưởng ban chiến cùng với một số chuyên gia đến trạm biến thế. Vì tập đoàn Hoành Không là đơn vị dùng điện lớn,
cho nên trạm biến thế rất lớn ở thị trấn Hoành Không, thành phố Hạng Nam. Trạm biến áp này không phải do Cục Điện lực huyện Hoành Cương quản lý, mà do thành phố Hạng Nam trực tiếp quản lý. Trạm trưởng trạm biến thế Thôi Hữu Sinh là cán bộ cấp cục phó, hơn nữa còn kiêm chức phó cục trưởng Cục Điện lực thành phố, còn khá hoành tráng. Trước kia tập đoàn Hoành Không có lợi ích và hiệu quả hoạt động tốt, thì đồng chí Thôi Hữu Sinh hoành tráng ngút trời, lúc đó tập đoàn thường xuyên mở tiệc chiêu đãi trạm trưởng Thôi, thường thường có cả phong bao. Hiện giờ tập đoàn Hoành Không khó khăn, điện dùng không nhiều lắm, trạm trưởng đương nhiên cũng thất thế. Hơn nữa, trên cơ bản không ở trạm biến thế mà ở Cục Điện lực thành phố rồi. Lái xe gần 10 phút đã đến trạm biến thế Hoành Không. Quy mô thật sự không nhỏ, chỉ diện tích thôi cũng khiến nhiều người líu lưỡi, chừng 1.000 mét vuông. Nằm giữa thung lũng tương đối bình đẳng, giống như một bình nguyên, đất cũng không ít. Phàm phát hiện, trạm biến thể vẫn còn rất bận rộn, nhân viên đang cầm dụng cụ tỏ vẻ sửa chữa. Diệp Phàm tuy nói không hiểu những thứ này nhưng có thể chắc chắn những người này đang giả sửa chữa. Hoặc là nói có người làm hư hỏng, có lẽ bận rộn cũng là giả, bởi vì Tổng Giám Đốc Diệp tới rồi. Bảo vệ đi vào đã lâu rồi mà không thấy bóng dáng trạm trưởng. Chương 2815, hổ mở mắt. Diệp Phàm đi lòng vòng xung quanh, tất nhiên xem mấy người kia làm giả dối thế nào. Một hồi lâu sau, bảo vệ mới trở lại nói. Trạm trưởng Thôi đang giải quyết một số tài liệu, Tổng Giám Đốc Diệp muốn gặp ông ta xin mời đến đó. Tổng Giám Đốc Diệp là chủ tịch của Hoành Không Bảo trạm trưởng của các anh ra. Khổng Ý Hùng có chút tức giận, Thôi Hữu Sinh cũng rất đại điều. Với cấp bậc của người này không khá hơn Khổng Ý Hùng chút nào. Bởi vì Khổng Ý Hùng là phó chánh văn phòng, cũng là cán bộ cấp cục trưởng. Còn cao hơn một nửa so với Thôi Hữu Sinh. Chủ tịch Hoành Không, ai ra, lợi hại như vậy, rõ ràng còn phải thủ trưởng của chúng tôi ra đón, cái gì vậy? Lúc này một giọng nói vang lên. Diệp Phàm quét mắt nhìn tên kia một cái, một mái tóc thời thượng, giày thể thao, rất mô đen. Trương Thanh, cậu là gì mà dám mắng Tổng Giám Đốc Diệp? Chiến Vân Cương mới là quân nhân thật sự, giọng không nhỏ, chỉ vào tên kia giống lên. Tổng Giám Đốc Diệp, người này là Trương Thanh, đầu sỏ nổi danh cuồn cuộn ở thị trấn này, đừng thấy thị trấn này chỉ mấy vạn người, nhưng các thủ lĩnh sơn thần không ít. Nghe nói có chừng 30 người nổi tiếng, mỗi người đều có mấy đệ tử, Trương Thanh là một trong những người đó. Dưới trướng có mười mấy người, bình thường đi đường giống như con cua, ngang tàn. Mọi người ở thị trấn đều sợ bọn họ, thằng nhóc này luôn làm chuyện xấu, đập đồ, đánh bị thương người khác khi xảy ra chuyện. Hơn nữa, nó cũng là nhân viên của trạm biến thế. Thật ra chính là tay đấm của trạm trưởng Thôi. Khổng Ý Hùng nói thầm với Diệp Phàm, đương nhiên là nhắc nhở Diệp Phàm đừng đắc tội với người này nếu không chuyện sẽ phiền toái nhiều. Hoành Không ngũ nghĩa, ha ha, muốn làm thất hiệp ngũ nghĩa rồi. Những người này không lên được trên mặt bàn còn dám đánh đồng với triển hộ vệ, con mẹ nó xách giày cho người ta cũng không xứng. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Ông dám mắng tôi không phải là thứ gì sao? Chiến Vân Cương, bố sợ ông sao, có gan thì bắt tôi lại. Trương Thanh quả thực kiêu ngạo, đương nhiên biết rõ về Chiến Vân Cương. Y bước lên một bước, hai tay xiên, hai mắt trừng lớn nhìn về phía Chiến Vân Cương lên. Y như vậy đương nhiên là ỷ vào đang ở trong trạm biến thế, hơn nữa dường như sau lưng người này có chỗ dựa. Con rùa đã dậy đúng không? Cho tôi xem gậy gộc của mày xem. Chiến Vân Cương tức giận. Phải biết rằng, Lão Chiến là một trong những người nổi tiếng ở thị trấn Hoành Không, người nào gặp ông ta không sợ. Hơn nữa Trương Thanh trước kia thấy ông ta giống như chuột thấy mèo. Nào dám kiêu ngạo trước mặt ông ta, hôm nay thật khác thường. Lão Chiến tức giận, tiến một bước chộp cổ Trương Thanh. Trưởng ban Chiến, từ đã. Diệp Phàm không ngờ mỉm cười nói. Lão Chiến vừa rồi Trương Thanh chê ông nói y không phải thứ gì, này có ý là gì ông hiểu không? Diệp Phàm cười khan một tiếng, nghĩ một chút cũng hiểu, Trương Thanh có lẽ là, chó dữ, do Thôi Hữu Sinh tả ra mà thôi, không đáng để tức giận với loại tiểu nhân này, như vậy quá thấp kém rồi. Hả, Tổng Giám Đốc Diệp nói đúng, hóa ra y là, đồ vật này nọ, tôi có chút không hiểu, sai lầm rồi. Chiến Vân Cương tuy nói vừa mới tức giận nhưng cũng không phải người ngu ngốc, cười to ngay, lập tức Diệp Phàm và các chuyên gia đều cười. Ông mới là, đồ vật nọ, tất cả các ông là, đồ vật này nọ, con em cũng vậy, không phải là người. Trương Thanh bị vây giữ mười mấy người lập tức tức giận, tạm thời quên lợi hại của Chiến Vân Cương, không ngờ dám mắng.
Bố hôm nay thật đúng là muốn trừng phạt đồ không phải là thứ gì này. Chiến Vân Cương tức giận, một phi đến trước mặt Trương Thanh, chộp y giống chim ưng bắt gà con, tát cho y mấy cái bạt tai. Mặt của tên này lập tức biến thành đầu heo, tuy là dãy giụa nhưng thân thủ của y sao có thể so sánh với quân nhân xuất ngũ như Chiến Vân Cương. Người của Hoành không đánh người rồi, giết người rồi. Trương Thanh giống như lợn bị chọc tiết hết lên, lập tức bên trong chạy ra vài tên, có lẽ quan hệ với Trương Thanh không tệ lắm, ép về phía Chiến Vân Thanh. Muốn làm bao cát cứ đến đây. Chiến Vân Thanh trừng mắt, sợ tới mức tất cả mấy người kia đều dừng bước, lui về sau mấy bước. Ai thế, cãi nhau ầm ĩ gì thế? Không biết đây là trạm biến thế thị trấn sao? Không phận sự lập tức lui ra ngoài. Lúc này một giọng nói vang lên từ bên trong. Diệp Phàm phát hiện người này miệng ngậm một cây xì gà, tóc trải sáng bóng, đi giày da, cà vạt, cực kỳ giống chủ tịch một công ty. Quần áo khí thế hơn Diệp Phàm nhiều lắm. Ông ta chính là trạm trưởng thôi. Khổng Ý Hùng nói. Trạm trưởng thôi, người của tập đoàn Hoành không cố ý đến trạm biến thế của chúng ta quấy rối, còn đánh người. Anh xem, mặt tôi bị đánh sưng lên, tôi muốn tố cáo họ. Trương Thanh gặp người tin cậy đến hét lớn. Trưởng ban chiến, đây là anh có ý gì, Trương Thanh là nhân viên của trạm biến thế chúng tôi. Anh làm như vậy là đến chỗ chúng tôi quấy rối, rõ ràng tấn công cán bộ đang bận sửa trạm biến thể. Chẳng lẽ trên đời này vốn không có pháp luật sao? Thôi Hữu Sính lạnh lùng hử nói. Ai bảo thằng nhóc này loạn miệng mắng chó chửi người? Chiến Vân Cương không coi Thôi Hữu Sinh là gì. Không cần nói Thôi Hữu Sinh, ngay cả một số lãnh đạo thành phố lão Chiến cũng không nể nang. Người ta là quân nhân, không thuộc sự quản lý của chính quyền. Hơn nữa, Chiến Vân Cương khá thâm hiểu, Trương Thanh là chó thì Thôi Hữu Sinh là cái gì, đương nhiên là lão cẩu rồi. Trưởng ban Chiến, ăn nói văn minh một chút, không ngờ anh mắng cán bộ chúng tôi là chó. Tôi phải phản ánh với tập đoàn về vấn đề của anh. Thôi Hữu Sinh nói, mau buông y xuống. Vừa lúc rồi, Tổng Giám Đốc Diệp của chúng tôi ở đâu? Chiến Vân Cương hừ nói, ném Trương Thanh xuống đất, y đau đến mức hét lên. Tổng Giám Đốc Diệp, Tổng Giám Đốc Diệp đâu? Thôi Hữu Sinh giả ngốc, ông ta không thể không biết Diệp Phàm. Là tôi, trạm trưởng thôi có vấn đề gì có thể phản ánh. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thôi Hữu Sinh. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Diệp cũng ở đây có phải không? Thôi Hữu Sinh không ngờ chất vấn Diệp Phàm. Sao thế, tôi không thể tới đây sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Theo quy định mà nói ngoài nhân viên cục điện lực và nhân viên trạm biến thế dù là Tổng Giám Đốc Diệp cũng coi như người không có phận sự. Thôi Hữu Sinh không ngờ bày đặt. Ha ha, chúng ta đã thông báo với bảo vệ cũng đã đi gọi ông, không phải ông bảo tôi đến tìm ông sao? Giờ tôi đã đến rồi có phải là được ông cho phép rồi đúng không? Diệp Phàm ha hả, nhìn Thôi Hữu Sinh vẻ mặt bình thường. Thôi Hữu Sinh mặt cứng đờ hừ nói. Vào có thể vào nhưng cũng không thể đánh người, đây là trạm biến thế, là đơn vị trọng điểm của thành phố. Pháp luật nào quy định nhân viên của Tổng Giám Đốc Diệp có thể đến trạm biến thế đánh cán bộ công nhân viên chức của trạm? Việc này thật ra là vấn đề, tuy nhiên, vừa rồi Trương Thanh mắng người trước, ông hỏi xem y mắng tôi cái gì? Diệp Phàm thản nhiên nói. Tôi không có, anh thối lắm. Trương Thanh quát. Ban ngày ban mặt cậu mắng tôi còn dám nói dối không nhận, lúc đó mọi người đều ở cả đây. Diệp Phàm nói đến đấy đột nhiên khí thế mãnh liệt chỉ vào mấy công nhân viên chức hỏi. Các anh đều ở đâu có phải không? Việc này chúng tôi không nghe thấy. Một thanh niên có gan lớn có quan hệ tốt với Trương Thanh nói. Chủ nhiệm Lỗ, anh làm biên bản, tôi hỏi họ một câu, ghi toàn bộ lời của họ lại. Diệp Phàm nói xong nghiêm túc nhìn những người này một cái hỏi. Vừa nãy các cậu có nghe hay không? Ông, tôi lấy danh nghĩa chủ tịch tập đoàn Hoành không hỏi các cậu, chủ nhiệm Lỗ sẽ ghi chép thành biên bản chính thức, nếu nói dối các cậu nghĩ kỹ sau này. Diệp Phàm chỉ vào một ông già hỏi. Việc này việc, ông lão thiếu chút nữa khóc, nói cũng không được mà không nói cũng không được. Còn không nói rõ ràng, Tổng Giám Đốc Diệp là được tỉnh bổ nhiệm, cán bộ cấp phó tỉnh. Chiến Vân Cương cũng khá thâm độc, câu này nói ra khiến những nhân viên của trạm biến thế sợ hãi, cán bộ cấp phó tỉnh là thế nào, mọi người cũng có thể nghĩ ra tính nghiêm trọng của việc này. Cho nên lão già này cuối cùng gật đầu nói. Vừa rồi Trương Thanh thật sự mắng Tổng Giám Đốc Diệp, nói là cái gì vậy? Đúng, đúng, sau đó còn chửi thứ chó má. Một lão nhân viên bên cạnh cũng nói lại là lời của Trương Thanh. Còn Trương Thanh mặt đã tím xanh. Hơn nữa sưng tấy nhìn không khác gì người chết.
Miệng cậu tích chút nước đi. Thôi Hữu Sinh bình tĩnh phê bình Trương Thanh một câu, rồi nói. Tuy nhiên, Tổng Giám Đốc Diệp cũng không thể cho phép trưởng ban chiến đánh người có phải không? Là Trương Thanh khiêu khích trước, trưởng ban chiến là phòng vệ chính đáng. Diệp Phàm Hử nói. Ai nói đấy, thối lắm, anh đang ở đây thối lắm. Trương Thanh cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Diệp Phàm giơ chân mắng. Thằng nhóc, thả dám một câu nữa xem. Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt nhìn chằm chằm Trương Thanh. Cút ngay vào trong sức thuốc đi, còn dám mắng chửi người. Thôi Hữu Sinh nghiêm mặt, đạp một cước Trương Thanh ngã vào bên trong. Rất xin lỗi, Tổng Giám Đốc Diệp tôi sẽ từ từ phê bình y. Người này có chút ngang tàn, không ngờ biết ra tay trước thì chiếm lợi thế, bảo vệ Trương Thanh. Không sao, một tôm tép nhảy nhép thôi. Diệp Phàm khoát tay áo nói. Trạm trưởng thôi, nghe nói trạm biến thế hỏng rồi, không biết khi nào mới có thể cung cấp điện lại. Chương 2816, người không nên để ý thì không để ý. Việc này cũng khó nói, lần này hỏng khá lớn, có lẽ không có 10 ngày nửa tháng không xong được. Mỗi công nhân viên chức đều tăng ca, ngay cả buổi tối cũng phải làm. Chỉ là trạm biến thế chúng ta vì kinh tế của tập đoàn Hoành không đình trệ, cho nên rất nhiều thiết bị đã không được vận hành trong thời gian dài. Việc này, không vận hành nên hỏng nhanh hơn, cho nên, hỏng rất nhiều. Tạm thời chúng tôi chỉ còn một số thiết bị có thể vận hành bình thường. Cho nên, chỉ có thể cung cấp cho dân thị trấn Hoành không điện dân dụng thôi. Mấy chục xí nghiệp khác hiện giờ cũng phải ngừng sản xuất. Không có cách nào, tuy nhiên Tổng Giám Đốc Diệp yên tâm, một khi sửa xong chúng tôi lập tức cung cấp điện. Thôi Hữu Sinh vẻ mặt khó xử, tất nhiên là giả bộ rồi. Sao không nhiều bộ phận cùng làm? Diệp Phàm hỏi. Việc này không phải là vấn đề nhiều hay ít, cần phải người chuyên nghiệp mới được. Không thể mèo chó cũng có thể sửa, vậy không phải đại tu thành phá hủy. Hơn nữa, địa bàn nhiều, việc này tôi vẫn phải cảm ơn tập đoàn Hoành không, các anh đã cử chuyên gia đến đây. Chỉ là địa bàn chúng ta quá nhỏ, hoạt động không tốt, đến nhiều cũng vô dụng. Có khi, nói thật, ngược lại thêm phiền. Thôi Hữu Sinh ra sức ngăn chặn việc Diệp Phàm muốn đưa chuyên gia đến đây. Thật không cần chúng tôi giúp đỡ các anh sửa thiết bị sao? Diệp Phàm không ngờ thản nhiên cười. Thật không cần, chúng tôi tự làm là đủ rồi. Thôi Hữu Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy thì tốt rồi, hy vọng các anh có thể làm xong sớm một chút, chúng ta trông mong điện của các anh. Diệp Phàm cười cười, cùng mọi người rời đi, làm cho mọi người ở trạm biến thế có chút kỳ quái. Cảm thấy vị Tổng Giám Đốc Diệp này hình như cũng đầu voi đuôi chuột. Lão Lý, ông nói gì kỳ quái thế? Một chuyên gia họ Trương nhỏ giọng hỏi. Ông Trương, tôi cũng thấy lạ, ông nói xem, nghe nói Tổng Giám Đốc Diệp đến cả cổ của Lão Hổ Chê cũng từng bóp. Ngay cả bí thư vệ cũng có chút nhút nhát, Khương Quân thì thế nào, còn không phải bị Tổng Giám Đốc Diệp trừng trị sao? Sao một trạm trưởng nho nhỏ Tổng Giám Đốc Diệp không có cách nào hả? Thật đúng là có chút âm mưu. Lão Lý nói. Khương Quân xuất thân từ quân ngũ, tính tình thối, bí thư vệ là nhường hắn, tôi nghĩ chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Diệp chỉ là hổ giấy, chỉ dám ra tay độc ác với chúng ta. Tuy nhiên, cũng không giống, Lão Hổ Chê đáng sợ như vậy, Thôi Hữu Sinh trước mặt hắn tính cái đếch gì, việc này quả thật có chút kỳ quái đấy. Trương Công nói. Ôi, điện không biết ngừng đến lúc nào. Lão Trương thở dài. Nghe nói Chu Đống đều đã bị Tổng Giám Đốc Diệp bắt lại, tuy nhiên con mẹ nó, Giám Đốc Lưu của Sở Công an tỉnh không phải là đồ chơi rồi. Đúng vậy, Chu Đống làm nhiều chuyện xấu như vậy, đem tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta ra làm, học phí, lại còn giả bệnh, may mà Tổng Giám Đốc Diệp tinh mắt, lập tức bắt y. Lão Lý cũng thở dài. Thằng nhóc này hôm nay mắt hết mặt, thiếu chút nữa bị một thằng nhóc đánh. Nếu Chiến Vân Cương không ở đó có lẽ xuống đài rồi. Trưởng ban thư ký thành ủy Tằng Vân Nhàn mặt tươi như hoa. Việc này mới bắt đầu, đừng vui mừng sớm. Cái Thiệu Trung hừ lạnh một tiếng, răng rắc một tiếng châm thuốc phun ra một vòng tròn khói thuốc. Trong xương khói mắt lão cái như ẩn hiện tương đối thần bí. Thằng nhóc này cũng thật là, chỉ với chức chủ tịch công ty của hắn cũng dám đấu với chúng ta. Đây là mảnh đất của bí thư cái, rồng mạnh cũng không thắng nỗi rắn địa phương. Chúng ta chỉ thoáng ra chiêu tên kia đã tổn thất 500.000. Một tháng thì là 1.500.000. Hoành không là một cái thùng rỗng, đến lúc đó có lẽ hắn khóc đấy. Tăng Vân Nhàn cười nói. Hắn không thể coi là rồng, một con sâu nhỏ thôi. Cái Thiệu Trung hừ nói. Đúng đúng, một con sâu thôi. Tăng Vân Nhàn liên tục gật đầu.
Đúng lúc này điện thoại vang lên, Tăng Vân Nhàn nhận điện thoại ừ à một hồi sau không ngờ nụ cười tắt ngấm. Vẻ mặt này của Tăng Vân Nhàn khá hiếm thấy, cái Thiệu Trung biết rõ đặc điểm của y. Trừ phi gặp một lệnh đặc biệt hoặc một việc kỳ quái mới như thế, không khỏi có chút tò mò hỏi. Vân Nhàn, đã xảy ra chuyện gì? Thật là lạ, bí thư cái, chủ tịch thành phố Lam hôm nay không ngờ đến huyện Hoành Cương rồi, mà tiện xe muốn đến trạm biến thế Hoành không? Thôi Hữu Sinh đón tiếp đã bị ông ta chửi rủa một phen. Tăng Vân Nhàn nói. Vì sao măng? Cái Thiện Trung sửng sốt hỏi. Nói là một chút chuyện hư hỏng mà hai ngày không giải quyết xong, tập đoàn Hoành không đã phản ánh lên trên. Mắng xong về. Hơn nữa lập tức ra lệnh cho trạm trưởng thôi trong vòng một ngày nếu không có thể giải quyết vấn đề điện sản xuất cho tập đoàn Hoành không, thì đến chỗ nào mát mẻ nghỉ ngơi. Và tại chỗ chỉ một gã phó cục trưởng cục điện lực thành phố Trần Thanh Vân đến hiện trường giám sát. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, chức trạm trưởng trạm biến thế Hoành không tạm thời do Trần Thanh Vân thay thế. Tăng Vân Nhàn hừ nói. Đồng chí Tồn Quân thật sự nói như vậy. Cái Thiệu Trung không ngờ nheo mắt. Tăng Vân Nhàn biết đây là lão cái ghi nhớ động tác của người nào đó. Là cấp dưới thân thiết của cái Thiện Trung, trưởng ban thư ký thành ủy, Tăng Vân Nhàn biết rõ ý nghĩa vẻ mặt của Che Thiệu Trung. Đúng vậy, chính là như vậy. Tăng Vân Nhàn gật đầu. Thú vị. Cái Thiệu Trung nhẹ nhàng gật đầu nhả khói. Lạ thật, chẳng lẽ chủ tịch Lam không hiểu chuyện. Tăng Vân Nhàn có chút không hiểu được hành động của Lam Tồn Quân, đây chẳng phải là đối đầu cùng bí thư cái sao. Cậu muốn gã sẽ đến mức nghẹt mũi sao? Cái Thiệu Trung lạnh lùng nghiêm nghị nói. Tuyệt đối không, người này đã làm ở nhiều nơi, lại đều từ tỉnh Tây Lâm đến đây. Tăng Vân Nhàn nói. Hơn nữa theo tôi biết, người này gia thế rất cao, phụ thân Lam Bình Phong chức vị cao. Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu cho dù là Lam Bình Phong là chủ tịch thành phố trực thuộc Trung ương Tân Môn nhưng đây không phải là Tân Môn, lời nói của gã còn chưa được cái Thiệu Trung đồng ý. Một quan huyện không bằng một người trực tiếp. Cái Thiệu Trung ngang ngược. Đúng thế, ở đây bí thư cái là lớn nhất, Tăng Vân Nhàn bất cứ lúc nào cũng nịnh nọt. Không, Vân Nhàn, cậu không hiểu nguyên nhân thật sự là gì. Không thể tưởng tượng được cái Thiệu Trung cười thân bí, vẻ rất kỳ quái. Việc này, Tăng Vân Nhàn thật sự không biết nguyên nhân trong đó, tuy nhiên, không dám trực tiếp hỏi. Ha ha, Vân Nhàn, cậu biết rằng Lam Tồn Quân đã ở Tây Lâm. Sao không biết được gã đã cùng Diệp Phàm hợp tác? Cái Thiệu Trung vừa nói xong Tăng Vân Nhàn lập tức lạnh người. Qua đường thì có tác dụng gì? Cái Thiệu Trung cười hiển nhiên giống tượng Bồ Tát. Tôi thật sự không để ý đến việc này, không thể tưởng tượng được hai người họ đã từng hợp tác, khó trách Lam Tồn Quân cố gắng hò hét vì hắn như vậy. Tăng Vân Nhàn nói có chút buồn bực. Bí thư cái, tôi làm việc chưa tốt, là trưởng ban thư ký thành ủy, ngay cả tin tức quan trọng này cũng không biết. Không việc gì, chuyện thiên hạ có nhiều trùng hợp, lần trước làm sao chúng ta có thể liên hệ về hai người họ cùng một chỗ. Tôi cũng chỉ nghe được trong lúc vô tình, điều tra ra, đúng là hoảng sợ. Ban đầu ở thành phố Đông Cống tỉnh Tây Lâm, Diệp Phàm là chủ tịch thành phố, sau đó là bí thư. Còn chủ tịch Lam của chúng ta bị điều đến Đông Cống làm phó chủ tịch thường trực thành phố. Sau đó đến nhà máy đường Mùa Xuân làm giám đốc, coi như là cấp giám đốc sở rồi. Gia thế cao. Vừa chuyển đến chỗ chúng ta đã có chức chủ tịch thành phố rồi. Cái Thiệu Trung cười nói. Thật đúng là tà môn, trước kia Lam Tồn Quân là giám đốc, Diệp Phàm là chủ tịch thành phố, hiện giờ lại thay đổi lại. Lam Tồn Quân là chủ tịch thành phố, Diệp Phàm là chủ tịch thật ra là giám đốc một nhà máy lớn, đời này thật khó lường. Con đường lên chức của hai người họ giống như đổi ngôi. Từ đây xem ra Diệp Phàm cũng lại gân bóng rồi, người kia chẳng phải chỉ là khách qua đường sao. Tăng Vân Nhàn nói. Khách qua đường. Đúng lúc này cái Thiệu Trung dí mẩu thuốc lá vào gạt tàn hừ nói. Đây không phải là chỗ hắn tạo ra thành tích, ở đây, một trận chiến trong con đường làm quan cuối cùng của hắn. Phần 1 của con đường làm quan, bí thư cái nói rất hay. Tăng Vân Nhàn lại có cơ hội nịnh. Nói cái gì, tập đoàn Hoành không sao có thể nói là phần mộ, nói chuyện đúng đắn một chút. Không thể tưởng tượng được cái Thiệu Trung đột nhiên nghiêm mặt. Tăng Vân Nhàn đỏ mặt cũng không hiểu được vì sao lão cái buồn bực. Tăng Vân Nhàn đương nhiên không hiểu được suy nghĩ của cái Thiệu Trung. Người ta muốn tập đoàn Hoành không là chỗ đến tiếp theo. Tăng Vân Nhàn nói Hoành không là một phần mộ, ông ta tất nhiên mất hứng. Tức là nói ông ta sẽ đi đến phần mộ, đó không phải là chuyện đùa. Tăng Vân Thanh biết cái Thiệu Trung tuy nói hống hách,
thật ra trong lòng thật sự tỉ mỉ. Có thể nói là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, cũng không phải hạng người lỗ mãng. Buổi chiều, Diệp Phàm đang chuẩn bị đến hai nhà máy xem một cái. Lúc này, ba người vội vàng đến. Tổng giám đốc Ngô, xin chào. Khổng Ý Hùng sửng sốt vội vàng nhìn người trung niên mặc đồ tây chào hỏi. Tổng giám đốc Diệp, máy móc trong xưởng chúng tôi đang chờ, khi nào thì các anh giao hàng. Chúng tôi chờ hai ngày rồi, việc này không chờ được nữa. Nếu cứ như vậy còn làm kinh doanh cái con khỉ gì? Tổng giám đốc Ngô tức giận hỏi. Ông chính là tổng giám đốc Ngô của công ty Khoảnh Không. Chuyện này chúng tôi đang giải quyết, ông đừng vội. Diệp Phàm giơ tay ra, tổng giám đốc Ngô không ngờ không bắt tay, tức giận hừ nói, hiện giờ tôi chưa có tâm trạng bắt tay, mông tôi đặt lên chậu than rồi. Tổng giám đốc Ngô, có chuyện vào văn phòng tổng giám đốc Diệp từ từ nói, tức giận cũng vô dụng, ngược lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, tình hình của chúng tôi ông cũng biết, không phải chúng tôi không sản xuất mà vì mất điện có phải không? Đây là nguyên nhân ở trạm biến thế, thật ra chúng ta cũng là người bị hại có phải không? Khổng Ý Hùng vội vàng hòa giải. Tôi mặc kệ nguyên nhân là gì, chúng ta đã ký hợp đồng này chẳng lẽ là tờ giấy trắng sao? Tổng giám đốc Ngô tức giận. Một ngày không phải bồi thường cho các ông 50.000 sao? Diệp Phàm hừ lạnh nói cảm thấy tổng giám đốc Ngô cũng có chút vấn đến, sớm không đến muộn không đến, thế nào lại dừng điện đến đây? Chương 2817, oán hận. Bình thường công ty hợp tác lâu dài gặp phải tình huống này đều hoãn một chút mới đến thúc giục. Con người đều có tình cảm, cũng không thể ép chết người ta. Đúng vậy. Tổng giám đốc Ngô gật gật đầu. Ý Hùng, thông báo với tài vụ chi xét, hôm nay hai ngày rồi cấp trước 100.000. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vung tay bỏ đi, không để ý đến tổng giám đốc Ngô. Người này bị ngược, mặt lập tức đỏ bừng, nói với theo. Tổng giám đốc Diệp, anh có thái độ gì vậy? Chúng tôi cần máy móc, tiền này chưa thấy bao giờ. Hiện giờ ông thấy, trước tiên cứ xuống xưởng chờ. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại, Diệp Phàm không phải là lỗ mãng mà sau lần nói chuyện với Vệ Ngọc Cường Diệp Phàm đã cho người điều tra công ty không phi. Công ty này nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Đây chỉ đơn giản là chuyển hàng thôi, văn bản chuyện của bộ phận vật tư, sao có thể đến Ngô Vĩnh Toàn đến đây? Người này tự mình đến gây sức ép, đây đối với một công ty có số vốn hơn 1 tỷ mà nói là tương đối hiếm. Phó Tổng Giám đốc công ty đến đây làm chuyện này khiến Diệp Phàm cảm thấy lạ. Hừ, chúng ta đi, tôi muốn xem Tổng Giám đốc Diệp có bao nhiêu tiền. Một công ty sắp phá sản còn tưởng là tập đoàn Hoành Không trước kia có phải không? Ngô Vĩnh Toàn hừ lạnh một tiếng dẫn người đi. Người này rất không thức thời, chúng ta đang chờ, một ngày không giao tiền không được. Nghe nói Hoành Không hiện giờ đến tiền lương còn nợ mười mấy tháng, một ngày 50.000 không phải giết bọn chúng sao? Một cấp dưới của Ngô Vĩnh Toàn nói thêm. Tổng Giám đốc Diệp, Tổng Giám đốc Diệp. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị lên xe trước mặt đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rồn rập, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn, trong lòng tự nhủ mày quả nhiên đến đây. Tuy nhiên, thằng này cũng nhíu mày, hừ nói. Có chuyện gì trạm trưởng thôi, hiện giờ tôi đang bận không có thời gian tào lao với ông. Hiện giờ nhà máy không có điện, vừa rồi người ta đến lấy đi 100.000. Rất xin lỗi Tổng Giám đốc Diệp, tôi đến cầu việc các anh đây. Trạm trưởng thôi lau mồ hôi trán vội vã nói. Cầu viện, có ý gì? Tôi thấy trạm trưởng thôi bị áp lực đến hồ đồ rồi. Diệp Phàm vẻ mặt giả vờ kinh ngạc nhìn ông ta. Là như vậy, chúng tôi hiện giờ nhân sự tu sửa thiết bị không đủ, cho nên, muốn mượn chuyên gia của tập đoàn Hoành Không sang trợ giúp. Trạm trưởng thôi nói, quái, buổi sáng tôi đến chỗ các anh không phải nói địa bàn quá nhỏ nhân sự nhiều ngược lại càng loạn thêm sao? Cho nên, húng tôi không muốn gây phiền thêm cho các anh. Hiện giờ mới mấy tiếng sau, chẳng lẽ ai đó có phép thuật mở rộng phạm vi của trạm biến thế? Nếu không loạn cũng không thể loạn thêm có phải không? Diệp Phàm tươi cười, đương nhiên thôi hữu sinh biết là Tổng Giám đốc Diệp đang gõ mình, chế giễu mình. Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố Lam đã ra lệnh rồi, tuy lãnh đạo cục điện lực cũng đã nói qua. Nhưng cửa đầu tiên của Chủ tịch thành phố Lam đã không qua được rồi, mà trong vị đại thần lão cái trong truyền thuyết lại không có chỉ thị gì mới. Thôi hữu sinh tất nhiên nóng nảy, con mẹ nó, Lam Tồn Quân cũng quá thâm hiểu, thậm chí ngay cả người sẽ tiếp nhận chức vụ này đều cho ở lại đây chờ. Dù nói thế nào, mặc dù là vị đại thần trong truyền thuyết kia mà nói cục điện lực thành phố cũng là bộ phận thuộc chính quyền thành phố.
Người ta là nhân vật số một của chính quyền thành phố, thật sự muốn xử lý một trạm trưởng trạm biến thế chẳng lẽ còn không được hay sao? Hơn nữa Thôi Hữu Sinh trong lòng có quỷ, dĩ nhiên là giật mình rồi. Ít nhất, qua cửa ải này rồi nói tiếp. Nếu tiếp theo vị đại thần trong truyền thuyết kia thật muốn ra tay với mình thì sẽ nghĩ cách tìm mối thân quen về điện lực tỉnh. Tạm thời dù sao cũng phải giải quyết trước đã. Tuy nhiên, điều khiến Thôi Hữu Sinh buồn bực chính là lúc trước sợ chuyên gia của Hoành không đến thấy được sơ hở trong đó cho nên những thiết bị kia hỏng thật rồi. Chẳng qua do con người làm hỏng mà không phải tự nhiên hỏng. Vì thế Thôi Hữu Sinh cũng mời cao thủ đến muốn làm hư. Làm hư nhưng cũng có bí quyết, không phải nói có thể muốn làm là được, ít nhất làm hỏng sau đó còn có thể sửa mới được. Hiện giờ, cũng là nhân sự không đủ, đành phải mặt dày đến cầu Hoành không rồi. Tổng Giám đốc Diệp, để tiến độ nhanh hơn, chúng tôi đã sử dụng tất cả các đồng chí có kỹ thuật, qua hai ngày đêm thật sự cũng mệt rồi, đều nói là làm không được. Cho nên không có cách nào, tuy nhiên xin Tổng Giám đốc Diệp yên tâm. Người của các anh cử đến chúng tôi sẽ trả tiền theo chế độ. Thôi Hữu Sinh nói. Đây là việc nên làm, tuy nhiên, chuyên gia của chúng tôi làm tăng ca. Theo quy định của công ty chúng tôi tăng ca tính gấp 5 lần tiền công. Dù sao chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, giờ nghỉ phải nghỉ không thể loạn được. Nói cách khác, sau lưng các chuyên gia sẽ nói Diệp Phàm tôi là hoàng thế thân có phải không? Diệp Phàm nói, Thôi Hữu Sinh thiếu chút nữa muốn nổ. Trong lòng ông ta tự nhủ mày là đồ chó hoang, giữa ban ngày ban mặt cũng không phải là lễ bái thiên. Hơn nữa, tập đoàn Hoành không chúng mày hoạt động không đủ, những chuyên gia này có lẽ rảnh rỗi đến bệnh. Hiện tại việc này căn bản là xảo trá. Cứ vậy cứ tính gấp 5 lần tiền công. Thôi Hữu Sinh trong lòng đang thầm mắng, đầu như lửa đốt. Khổng Ý Hùng đứng cạnh thiếu chút nữa bật cười. Trong lòng tự nhủ Thôi Hữu Sinh gặp phải Diệp Phàm coi như là ngã tám đời hỏng rồi. Ông đấu cùng hắn căn bản cũng không phải cùng cấp. Đương nhiên, đối với thái độ của Thôi Hữu Sinh, Khổng Ý Hùng cũng có chút buồn bực, không hiểu được chuyện gì xảy ra khiến cho trạm trưởng hò hét hoành tráng cũng phải chó cùng dứt dậu. Châm chọc rồi Diệp Phàm mới cử chuyên gia đến trạm biến thế Hoành không. Nhìn những người gọi là chuyên gia của tập đoàn Hoành không đến đầy một xe buýt, Thôi Hữu Sinh thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tập đoàn Hoành không có một chiếc xe buýt, có thể ngồi 6-70 người. Bình thường dùng để đưa đó nhưng các những nhân viên đi khảo sát. Thời kỳ hưng thịnh thật ra thường xuyên dùng. Mấy năm nay hình như đã lâu không thấy nó xuất hiện. Cho nên hiện giờ xe buýt có vẻ cũ kỹ. Nhưng cũ kỹ thì cũ, nó vẫn nhét vào trong ít nhất 7-80 người. Đối với tập đoàn cơ điện Hoành không mà nói, lạc đà gầy con hơn ngựa lớn. Tuy nói nhân tài bị sói mòn nhưng vì người ta là nhà máy sản xuất thiết bị điện lực. Thiết bị của trạm biến thế Hoành không đều là do nhà máy này sản xuất. Cho nên đối với đứa con của mình người ta rất quen thuộc. Muốn nói người ta sửa thì rất dễ. Việc này Diệp Phàm vừa dứt lời liền đưa đến một xe người. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng là căn cứ vào những người này nhàn rỗi, để bọn họ ra ngoài làm công kiếm ít tiền cũng không tệ. Hơn nữa, đã thống nhất gấp 5 lần tiền công hình như cũng không tệ. Về phần Thôi Hữu Sinh, phải cho một cú đau nhớ đời là được. Nghe nói Tổng Giám đốc Diệp muốn đi kiểm tra, hai người phụ trách hai nhà máy Chu Hưng đã làm một nghi lễ chào đón đơn giản, mười mấy nữ công nhân viên cũng không hóa trang cầm mấy bông hoa chào đón Tổng Giám đốc Diệp đến chỉ đạo công tác. Đến lúc nào rồi còn làm mấy cái này, rút lui đi. Diệp Phàm nói cảm thấy đây là một thói quen rất xấu, nhà máy sắp phá sản còn làm những trò chơi này. Mấy người Chu Hưng và Dương Toàn thoáng nhìn nhau khoát tay sao cho mấy người chào đón rút lui. Diệp Phàm đi thị sát hai nhà máy cùng Khổng Ý Hùng và hai giám đốc. Về mặt vệ sinh vẫn được quét tước sạch sẽ, việc này không sản xuất đương nhiên là sạch sẽ rồi. Tuy nhiên, đi vào trong khu sản máy móc, Diệp Phàm tức giận hỏi. Sao lại thế này? Tổng Giám đốc Diệp, hai năm gần đây khó khăn quá, không có đơn đặt hàng. Trang thiết bị nhà máy dùng điện đặc biệt nhiều, hơn nữa, dừng liên tục nên nhiều máy móc đã hỏng. Cho nên, trên cơ bản không dùng được. Đều phụ trợ nhà máy mở ra. Giám đốc nhà máy chế tạo máy móc Hoành không Dương Toàn xấu hổ nói. Tạm thời không hoạt động cũng không có nghĩa là mãi mãi không hoạt động, bình thường như thế nào không cho thiết bị này hoạt động cho tốt. Hơn nữa, quan trọng phải bảo vệ tốt những thiết bị này. Ví dụ như tra dầu, đắp vải, việc này không cần tôi dạy các anh chứ. Nếu cứ để lung tung lộn xộn như vậy, nếu có đơn hàng lớn thì làm sao bây giờ? Giám đốc Dương. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ.
vẻ mặt nghiêm khắc Diệp Phàm phê bình giám đốc Dương. Đơn hàng lớn, 2 năm cũng chưa có, chỉ là hỗ trợ nhà máy thôi. Giám đốc Dương không phục thầm nói một câu. Tuy nhiên, Diệp Phàm lỗ tai tinh thật. Ông nói cái gì, lập tức cho tất cả các công nhân kiểm tra lại toàn bộ máy móc một lần nữa. Hỏng lập tức sửa, làm cho tốt bảo dưỡng về sau. Giám đốc Dương, nếu có đơn hàng lớn đến nếu không kịp để thiết bị hoạt động tôi sẽ lấy mũ ông. Diệp Phàm nói xong xoay người đi đến các phân xưởng khác. Giám đốc Dương đỏ bừng mặt, đành phải lập tức giao việc vừa thở phì phì đi theo sau Diệp Phàm không nói gì. Dưới sự cố gắng của các chuyên gia tập đoàn Hoành Không, rạng sáng điện đã được cấp trở lại, nhà xưởng khởi động lại trong đêm. Cuối cùng Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày 100.000 tiền bồi thường thật đúng là đau. 6 giờ sáng, một hồi chuông điện thoại vang lên. Mở di động vừa thấy là Phí Nhất Độ. Về lúc nào? Diệp Phàm hỏi vì Phí Nhất Độ giải quyết chuyện đào Chris. Tối hôm kia, Phí Nhất Độ cười nói. Sao không gọi điện thoại bên kia thế nào? Diệp Phàm hỏi. Đừng nóng vội, bên kia có cao thủ Lạc Phi theo dõi không có vấn đề gì. Phí Nhất Độ giải thích. Còn sao tôi chưa gọi điện thoại cho anh vì tôi muốn giúp anh một phen? Hả, giúp thế nào? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên phải theo Cổ Gia Kim xuất thủ. Phí Nhất Độ nói. Tác dụng không lớn, mặc dù Cổ Thiên Tác đến đây quyên tặng một ít tiền cho công ty chúng tôi, đối với việc khôi phục và phát triển công ty không có nhiều tác dụng. Cổ Phi Phi là nể mặt tôi mà đến. Hiện giờ tôi đang đau đầu tìm người hợp tác để phát triển tập đoàn. Hiện giờ ở công ty tôi hoạt động chưa đến 3 phần công suất, 1 tháng kiếm được chưa đủ phát tiền lương, mỗi phải vẫn phải đi vay tiền, thời gian này thật sự là khổ. Diệp Phàm hừ nói. Chương 2818, tin tức tốt lành. Tôi biết, hiện giờ Hoành Không không tốt, tôi cũng đã nghe Đường Thành nói rồi, nhưng tôi phát hiện nhà họ Cổ gần đây muốn nhập một lô hàng. 2 ngày nay tôi đã điều tra rồi, đúng, họ nhập về một lô linh kiện. Phí Nhất Độ nói. Ý cậu là công ty chúng tôi có thể sản xuất loại linh kiện này sao? Diệp Phàm lập tức vui vẻ, hỏi. Nếu chỉ là chuyện để nói phiếm thì Phí Nhất Độ không nói như thế. Đúng, tôi cũng đã tìm hiểu về công ty của các anh. Có thể sản xuất loại linh kiện đó, nhưng nhà họ Cổ hình như muốn nhập hàng từ tập đoàn cơ khí TQ. Hai bên đã ký bản ghi nhớ rồi, tổng giá trị đơn hàng này lên đến hơn 80 triệu. Tôi thấy tuy không nhiều. Nhưng nếu có thể lấy được phần đó thì cũng có thể tạm giải quyết vấn đề trước mắt. Phí Nhất Độ nói. Đúng vậy, nếu tổng giá trị là 80 triệu thì chúng ta ít nhất cũng có thể kiếm được đến 30 triệu. Nhưng anh nói rằng họ đã ký hợp đồng với bên TQ rồi thì sao có thể đổi sang chúng ta được? Diệp Phàm hỏi. Tiền không phải trong tay sao? Hôm trước sau khi tôi tìm hiểu tình hình, đã liền gọi các anh em lại để cùng hợp sức. Tin rằng, cái mông Cổ Thiên Tắc chắc chắn không ngồi yên được. Có thể nội trong nay mai sẽ đến thăm hỏi anh Diệp đấy. Đến lúc đó anh sẽ dẫn họ đến tham quan nhà máy của anh, tin chắc rằng anh ta cũng là người hiểu biết. Việc này không cần anh phải nhắc mà tự bản thân anh ta sẽ nói chuyện hợp đồng với anh. Nhưng các anh phải đảm bảo chất lượng. Tôi làm thế này cũng không đến nơi đến chốn, nếu chất lượng còn không vượt qua nổi thì cũng không thể yên tâm được đúng không? Phí Nhất Độ cười quái dị. Cậu có lòng. Diệp Phàm cười một tiếng. Tôi nói anh Diệp, đừng có nói thế. Tôi vì anh mà mới làm chuyện như thế. Đương nhiên, sẽ là lần cuối cùng của nhà họ Cổ. Làm xong cái vé này thì bực tức của chúng ta cũng được giải rồi. Phí Nhất Độ cười nói. Cổ Thiên Tắc đến đúng là nhanh, chắc chắn là nóng bỏng đít rồi. Vừa ăn trưa xong Diệp Phàm muốn nghỉ ngơi một lúc thì Khổng Ý Hùng báo có chủ tịch Cổ Thiên Tắc của tập đoàn Kim Lăng Cổ Thị muốn gặp. Chủ nhiệm Khổng, anh cứ nói rằng giờ tôi không rảnh. Mời chủ tịch Cổ đến phòng chờ nghỉ ngơi, bởi vì giờ tôi phải đến nhà máy Hoành Không. Diệp Phàm cười nói. Không phải là hôm qua mới đi sao? Khổng Ý Hùng nghĩ thế chứ không dám hỏi, hỏi. Nếu như ông ấy hỏi khi nào có thể gặp được chủ tịch Diệp thì tôi phải trả lời thế nào? Anh cứ nói là gần đây nhiều việc, lại vừa mới khôi phục lại việc cấp điện, rất nhiều việc cần tôi phải giải quyết. Có thể thời gian này không có thời gian. Diệp Phàm cười nói. Đi từ phòng ra ngoài tiến thẳng đến nhà máy. Hắn ta làm ra vẻ đi nhanh chóng. Quả nhiên 10 phút sau đã thấy Cổ Thiên Tắc cùng mấy người đến nhà máy. Chủ tịch Diệp, quý nhân như ông đúng là khó mà gặp được. Cổ Thiên Tắc có chút oán giận nói, thấy Diệp Phàm cái là miệng vui vẻ nói, đưa tay ra bắt tay chào hỏi.
Ồ, ngại quá, ngại quá. Mấy ngày nay nhiều việc quá, cộng thêm việc vừa khôi phục việc cung cấp điện. Cả một đống bòng bong phải giải quyết, chủ tịch Cổ cũng biết đó, tôi vừa mới đến Hoành không có vài ngày, chỉ muốn quen thuộc nghiệp vụ. Một tập đoàn lớn như vậy, hàng vạn con người, bao nhiêu là việc. Diệp Phàm cười tủm tỉm, tỏ vẻ xin lỗi chủ tịch Cổ. Hình như công nhân đi làm không nhiều mà. Cổ Thiên Tắc nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ, bận cái quái gì. Ôi, chủ tịch Cổ, tôi đâu có giấu gì, gần đây tình hình tập đoàn không thuận lợi, mới hoạt động không nổi ba phần, đang lo lắm. Diệp Phàm ra vẻ đau khổ nói. Vậy thì tốt rồi, đúng lúc các anh có thời gian, vậy hãy giúp chúng tôi làm nhanh một đợt hàng được không? Cổ Thiên Tắc hỏi. Chủ tịch Cổ cần hàng gì, nhà máy của chúng tôi là thuộc tài sản nhà nước. Diệp Phàm ra bộ như bà Hoàng bán dưa. Hai bên ăn khớp với nhau, mà có thể lại giải quyết được tình hình khó khăn trước mắt. Cổ Thiên Tắc cho người đến, nhanh chóng ký kết với Hoành không một hợp đồng linh kiện trị giá 80 triệu. Cho đến khi Cổ Thiên Tắc ra về, cũng không hề nói một câu kim đô. Hai bên đều là những người hiểu biết. Đương nhiên Diệp Phàm muốn kéo ông ta đầu tư nhưng ông ta chưa đồng ý. Diệp Phàm nghĩ cũng được, không thể ép quá mức được. Mà, thực ra tập đoàn Cổ gia cũng chưa có nghiệp vụ về mặt này. Nhưng Cổ Thiên Tắc cũng đã đồng ý, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ đặt hàng. Xem như trợ cấp không đầu tư. Linh kiện 80 triệu này cũng đủ để cả nhà máy làm được một tháng. Cho nên, trong xưởng đã ồn ào lên, toàn bộ công nhân đều đã về xưởng làm việc, thấy có việc làm ai cũng vui vẻ. Tự nhiên cũng thay đổi cách nhìn đến vị chủ tịch Diệp kia. Nhưng nhà máy có thứ để mà làm thì xưởng khác lại rơi vào tình trạng trống rỗng. Và giám đốc xưởng đó Chu Hưng Liệt cũng không ngồi yên được. Không có việc làm thì không có tiền, không có tiền thì đương nhiên công nhân sẽ phải có ý kiến. Nếu làm không tốt thì họ cũng sẽ cho trượt luôn. Vì thế mà ông ta không thể nào ngồi yên được, tức tốc chạy đến phòng làm việc của Diệp Phàm. Biết được ý đồ của hắn ta, Diệp Phàm mời ông ta ngồi đối diện. Chủ tịch Diệp, chúng tôi cũng đang chờ công việc, có điện rồi, công nhân đều rất nhiệt tình. Xưởng trưởng Chu đều trầm mặc xuống, kiên trì nói. Nhận việc cũng cần phải để tôi đến sao? Hàng ngày các anh làm gì cả rồi? Diệp Phàm lạnh mặt quyết định giáo huấn người này. Bản thân không chịu nghĩ cách mà còn đến đây mà chặn cửa. Chúng tôi đang tìm cách nhưng chủ tịch Diệp không thể bên này nặng bên kia nhẹ được đúng không? Xưởng trưởng Chu đương nhiên muốn nói xưởng chế tạo đã có việc làm. Còn nói bên nặng bên nhẹ sao? Anh xem các anh đều nói những lời vô ích, các anh chỉ có ôm mộng ngồi chờ, thế thì mãi mãi không ấm no được. Cho nên, tôi nghĩ rằng việc mà xưởng trưởng Chu nên làm là về họp các cán bộ quản lý để cùng nhau tìm biện pháp. Làm thế nào để tìm ra đường mới đúng? Một là làm thế nào để nâng cao chất lượng sản phẩm, hai là có ý mở rộng ra những sản phẩm khác, ba là những người nào cần bỏ thì bỏ đi. Việc này không phải nhận rồi cho các anh làm được, cũng không phải đến văn phòng chủ tịch này mà đòi hỏi. Giờ không còn là thời kỳ bao cấp nữa rồi, nhất định phải thay đổi những quan niệm ngày trước. Giờ nhà nước không quản chúng ta phải tự tìm đường sống cho mình, bằng khôn chúng ta sắp sửa vào thời đại đào thải rồi. Thời đại không thông cảm kẻ yếu, chỉ có tự lập tự cường, tiết tấu cùng thời đại mới có thể là một người hoành không chân chính. Diệp Phàm nghiêm túc giáo huấn xưởng trưởng Chu. Nhưng sao chủ tịch Diệp Phàm tìm đường sống cho bọn họ, lẽ nào xưởng thiết bị điện lực của chúng tôi là mẹ sao sao? Đường sống, tạm thời không gấp được, chúng tôi trước giờ không dừng lại. Chủ tịch Diệp là chủ tịch, đều phải suy nghĩ thay cho những đồng chí cấp dưới như tôi đúng không? Xưởng trưởng Chu tức giận nói. Ngay cả việc nhận việc cũng phải để tôi nghĩ thì anh còn làm xưởng trưởng làm gì? Về ngay, tự nghĩ cách, tôi còn nhiều việc, không rông dài với anh được. Diệp Phàm cũng tức giận, nghiêm khắc giáo huấn. Đi thì đi. Xưởng trưởng Chu phẫn nộ, thở phì rồi đi. Chủ tịch Diệp, hình như ông ấy tức giận rồi. Lúc này Khổng Ý Hùng thuận miệng hỏi. Chính bản thân không ra cái gì, là xưởng trưởng, trong tay có hàng nghìn người vậy mà lại còn muốn ta tìm đường sống cho. Nói hai câu đã tức giận, tôi không tức giận lão ta đã là quá lắm rồi. Diệp Phàm nói. Chủ tịch Diệp, việc này, ngày trước xưởng thiết bị điện lực rất náo nhiệt. Thường có thể đè cả xưởng chế tạo máy. Bí thư Vệ nhận chức khi đó thường xuyên chăm sóc bên đó. Khổng Ý Hùng nói. Ý của anh là. Diệp Phàm giật mình, cố ý nói nửa với. Khi nãy Khổng Ý Hùng nói thế có ý lão Chu kia là người của bí thư Vệ.
nếu Khổng Ý Hùng có ý nhắc nhở bản thân thì người này chắc chắn là đang tìm manh mối từ hắn. Giờ Diệp Phàm ở Hoàng không chỉ là một tay tư lệnh, ngay cả một binh tin cậy cũng không có. Khổng Ý Hùng tuy là phó chủ nhiệm chỉnh đảng, nhưng người này đã làm được mấy chục năm rồi. Toàn là phục vụ lãnh đạo. Văn phòng đảng này thực ra là có điểm giống với văn phòng thành ủy, tuy không quá quan trọng nhưng người ta cũng có quan hệ tương đối. Bởi vì phục tùng lãnh đạo, vì thế rất quen thuộc với các quan hệ trong xưởng. Diệp Phàm cũng đã thử xem, nếu như người này đồng ý bỏ băn khoăn, nói nhiều chút, thì cũng có thể xem như là một thành viên thân tín với hắn ta. Xưởng trưởng Chu là do bí thư vệ dẫn lên. Khổng Ý Hùng do dự chút rồi cũng nói. Mấy ngày nay những việc mà Diệp Phàm làm Khổng Ý Hùng cũng đã quan sát kỹ. Ông ta sớm đã có kiểu nghẹn họng nhìn chân chối, mà cũng không hề ngu ngốc, vừa mới cân nhắc đã thấy được Diệp Phàm có hỗ trợ đằng sau hùng hậu. Bằng không không thể mới đến có vài ngày mà lại có thể làm những chuyện khác người như vậy được, ví dụ như bóp cổ cái Thiệu Trung, trói Chu Đống từ bệnh viện, lại còn. Ồ, Diệp Phàm dường như hướng về phía Khổng Ý Hùng và gật đầu, nhìn ông ta rồi cũng như đã lĩnh hội được ý của lãnh đạo. Lập tức lưng hắn ta cong cong lại, miệng cung kính nói. Thực ra, hãy còn một nguyên nhân khác. Đồng chí chủ nhiệm vật nhân lực của công ty chúng ta Dương Tiên Dũng sắp về hưu rồi. Thực ra, theo thông lệ tháng này sẽ sắp xếp người nhận chức vào vị trí đó. Đợi đến thời điểm thuận lợi là thay thế luôn. Đương nhiên còn một phương pháp nữa là khiến ông ta lùi trước về tuyến 2. Nhưng người ta còn ở lại vài tháng nữa, các lãnh đạo thông thường đều không thể làm như vậy. Phải để cho người ta đi thư thản một chút. Ý của anh là có người nhằm vào vị trí đó sao? Diệp Phàm hỏi, trong lòng tự biết, chủ nhiệm nhân sự trong tập đoàn sẽ bằng với chức trưởng ban tổ chức của chính quyền. Trong xưởng có tuyển người, đề bạt cán bộ cấp dưới, đều phải thông qua quản lý nhân sự mới được. Tuy việc lên chức thứ trưởng, đánh bóng gần không tới phiên chủ nhiệm nhân sự tập đoàn. Chương 2819, không ngờ tiền đã quay lại rồi. Mà do ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân khảo hạch, ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước phải lập hồ sơ. Nhưng tỉnh ủy Thiên Vân lại có quyền lớn trong việc chọn ra nhân vật số 1 của Hoành Không, bên dưới còn đưa bộ máy đảng ủy cho tập đoàn. Thực ra nói trắng ra là Vệ Ngọc Cường và Diệp Phàm cũng như nhau, trong bộ máy thường vụ, lại còn ban tổ chức tỉnh ủy đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Mà Vệ Ngọc Cường là bí thư đảng ủy, chức vụ của ông ta cũng quan trọng. Tập đoàn và bên chính trị cũng ngang nhau, chẳng qua là đối tượng công việc không giống nhau mà thôi. Có nhiều người, như phó chủ nhiệm bên dưới Hoành Không cũng nhiều. Một ngành mà có đến 4 phó chủ nhiệm. Mà công thêm cả 2 phó chủ nhiệm chính nữa, chỉ những người này cũng đã khoảng 50 đến 60 người trong Hoành Không rồi. Mà những người có năng lực để tranh đoạt vị trí đó cũng đến gần nửa. Thời gian trước khi chủ tịch Diệp còn chưa nhận chức thì bí thư vệ cũng đã đề bạt trưởng xưởng Chu làm tốt rồi. Có một lần họp, sau khi họp xong nói chuyện phiếm Vệ Ngọc Cường cũng đã đùa một câu nói là xưởng trưởng Chu quản lý nhân sự cũng rất tốt. Khổng Ý Hùng nói, nếu đã như vậy, chắc chắn thời gian này xưởng trưởng Chu phải ra sức làm tốt công việc. Để chuẩn bị tiếp nhận việc sau này đúng không? Diệp Phàm rõ ràng là khảo sát trắng ý của Khổng Ý Hùng, xem ông ta có thể đến mức độ nào để có thể trở thành cốt cán của hắn. Cho dù là cán bộ nào, đến một nơi nào đó làm việc mà không có một ai cốt cán là không thể được. Nhất triều thiên tử, nhất triều thần, phải có cốt cán thì làm việc mới thuận lợi được. Tôi cũng nghĩ thế, bằng không sẽ không có vụ này. Giám đốc xưởng Chu cũng không thể ra sức như vậy được. Không có việc thì sẽ càng đau khổ, tập đoàn chúng ta không phải là doanh nghiệp tư nhân, những tiêu chuẩn về tiền lương cũng phải theo trình tự của chính quyền mà làm. Ví dụ, có chức danh, có thâm niên, hoàn toàn không giống với doanh nghiệp tư nhân. Mà xưởng trưởng Dương của nhà máy chế tạo cơ khí cũng đang nhắm vào vị trí này. Tuy cấp bậc ngang nhau nhưng chất béo của các bộ ngành về nhân lực cũng không nhỏ. Miễn nhiệm quản những cán bộ trực thuộc của tập đoàn, tuy nói chỉ là chấp hành quyết định của tập đoàn nhưng công tác cụ thể lại có thể tìm ra được. Mà giám đốc trưởng trong thời nay thì đúng là khốn cùng. Công nhân động tí là đến đòi hỏi, anh không giải quyết không được. Nhưng giải quyết mà không có tiền thì giải quyết ra sao? Nói suông thì ai tin anh, mà người phụ trách nhân lực lại chẳng phí sức cho vụ này. Công nhân có tấn công thì cũng không thể tấn công bên nhân sự được chứ. Khổng Ý Hùng đúng là quyết tâm nói với Diệp Phàm, nói rất thẳng thắn. Ha ha, có cạnh tranh cũng được mà. Hơn nữa, người vọng chỗ cao, nước nhằm chỗ thấp mà chảy. Đó là lý do mà.
Diệp Phàm cười, nhìn Khổng Ý Hùng, đưa ra một điếu thuốc, nói. Ý Hùng, tôi thấy tuổi tác của anh cũng không nhiều. Báo cáo Chủ tịch Diệp, có thể nhiều người đã hiểu lầm tôi. Bởi vì mặt tôi nhìn già nên nhiều người gặp tôi đều nói tôi ngoài 40 rồi. Thực ra tôi mới 36 tuổi, ở tuổi này đang là tuổi vượng về sự nghiệp. Khổng Ý Hùng như phản xạ có điều kiện đứng dậy, mà như một quân nhân đứng lên hành lễ nói. Ha ha, Ý Hùng anh, tôi đâu phải là tướng quân, làm gì mà báo cáo. Diệp Phàm cười sảng khoái. Không phải, tôi luôn cảm giác chủ tịch như tướng quân, vì thế mà tôi sẽ coi mình là lính của chủ tịch. Khổng Ý Hùng nói rõ ràng, đúng như đứng nghiêm trong quân đội. Ừ, lính như anh không tồi. Diệp Phàm vỗ nhẹ lên bả vai Khổng Ý Hùng. Ông ta cảm kích đi ra ngoài, có thể là đang hưng phấn ở bên ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Triều gọi điện đến nói. Anh Diệp, có tin tốt, Trần Quân đã bắt được Lưu Hải Bình rồi, hắn ta không hề trốn ra nước ngoài mà chỉ làm bằng chứng giả mạo để chúng ta hiểu nhầm thôi. Thực ra hắn ta vẫn còn ở Hong Kong. Có bảo họ đưa hắn ta về không? Bắt được Phó Chủ tịch Tập đoàn Chính Hà La Mễ Các Lâm chưa? Diệp Phàm hỏi. Vẫn chưa, chúng tôi đã điều tra bản ghi chép, ông ta đã sang Pháp. Nhưng Trần Quân đã đi theo rồi, chỉ là nhất thời khó mà tìm được. Vương Triều nói. Tiền lấy lại được bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Nghe nói lúc đó đã lừa 120 triệu, sau đó chia thành 40, 60, La Mễ Các Lâm cầm 70 triệu. Còn lại 4, 50 triệu là Lưu Hải Bình cầm. Đương nhiên cũng phải phần nhiều thuộc về La Mễ Các Lâm chứ. Vương Triều nói. Tiền còn không, mẹ kiếp, nếu lấy được về thì chúng ta cũng còn lỗ 60 triệu. Diệp Phàm đau lòng nói. Hắn ta chưa dùng đến, nhưng anh Diệp yên tâm, anh đúng là may mắn. Vương Triều mỉm cười nói. Tốt cái gì, cậu còn đùa được sao? Diệp Phàm tức giận nói. Không đùa. Tuy Lưu Hải Bình chỉ cầm có 50 triệu nhưng hắn ta không phải chỉ lừa một lần. 6 tháng năm ngoái hắn ta đến Singapore lừa được mấy chục triệu. Mấy thẻ của hắn gộp lại cũng phải hơn 100 triệu. Vì thế chúng ta có thể lấy hết lại. Vương Triều nói. Ha ha ha, đúng là may, nhưng La Mễ Các Lâm cũng không thể để hắn thoát. Diệp Phàm hừ nói. Đó là đương nhiên, không tóm được hắn, Trần Quân nói không thu quân. Vương Triều cười nói. Trần Quân là phó soái báo săn phải làm chính sự, không thể để ông ấy làm ngoài lâu được. Để tránh khỏi bị người ta nói, tuy ông ấy làm bí mật nhưng trong tổ A vẫn có những biện pháp theo dõi được. Diệp Phàm nói, Trần Quân đã nói rồi, mấy ngày nay rảnh rỗi, một khi có việc ông ấy sẽ sắp xếp thời gian để cho người theo. Vương Triều nói, vậy được, anh lập tức về Hoành Không, ở đây có việc nhờ anh đây. Diệp Phàm nói, tuân lệnh thủ trưởng. Vương Triều khẳng định trong điện thoại như cảnh sát tuân lệnh. Ha ha, cậu cũng hiểu à? Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên rồi, trợ lý Diệp, anh Thiết cũng đã nói với tôi rồi, quan chức được thăng tiến rồi bên công an cũng được thăng, đúng là song hỷ lâm môn. Vương Triều cười nói. Làm cho tốt đi, tranh thủ mà nắm bắt cửa ải này 2 năm. Diệp Phàm cười nói. Đó là đương nhiên, có anh Diệp và anh Thiết cùng hỗ trợ thì tôi có thể xông pha rồi. Vương Triều gượng nói, giờ cậu ta cũng đã trưởng thành hơn. Trước kia mặt lúc nào cũng như đưa đám, mấy năm được huấn luyện trong ngành công an nên cũng đã thay đổi rồi. Ký được đơn lớn, đúng là có chút năng lực. Đông Phương Bất Bại Ngưu Kiến Quốc vào phòng lão hổ cái vừa ngồi đã nói ngay. Ha ha, càng lớn càng tốt. Lão hổ cái cười nói. Đó là đương nhiên, cứ để cho chúng vui một ngày, ngày mai chúng ta cho lệnh cắt điện dừng sửa chữa điện toàn tỉnh. Đường đó cũng phải cần thời gian dài, không kiểm tra thì sẽ liên quan đến vấn đề an toàn. Ngưu Kiến Quốc nói, đúng, vấn đề an toàn là trên hết, chức phó chủ tịch thường vụ có thể mở hội nghị chuyên. Nếu kiểm tra điện toàn tỉnh thì phải làm một lượt, trước khi những tình huống xấu xảy ra, chúng ta là ai chứ? Cán bộ đảng, là công bộc của dân, phải cất nhắc an toàn, phải có ý thức về an toàn. Lão Hổ Cái cười nói. Tôi không thể không chấp hành chỉ thị của bí thư cái. Trọng trách về an toàn như núi Thái Sơn, đặc biệt là đối với nguy hiểm cao như ngành điện lực thì phải đặt an toàn lên hàng đầu. Ngưu Kiến Quốc cười nhìn lão cái, nói. Bí thư cái, người không thấy sao, sau hôm nay họp, tên Lam Tổn Quân đã tức hộc máu ra đấy thôi. Hừ, không được. Lão Hổ Cái thu lại điệu cười, lạnh lùng nói. Đúng vậy,
đối với những loại không biết gì, chúng ta phải cho hắn một trận rồi gặm nhấm. Cái này khó mà chịu được, mà đây mới chỉ là bắt đầu, ngày trước hắn ta cũng vui vẻ kết hợp phối hợp với chúng ta. Giờ bạn nối khố của hắn là Diệp Phàm đến, hắn còn không biết nghĩ, hắn nghĩ tên chủ tịch Diệp kia là gì chứ? Bị chúng ta dọa cho tè ra quần, chỉ có một trạm biến thế còn con mà phải cần đến lực lượng của cả chủ tịch Diệp và chủ tịch Lam. Tôi muốn xem, ngày mai tiến hành kiểm tra đường điện tất xem hai bọn họ có nhảy dựng lên không. Ngưu Kiến Quốc độc ác nói. Có nhảy cũng vô ích, tuy trạm biến áp của trấn thuộc thành phố nhưng trên tỉnh có tư cách mà. Đến lúc đó, kêu họ lên tỉnh mà giải thích, đồng chí Lam Tồn Quân là chủ tịch thành phố chứ không phải trên tỉnh. Ha ha! Lão Hổ Cái cười sảng khoái. Bí thư Cái, Diệp Phàm gặp phải anh, đúng là sưng đầu lên rồi. Ngưu Kiến Quốc lại nịnh bợ, nhưng Lão Hổ Cái lại thích thế vì nghe cũng sướng cả người, thấy thật thoải mái. Mẹ kiếp, đúng là đồ khốn nạn. Lam Tồn Quân tức giận trong điện thoại nói. Sao vậy ông em, có phải Lão Hổ Cái khiến cậu khó chịu hả? Việc này đúng ra là tôi đã làm liên lụy cậu rồi. Nếu không phải chuyện máy biến thế thì cậu chắc không phải nhận cái gậy đó. Diệp Phàm nói, hơi ngượng ngùng. Sớm hay muộn thì cũng Paris gặp, tên họ Cái kia đúng là bá đạo. Sở tài chính là thuộc thành phố, dưới quyền của chủ tịch thành phố Lam Tồn Quân này. Nhưng hắn ta lại mạo thiên hạ, hôm nay họp, còn nói phải điều động lại một ủy viên để quản lý công việc này. Không ngờ lại đem sở tài chính để cho Ngưu Kiến Quốc quản. Đúng là không còn đạo lý. Ngưu Kiến Quốc chỉ là trợ lý, chỉ có thể giúp đỡ tôi quản lý. Lão Cái dựa vào cái gì mà lại khống chế tôi như thế? Chủ tịch mà mất đi quyền quản lý tài chính thì còn ra sao? Khi tôi phản đối thì lại đưa ra biểu quyết cái chó gì chứ, tôi hai người mà họ có đến 7 tháng 8 người. Lam Tồn Quân không chịu được mắng lên. Ông em, không cần phải vội, không thể tuyệt đường được, nhưng có thể người của sở tài chính cũng khó sai khiến đúng không? Nếu đã như thế thì chúng ta cũng chỉ chờ cơ hội thôi. Diệp Phàm nói, vẫn là anh Diệp đoán đúng, chủ quản bên tài chính là đồng chí Dương Đại Lao, lại có quan hệ với Lão Cái. Tôi nói còn không bằng Lão Ngưu kia ra chỉ thị, đương nhiên tôi cũng đã chỉnh ông ta bao lần nên giờ cũng đã hơn chút. Nhưng vẫn không tiện ra tay lắm. Lam Tồn Quân khó chịu nói. Chương 2820, ai dọa ai? Không thể để ông ta cho ông được. Diệp Phàm hừ nói. Tôi đang làm chuyện công việc, sắp có manh mối rồi, nhưng nếu để chỉnh ông ta thì cũng nên đổi một phòng chừng cũng được. Người đương thời ở hạng Nam là Cái Thiệu Trung. Nên chức sở trưởng sở tài chính chắc là trên đầu Lão Cái rồi. Lam Tồn Quân ủ rũ nói. Đừng vội, cứ chỉnh ông ta rồi hãy nói. Còn về việc kế nhiệm tôi sẽ nghĩ, huống chi, kế nhiệm không chắc Lão Cái đã có thế. Vì thế chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý, ít ra thì ông ta cũng là một đồng chí cứng rắn. Diệp Phàm nói. Có cách gì, Cái Thiệu Trung chắc chắn không đồng ý. Người ta là bí thư quản nhân sự. Lam Tồn Quân có chút tò mò. Mất công ông em lại phải ngồi ở đây, chẳng lẽ không hàng lại không được sao? Diệp Phàm cười nói. Đúng, sao tôi lại quên được chuyện này? Lam Tồn Quân bừng tỉnh nói. Nhưng chắc là khó lắm đây, mà bên tài chính tôi cũng không quen ai cả. Huống chi đồng chí không hàng đến cũng chắc đã gánh vác được bàn tay của Cái Thiệu Trung. Ha ha, chúng ta cứ thăm dò trước để khiến ông ta đến là được rồi. Không nghe thì không cần phải xuống. Diệp Phàm cười nói. Tôi thăm hỏi một chút rồi nói. Lam Tồn Quân nói. Ăn trưa xong Diệp Phàm vội vàng đến tỉnh Điền Nam bờ bên kia sông Thông Thiên. Bởi vì bốn phần cổ phần của Hoành Không đều nằm trong tay chính quyền tỉnh Điền Nam bên kia bờ. Tuy nói nhiệm vụ bổ nhiệm là do Thiên Vân làm chủ, nhưng Diệp Phàm đương nhiên phải đến chào hỏi ông chủ bên kia rồi. Bởi vì khi nãy Diệp Phàm nhận được điện thoại của chủ tịch Khúc tỉnh Thiên Vân. Hỏi rằng sao đến giờ vẫn chưa đến Điền Nam. Chủ tịch Khúc. Vừa mới đến nên bận quá, mà hai hôm nay lại mất điện, cứ một hôm mất điện là chúng tôi phải chịu bù 500.000 tệ. Hai hôm nay đã là 1 triệu rồi, để có điện mà tôi đã quên mất. Diệp Phàm nói, ừ, nhưng giờ anh nhanh chóng sắp xếp thời gian đi đi. Tốt nhất là chiều nay đi luôn, đến đó rồi phải thành khẩn nói rõ nguyên nhân. Có những việc giải thích chút là được. Chủ tịch Khúc nói, còn nữa, năm ngoái bên tỉnh cũng đã phải bỏ ra cho Hoành Không gần 100 triệu. Nếu tính theo cổ phần thì bên Điền Nam cũng phải 40 triệu. Năm ngoái họ nói họ khó khăn nên bảo chúng ta đưa ra trước.
Vốn chúng ta cũng không đồng ý nhưng cũng không thể nhìn Hoành Không Lỗ như vậy. Cho nên đã đưa ra. Vì thế lần này anh còn nhiệm vụ phải lấy lại 40 triệu kia. Nhất định phải lấy lại, nhưng chỉ sợ họ không đưa. Còn nữa, Chủ tịch Khúc, nếu lấy lại được 40 triệu đó có thể rót trực tiếp vào Hoành Không không? Diệp Phàm hỏi. Đừng có đòi tiền tôi nữa, năm ngoái các anh đã lấy cả tiền của năm nay rồi. Vì thế năm nay các anh tự lo đi. Túi tiền này không thể cho anh được nữa. Mà tôi cũng tin với năng lực này của đồng chí Diệp Phàm sẽ cứu được Hoành Không dậy. Anh xem, anh vừa đến không phải đã giải quyết được bao nhiêu việc sao? Đồng chí Thái Cường đều rất quan tâm đến chuyện này. Nghe nói gần đây các anh lại nhận được một đơn hàng lớn. Xem ra, mắt nhìn của tỉnh ủy Thiên Vân rất chuẩn, không ngờ lại đào ra được một nhân tài. Chủ tịch Khúc cười nói. Nhân tài cái khỉ ấy. Trong lòng Diệp Phàm thầm chửi, miệng nói. Việc này, Chủ tịch Khúc, cũng không thể nói tôi đến lấy tiền lại, tiền không cũng phải cấp chút chứ. 40 triệu lấy về để lại chỗ tôi 20 triệu được không? Như vậy tôi mới có động lực đòi tiền. Đi đòi tiền không dễ mà. Ngày trước chỉ sợ đòi tiền thôi, giờ đã treo hết cả rồi. Chủ nợ đòi tiền. Ha ha, được rồi. Cho bên anh 20 triệu. Nhưng hạn cho anh trong một tuần phải có giấy tiền về ở sổ sách phòng tài chính. Nếu như quá một tuần mà không có chữ nào lại, thì hạn cho trong một tháng phải giải quyết 40 triệu này. Tôi đã xem lý lịch của anh. Dường như ngày trước có, đúng rồi, hình như là danh hiệu hóa duyên đại sư. Chủ tịch Khúc đùa giỡn nói. Việc này, ngại quá. Khi đó người ta thác loạn lên đầu tôi. Diệp Phàm đau đớn nói. Sau đó Diệp Phàm gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Thái Cường. Sau khi nghe Thái Cường mờ mịt nói đã hiểu người ra bên Điền Nam có ý kiến. Hình như phê bình đồng chí Diệp Phàm không tôn trọng họ. Không coi người chiếm 40% cổ phần trong Hoành Không ra gì. Cho nên, Chủ tịch Khúc mới thúc Diệp Phàm lập tức đi. Bình thường phiền rồi nhưng nếu như không để ý họ, người ta sẽ có lý do này nọ. Đây đơn giản chỉ là vấn đề mặt mũi, danh tiếng. Thành phố Côn Đức tỉnh Điền Nam là một thành phố xinh đẹp. Thành phố Côn Đức là một thành phố nổi tiếng, được ghi danh lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Là thành phố lớn duy nhất của tỉnh Điền Nam và là thành phố lớn thứ tư của miền Tây. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa. Khoa học, là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Điền Nam, nó là một trong những trung tâm thành phố, khu du lịch và thương mại của miền Tây. Côn Đức là trung tâm hàng không năm giờ Á Châu, là cánh cửa mở ra Đông Nam Á, Nam Á, là đô thị lớn duy nhất để hoa hạ hướng ra đồng minh. Mùa hạ mát mẻ, mùa đông không quá lạnh, khí hậu hợp lòng người, là điển hình của khí hậu ôn đới, nhiệt độ dao động từ 0 đến 29 độ, nhiệt độ chênh lệch hàng năm so với toàn quốc là thấp nhất. Đây là đặc thù khí hậu mà trên thế giới hiếm có. Chủ tịch Diệp, quản lý bên Hoành Không của Điền Nam chúng tôi chính là Phó Chủ tịch Trương Tương Hòa. Cũng là nhân vật giống như Phó Chủ tịch Thái Cường. Sáng ngày thứ hai, Khổng Ý Hùng mang theo cặp công văn, giờ đúng thực sự là thư ký của Diệp Phàm. Anh đã gặp ông ta rồi. Diệp Phàm hỏi. Ông ta có đến Hoành Không vài lần. Mỗi lần tôi đều chào hỏi. Tôi cũng đã đến phòng làm việc của ông ấy, nhưng Chủ tịch Diệp. Có một số việc tôi nói trước cho chủ tịch biết. Để chút nữa khi gặp ông ta còn có thể chuẩn bị. Khổng Ý Hùng nói. Chuẩn bị tâm lý, chẳng nhẽ họ như hùm báo ăn thịt tôi sao? Anh đúng là. Diệp Phàm cười ha ha, nhưng trong lòng cũng đã hiểu qua loa. Đoán chừng người ta cũng không đối đãi tốt với mình, mà có thể là còn muốn lấy tiền, có lẽ. Tôi nói thật, thấy họ cứ như bị tội. Ngày trước bí thư vệ không đi, đều là cử một phó tổng giám đốc đi. Tôi cũng đã tức bực phải đi mấy lần rồi. Khổng Ý Hùng nghiêm túc nói. Việc này cũng khó mà trách họ, chúng ta có lần nào đi mà mang điều tốt cho họ đâu. Trừ phi cần tiền mới đến cầu cứu họ, Hoành Không chúng ta chỉ là rác rưởi trong mắt họ thôi, là một gánh nặng lớn. Người ta đối đãi tốt mới là lạ. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch Diệp có chuẩn bị là tốt rồi. Khổng Ý Hùng gật đầu cười. Sau đó lần thứ hai đi tôi đã nghĩ rằng những lời họ nói thối lắm. Cách nghĩ của anh cũng không tệ. Diệp Phàm nói, hai người đến thẳng văn phòng phó chủ tịch tỉnh. Cái gì, chủ tịch Trương tạm thời đi họp rồi sao? Thư ký Đỗ, trước khi đi tôi đã thông báo rồi, giờ anh lại nói chúng tôi buổi chiều có thời gian thì đến. Gặp thư ký Đỗ đầu hói, mặt lạnh tanh, Khổng Ý Hùng tức giận hỏi. Anh ta nhìn Diệp Phàm, có thể đây là kế không cho khách vào nhà của chủ tịch Trương.
Lãnh đạo không thể bất ngờ đi họp được sao? Tôi hỏi chủ nhiệm Khổng, ở đâu có quy tắc như vậy? Thư ký Đỗ lạnh lùng nói, vốn không coi hai người Diệp Phàm ra gì. Dù sao thì cũng phải giải thích cho chúng tôi chứ, để chúng tôi đến vô ích thế này sao? Khổng Ý Hùng nói, không phải tôi vừa nói sao, tạm thời đang họp, vừa mới đi. Chúng tôi còn không kịp thông báo cho các anh, nhưng định thông báo thì các anh đã đến rồi. Thư ký Đỗ nói, quái lạ, chủ tịch đi họp, mà thư ký như anh lại ở đây sao? Diệp Phàm nhìn thoáng qua cánh cửa văn phòng đang đóng kín, hỏi. Lần này chủ tịch yêu cầu tôi ở nhà lo liệu một số tài liệu quan trọng. Thư ký Đỗ nhìn Diệp Phàm, nói. Hay là ngày mai các anh đến, nếu không xin ở lại phòng tiếp đón. Tôi sẽ viết cho các anh giấy giới thiệu, dù sao cũng không phải dùng tiền, ở vài hôm có phải hay không? Anh đang nói chúng tôi là loại ăn quỵt có phải không? Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Ô, ai mà lại chê tiền? Thư ký Đỗ có ý nói. Anh lập tức gọi điện cho chủ tịch Trương, nếu còn rông dài tôi cho ăn đòn đấy, sẽ phải nhường lại 40% cổ phần trong Hoành Không đó. Sau này chúng ta không ai liên quan đến ai, không cần phải đến nơi này. Diệp Phàm lạnh lùng nói, âm thanh cũng tương đối lớn. Bởi vì hắn ta đã có tính toán rồi. Một Hoành Không mà có đến hai phân quản đã khó chịu lắm rồi, chạy bên này, chạy bên nọ còn có thời gian không? Mà trên nhiều người thì khiến cho người ta ăn cũng chẳng tiêu được. Đến lúc đó Hoành Không phát triển rồi, có thể những bà mẹ Điền Nam cũng đều ăn bớt, khua chân múa tay đến khó chịu. Giờ người ta không muốn đến, nhưng sau này ai biết được. Chủ tịch Diệp, anh nói thật chứ? Thư ký Đỗ nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm Diệp Phàm như kiểu đang bội thu. Đương nhiên, Diệp Phàm thản nhiên nói. Tôi hỏi lại lần nữa, nếu như những lời anh nói là thật tôi sẽ truyền đạt y như anh vừa nói. Nhưng đến lúc đó lại nói khác thì chắc chắn là tôi sẽ cho ăn đòn đó. Thư ký Đỗ nói. Đánh đi, chỉ cần bên anh đồng ý, chúng tôi có thể ký hợp đồng ngay. Diệp Phàm vung tay lên, bình tĩnh nói khiến cho thư ký Đỗ phải ngỡ ngàng, cảm thấy người này quá kích động rồi. Đương nhiên anh ta đã gọi điện thoại luôn, vừa đặt điện thoại xuống liền nói nhanh chóng. Chủ tịch Trương vừa có chỉ thị nếu như các anh đúng có thành ý thì mời đến văn phòng họp, vừa may các vị lãnh đạo đều có mặt. Diệp Phàm gật đầu, đi theo thư ký Đỗ đến phòng họp. Phát hiện bên trong có hai hàng, 7, 8 người ngồi đó. Chương 2821, anh là đồng chí Diệp Phàm. Anh chính là đồng chí Diệp Phàm sao? Người ngồi chính giữa hỏi. Xin chào Chủ tịch Dương, tôi là Diệp Phàm bên tập đoàn cơ điện Hoành Không. Diệp Phàm nói, đi đến phía Chủ tịch Dương. Ngồi đi. Chủ tịch Dương Khai Thành vốn không muốn tiếp Diệp Phàm, có thể đã khiếp Hoành Không rồi. Chỉ vào ghế đối diện và nói. Quả nhiên là lạnh nhạt, Diệp Phàm trong lòng hừ nói, không tiến thêm nữa, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Chủ tịch Dương, khiến cho người ta cảm thấy như hai bên đang ngồi đàm phán song phương vậy. Đồng chí Diệp Phàm, khi nãy hình như anh đã nói chuyện qua với bí thư Đỗ của chúng rồi đúng không? Lúc này có một ông ngồi phía bên phải hỏi Diệp Phàm, đó chính là Phó Chủ tịch tỉnh Trương Tương Hòa, quản lý Hoành Không bên Điền Nam. Vâng, tôi đã nói rồi thưa Chủ tịch Trương. Diệp Phàm gật đầu. Anh có thể nói lại một lần nữa cho các đồng chí ở đây nghe được không? Trương Tương Hòa thản nhiên nói. Diệp Phàm biết, ông ta đang muốn hắn xem có thừa nhận những lời đã nói không. Thế là Diệp Phàm nói lại một lượt. Đây là ý của anh hay là của chính quyền Thiên Vân? Chủ tịch Dương nghiêm túc hỏi. Tôi là chủ tịch tập đoàn, tôi đại diện cho cả tập đoàn. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, anh phải suy xét rõ ràng rồi hãy nói. Nói ra không thể nói lung tung được, đến lúc đó không lấy lại được đâu, việc này rất nghiêm trọng. Trương Tương Hòa có vẻ quan tâm đến bộ dạng của Diệp Phàm. Tôi đã suy xét rõ rồi, sẽ có hai cách, bất nhập một phương rời khỏi, mà hai tỉnh đều quản một tập đoàn thì sẽ loạn lắm. Đương nhiên, tình hình của tập đoàn Hoành Không chắc chắn các vị ngồi đây đều đã nghe nói rồi. Tôi cũng không dài dòng nữa, vì vậy nếu như đánh giá theo tài sản, trừ đi tài sản cố định của Hoành Không thì doanh nghiệp còn nợ đến 100 triệu. Đánh giá này là không giả dối, nói trắng ra Hoành Không chính là một nơi mắc nợ lớn. Mà hai ông chủ lớn nhất là chính quyền tỉnh Thiên Vân và chính quyền Điền Nam. Cho dù là bên nào bỏ ra, thì ít nhất tiền trợ cấp một lần cũng sẽ phải trợ cấp đúng không? Diệp Phàm đang thực hiện kế hoạch của mình. Mà Khổng Ý Hùng cũng đã hiểu,
lập tức lấy ra tài liệu của đánh giá có liên quan, đặt trước mặt các vị lãnh đạo. Trong phòng đột nhiên có những âm thanh lật giấy ra ào ào. Tôi không cần cái này, là quản lý Hoành Không của Điền Nam tôi biết tình hình thực tế của Hoành Không, đúng là như trong tài liệu đã ghi rõ. Phó Chủ tịch Trương xua tay, đúng là nói sự thật. 5 phút sau Chủ tịch Dương cũng đã bỏ tài liệu trong tay xuống, ông ta nhìn Diệp Phàm hỏi. Đồng chí Diệp Phàm, khoản trợ cấp mà anh nói cũng coi như một điều kiện. Nhưng mức là bao nhiêu, anh đã suy xét chưa? Hàng năm cả hai tỉnh đầu tư và cả tiền trợ cấp cho Hoành Không cũng gần 100 triệu, nếu như theo hạn ngạch cổ phần thì hàng năm bên Điền Nam phải đưa ra 40-50 triệu. Làm một mẻ này đương nhiên là nhiều hơn chút đúng không? Diệp Phàm nói ra lý do trước, thực ra hắn cũng đang đào hố. Nhiều hơn chút là bao nhiêu? Phó Chủ tịch Trương vội hỏi. 300 triệu không phải là nhiều, nếu như cứ kéo dài 5, 6 năm thì bên Điền Nam cũng phải bỏ ra như vậy. Diệp Phàm nói. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, anh cũng có vẻ biết ăn nói đấy nhỉ? Chủ tịch Dương cười nói. Không phải nhiều, đổi lại là tỉnh Thiên Vân, nếu như giả dụ các anh có thể hoàn toàn tiếp nhận được. Thì chúng tôi đến 4, 50 triệu cũng đồng ý được. Bằng không nỗi đau hàng năm này cũng khó mà qua được. Diệp Phàm nói. 300 triệu quá nhiều rồi, nhiều nhất chúng tôi chỉ có thể bỏ ra 100 triệu thôi. Hơn nữa thì chúng tôi sẽ không bàn bạc gì cả. Chủ tịch Dương ra giá, thực ra trong lòng Diệp Phàm cũng đang vui sướng, biết rằng họ không thể bỏ ra 300 triệu. Mặc dù hàng năm bọn họ đều bỏ ra 4, 50 triệu thì đến 7, 8 năm mới hết. Trong khoảng thời gian này sẽ có bao nhiêu biến số? Chỉ sợ Chủ tịch Dương còn ở Điền Nam hay không cũng khó nói. Đều là quan đinh sắt, làm sao lại có thể bỏ ra nhiều tiền như thế? Chỉ 100 triệu thôi à, việc này, nguồn T, U, N, G, H, O. A, N, H, C, O, M. Diệp Phàm giả bộ trầm ngâm, kỳ lạ là trong phòng họp chẳng có ai lên tiếng hỏi hắn ta, hình như đang chờ Diệp Phàm suy xét trước đã. Mãi lâu sau, Chủ tịch Dương mới nói. Không ít đâu, đồng chí Diệp Phàm, nếu như anh đồng ý tôi sẽ đại diện cho chính quyền ký hiệp định với Hoành Không. Đồng chí Diệp Phàm là phó bí thư đảng ủy công chủ tịch mới nhận chức của Hoành Không, đồng chí hoàn toàn có thể đại diện cho tập đoàn Hoành Không mà. Lúc này Diệp Phàm có cảm nhận Chủ tịch Dương giống như con chó sói lừa được cô bé quàng khăn đỏ. Hình như muốn chụp mũ lên hắn. Tôi đồng ý đại diện cho Hoành Không ký hiệp định. Diệp Phàm ra vẻ cắn răng quyết định, khiến cho người ngồi ở đây đều hiểu hắn ta không chịu được. Đoán chừng công ty đang thiếu tiền, nghe nói ngày nhận chức còn xảy chuyện lớn. Có thể đồng chí Diệp này cũng không chịu được, nên phải làm một khoản tiền về để bù lại. Hắn ta căn bản không nghĩ đến hậu quả sau này. Nếu như Hoành Không độc lập đứng lên, thì sẽ không có bà mẹ thứ hai Điền Nam này. Chỉ sợ sau này sẽ khó mà qua được. Nhưng, đồng chí Diệp Phàm, bản hiệp định này sau này sẽ là hợp đồng chính thức. Sau đó Hoành Không sẽ không có chút liên quan gì đến Điền Nam chúng ôi. Bao gồm cả nợ nần hay bất kỳ sự việc nào. Phó Chủ tịch Trương trang trọng nhắc lại với Diệp Phàm. Tôi hiểu. Diệp Phàm thận trọng gật đầu. Bên này Chủ tịch Trương cho người đi làm hợp đồng. Tốc độ đúng là không chậm. Chỉ trong 2 tiếng đã có phiếu chuyển tiền rồi. Diệp Phàm đến đã để lại cho công ty ấn tượng lớn, đúng may có thể làm thủ tục. Hợp đồng đã ký xong, Phó Chủ tịch Trương cười tủm tỉm đứng lên, đưa tay ra bắt tay Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch Diệp, sau này chúng ta là bạn, anh cứ gọi tôi là Lão Trương được rồi, không cần phải gọi Chủ tịch Trương nữa. Bởi vì tôi không quản lý các anh nữa, anh không phải là cấp dưới của tôi. Chúng ta là đồng nghiệp mà. Sao lại có thể nói thế được, Chủ tịch Dương, Chủ tịch Trương mãi mãi là lãnh đạo của Diệp Phàm này. Diệp Phàm ra vẻ nghiêm túc nói. Không nói lãnh đạo nữa, chúng ta là bạn. Tuy sau này chúng ta không còn liên quan gì đến công việc nhưng bạn bè thì không có giới hạn đúng không? Chủ tịch Dương vui vẻ nói. Diệp Phàm biết họ căn bản không lo lắng mình sẽ đổi ý. Mà họ cũng không lo tỉnh Thiên Vân có ý kiến. Dựa vào thân phận của Chủ tịch Diệp này là được rồi, chỉ gây áp lực thì Điền Nam sẽ không thừa nhận tập đoàn Hoành Không. Đến lúc đó, xui xẻo thì chỉ có thể là Chủ tịch Diệp thôi. Chủ tịch Dương, còn có một chuyện. Vừa rồi Chủ tịch Khúc có gửi lời, nói là khoản trợ cấp năm ngoái của hai tỉnh cho Hoành Không chúng tôi, bên Chủ tịch còn thiếu 40 triệu vì thế lần này đến, Chủ tịch có nhờ tôi đến để mang khoản tiền này về. Diệp Phàm nói. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm. Vừa nãy chúng ta đã ký hợp đồng rồi.
Từ nay về sau Hoành Không và chúng tôi không có quan hệ gì cả. Khi nãy nói những việc liên quan đến Hoành Không đừng hỏi chúng tôi mà. Nhưng đồng chí yên tâm, 100 triệu này chúng tôi lập tức chuyển ngay, nói là làm, tuyệt đối không nợ. Chủ tịch Dương nói. Chủ tịch Dương, tôi không đại diện Hoành Không đến hỏi chủ tịch. Mà chủ yếu khoản này là tiền mà bên này đã nợ lại Thiên Vân. Nợ thì phải trả là hoàn toàn chính đáng đúng không ạ? Năm ngoái nghe nói chính chủ tịch đã nói với chủ tịch Khúc vậy. Nếu không nói thì tôi về vậy. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, lời này là tôi nói, là chính tôi nói với chủ tịch Khúc. Chủ tịch Dương cũng phải thừa nhận, nhìn Diệp Phàm nói. Nhưng, đồng chí Diệp Phàm, anh là chủ tịch của Hoành Không, chứ không phải là đồng chí của chính quyền Thiên Vân. Chúng tôi nợ Thiên Vân chứ không phải nợ Hoành Không đúng không? Về tiền, tin rằng Thiên Vân sẽ tự cho người đến giải quyết chuyện này. Chuyện này cũng không cần nhọc tâm đến đồng chí phải không? Mẹ nó, đúng là con cáo già, Diệp Phàm tức ngứa cả răng, nhưng người ta đúng là nói có lý. Nhưng Diệp Phàm quay lại nói. Chủ tịch Dương, tuy tôi không là người của chính quyền tỉnh. Nhưng tập đoàn Hoành Không của chúng tôi cũng trực thuộc tỉnh quản lý. Nghiêm túc mà nói thì cũng được coi là nhân viên của chính quyền tỉnh đúng không? Mà chủ tịch Khúc còn bảo phó chủ tịch Thái viết cả giấy chứng nhận cho tôi mà. Tỉnh Thiên Vân đã ủy thác tôi lấy tiền về, đây là giấy chứng nhận thưa chủ tịch Dương, chủ tịch Trương. Diệp Phàm ra hiệu cho Khổng Ý Hùng lấy giấy chứng nhận ra, chủ tịch Dương và chủ tịch Trương nhìn, hai người có chút buồn bực. Nhưng đây là dấu đỏ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân. Mà còn có cả chữ viết của chủ tịch Khúc và bí thư Thái. Nghiễm nhiên Diệp Phàm chính là sứ giả của tỉnh rồi. Đồng chí Diệp Phàm, anh chắc chắn lấy đi 100 triệu rồi, 400 triệu này có thể hạn trong một thời gian không? Khi có tiền chúng tôi sẽ chuyển ngay cho Thiên Vân. Phó Chủ tịch Trương nói, ý ông ta muốn lùi lại, sau đó cứ lùi lại dần thôi. Ha ha, Điền Nam là một tỉnh lớn, 100 triệu còn đưa ra được lẽ nào còn 40 triệu mà không được sao? Tôi cũng lo lắng, nếu như không trả chỉ sợ đến lúc đó sẽ là 100 triệu đấy. Diệp Phàm uy hiếp nói. Không phải nói, đưa hết một lượt cho đồng chí Diệp Phàm đi. Chủ tịch Dương sửng sốt, khua tay nói. Tôi còn có việc đi trước đây. Nói xong nhìn Diệp Phàm rồi bước đi, biết là trong lòng ông ấy không vui, Diệp Phàm cũng coi như không thấy. Chủ tịch Diệp, việc này, sợ là không được. Vừa ra khỏi phòng họp, Khổng Nhất Hùng đã toát cả mồ hôi, mặt trắng bệch, nói. Có gì không hợp lý sao? Diệp Phàm quay đầu lại hỏi. Chương 2822, anh ta còn quá non nớt. Bên Điền Nam vốn đã cân nhắc chuyện này rồi, để đến lúc bồi thường một loạt thì chắc chắn sẽ nhiều. Nhưng bên Thiên Vân chưa đồng ý. Cái đống đổ nát này càng nát, không phải là bên nào cũng có thể nhận được. Lãnh đạo chịu trách nhiệm của hai bên đều không ủng hộ huống chi nói một bên. Khổng Ý Hùng nói. Mà chắc chắn bí thư vệ cũng các đồng chí bên Thiên Vân không đồng ý. Đến lúc đó nếu như suy xét sự việc ra thì Chủ tịch Diệp ở giữa, chắc chắn là phiền phức rồi. Ha ha, không sao. Diệp Phàm khua tay, Khổng Ý Hùng cũng im luôn, không nói gì nữa. Trong lòng vẫn âm thầm lắc đầu, nghĩ Chủ tịch Diệp này còn non quá. Mặc dù hiện Hoành Không đang thiếu tiền nhưng cũng không đói khát như thế. Chủ nhiệm Khổng, chúng ta khó khăn mới đến Cổn Đức một chuyến, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Diệp Phàm cười nói. Đừng nghiêm túc như vậy, con người sống phải phóng khoáng, tự nhiên chứ. Đi một hồi về đau buồn cũng phải đi. Đương nhiên Khổng Ý Hùng không thể vui vẻ được, mặt gạt điệu cười nói. Chủ tịch Diệp, việc của chúng ta chắc cũng xong rồi. Diệp Phàm bước chân đi, Phó Chủ tịch Trương đến phòng làm việc của Chủ tịch Dương. Ha ha, chắc chắn không kết thúc như vậy, nhưng bên dưới chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Thiên Vân, chúng ta có thể vững vàng rồi. Chủ tịch Dương cười nói. Áp lực, chúng ta sẽ tiếp. Diệp Phàm là người nào chứ? Tổ chức chính thức bổ nhiệm là chủ tịch Hoành Không. Chữ ký của anh ta nếu như không chấp nhận được thì tổ chức có thừa nhận anh ta là chủ tịch không? Phó Chủ tịch Trương hừ nói. Có lẽ việc này anh ta nói cũng không có tác dụng, chẳng nói đến tỉnh Thiên Vân, ngay cả trong nội bộ Hoành Không chắc cũng không qua được. Vệ Ngọc Cường làm gì? Người ta đã lăn lộn trên quan trường bao nhiêu năm rồi, giờ lại ngồi trên vị trí trợ lý chủ tịch tỉnh. Chắc chắn ông ấy sẽ đồng lòng với tỉnh ủy, tuổi tác ông ấy không nhiều, ông ta lại không muốn thành phó chủ tịch chính thức hay sao? Vệ Ngọc Cường chắc chắn muốn, trong lòng ông ấy hiểu rõ, đống đổ nát Hoành Không này không thể nào thu lại được. Điểm này,
không chỉ anh và tôi biết, toàn bộ tỉnh Thiên Vân đều biết. Vì thế, tôi tin rằng vị chủ tịch Diệp trẻ tuổi này của chúng ta chắc chắn sẽ phải trải nghiệm được cái giá thê thảm rồi. Chủ tịch Dương nói, vậy chúng ta chẳng phải là bận rộn rồi sao? Chủ tịch Trương sắc mặt khó coi nói, tôi không bận rộn, chắc chắn là bận rồi. Vệ Ngọc Cường là phó bí thư đảng ủy Hoành Không, chúng ta phải ghi nhớ, là lãnh đạo chính quyền. Đối với Hoành Không mà nói sẽ là đảng lãnh đạo Hoành Không chứ không phải là Diệp Phàm với chức phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch. Vệ Ngọc Cường có thể lợi dụng trên cuộc họp mà phủ quyết đi quyết định của Diệp Phàm. Việc này căn bản không cần tỉnh Thiên Vân ra mặt, quyết định của Diệp Phàm cũng vô ích, tự nhiên mọi người sẽ không công nhận những thủ tục mà chúng ta ký với Diệp Phàm. Chủ tịch Dương thản nhiên nói. Tôi hiểu rồi, chủ tịch Dương đúng là có cao kiến. Chủ tịch Trương than nói. Rõ ràng chúng ta biết hợp đồng này không có giá trị, nhưng sao vẫn ký? Đến lúc đó Thiên Vân đến gây áp lực với chúng ta thì ít nhất cũng phải nói chuyện chứ. Còn về việc chủ tịch Diệp kia có đen đủi hay không cũng không liên quan đến chúng ta. Đây nên gọi là cái giá phải trả của tuổi trẻ mà. Ha ha! Chủ tịch Dương cười sảng khoái, tâm trạng đúng là vui. Chủ tịch Dương, có thể họ thấy được thông tin sẽ đến đây ngay. Chúng ta cũng nên chuẩn bị đúng không? Phó Chủ tịch Trương hỏi. Không phải vội, nhưng cũng phải bỏ một chút để bồi thường. Dù gì Diệp Phàm cũng là chủ tịch của Hoành Không, những hợp đồng và cả con dấu của Hoành Không cũng có hiệu lực pháp lý nhất định. Đây không phải là trò đùa đâu. Chủ tịch Dương ngân dài ra nói. Được, chúng ta bỏ ra 100 triệu, lấy về 200 triệu không khó. Lần này ra tay khoản tiền này coi như là lời thật. Chủ tịch Trương nói. 200 triệu, Tương Hòa, khẩu vị của anh quá nhỏ rồi. Chủ tịch Dương thản nhiên hừ nói. Chủ tịch Dương có ý gì? Phó Chủ tịch Trương sửng sốt, nhìn Chủ tịch Dương. Chỉ một bàn tay là được rồi. Chủ tịch Dương đưa tay ra đặt lên bàn làm việc, làm như kiểu như lai thần trưởng vậy. Xem ra, Thiên Vân bị Diệp Phàm mai táng rồi. Phó Chủ tịch Trương cười nói. Ha ha ha, kế hoạch không thay đổi kịp. Vốn Diệp Phàm muốn cùng Khổng Ý Hùng đi dạo Cổn Đức nhưng không ngờ bên tổng công ty lại gọi điện, nói là lại bị mất điện rồi. Diệp Phàm vội vàng trở lại tổng công ty, về đến nơi đã là 6 giờ tối. Cả nhà máy chế tạo cả các xưởng trưởng đều đang như kiến bò trên chảo. Mà trên vườn cỏ đấy đã có đến mấy chục đầu thuốc lá. Vừa thấy Diệp Phàm đến, xưởng trưởng Dương liền lao nhanh lên, xem ra ông ấy đã gấp lắm rồi. Sao thế? Diệp Phàm hỏi. Trạm biến áp không có vấn đề gì, chỉ là sửa đường điện, nói là đã cũ lắm rồi. Mà có thể còn phải thay đổi lại đường điện, có thể là làm mới. Lần này có thể sẽ ngắt điện thời gian dài, người ta đã có thông báo, không đến 10 ngày thì làm không xong. Xưởng trưởng Dương nét mặt khó coi nói. Có muốn chết không, sao lại cắt đường điện qua Hoành Không chúng ta? Diệp Phàm hừ nói. Lần này toàn tỉnh tiến hành kiểm tra đường điện. Đồng chí Ngưu Kiến Quốc Phó Chủ tịch tỉnh đã cho mở cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này với các đơn vị liên quan. Nói là phải thường xuyên chăm lo đến công tác an toàn, không thể buông lỏng, một khi đã thế là xảy ra vấn đề. Ngành điện là ngành nguy hiểm cao, không thể để xảy ra sai lầm, một khi có chuyện là dẫn đến nguy hiểm tính mạng, không thể qua loa. Yêu cầu các ngành liên quan đều phải thực hiện nghiêm chỉnh. Phân công trách nhiệm, ai đế xảy ra vấn đề gì sẽ xử lý nghiêm. Giám đốc xưởng Dương nói, tạm thời có thể kéo nguồn điện khác dùng không? Diệp Phàm hỏi, không được, trong phạm vi 100 hectomet này chỉ có một trạm điện, gọi là trạm điện của đập. Cũng là một trong những trạm điện lớn nhất của hạng Nam chúng ta. Lực truyền của trạm điện này có thể cung cấp đủ cho Hoành Không? Còn đường điện thì từ trạm biến thế của họ mà có. Nếu như dùng nhờ điện của nơi khác, tôi nói là tạm hơn đấu một đường, như thế thì tiêu hao cũng không phải là số nhỏ. Hơn nữa một khi bên kiểm tra xong, sẽ quá lãng phí, mà thời gian cũng không nhanh được. Ít nhất cũng phải 10 ngày, nửa tháng. Đoạn dây mới này lại đề cập đến nhiều mặt khác nhau, ví dụ như vấn đề cột điện, dây điện, trạm điện. Căn bản là không thể giải quyết nhanh gọn được. Giám đốc xưởng Dương nói, ông ta đang có chút đáng thương Diệp Phàm. Cũng không trách được sao ông ấy lại lo lắng thế, vừa mới có trong tay một đơn hàng lớn. Vốn nghĩ muốn thể hiện mình. Để có thể nhận chức quản lý nhân sự, nhưng không ngờ lại mất điện. Mà ngày trước giám đốc xưởng trước cũng bị giám đốc xưởng bên thiết bị điện gây khó dễ. May mắn lắm mới được ngày thở phào thì lại xảy ra chuyện này.
Đây liên quan đến ngay cả chức vị của mình, không vội không được. Lần tới là đến phiên sửa trạm điện đúng không? Diệp Phàm hừ nói, giám đốc xưởng Dương Lao đến phòng làm việc trên. Việc này, ông ta vừa nhấc chân định lên nhìn thì bị Khổng Ý Hùng ngăn lại. Nói, lão Dương, anh về trước đi, việc này chủ tịch Diệp sẽ có cách, chủ tịch quá bận, nên anh đừng có phiền chủ tịch nữa. Không vội không được à? Ông Dương nói, anh lo lắng cũng không ích gì, chủ tịch Diệp không thể phát điện được, về đi, về đi. Tối rồi về nghỉ ngơi, mai hãy nói. Ông Dương đã bị Khổng Ý Hùng dồn vào cả trong xe. Lão hổ cái, lão định muốn Diệp Phàm này phải qua Phổ Hải đánh hổ phải không? Được, vậy Diệp Phàm này cũng sẽ làm, sẽ đánh một con hổ ở hãng Nam này. Diệp Phàm vung vào cửa văn phòng. Nghĩ một lát rồi gọi điện cho Lam Tồn Quân. Đây nhất định là thủ đoạn của lão hổ cái rồi, đúng như anh Diệp đoán, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến việc tu sửa trạm điện đập. Hơn nữa người ta còn nói rất hợp tình hợp lý, lại còn thông báo trước cho chúng ta, nói phải chuẩn bị trước nguồn điện. Việc này, tôi là chủ tịch thì cũng không thể phản đối. Người ta lại lôi An Toàn ra nói, bọn khốn kiếp, mở mồm ra là nói vì lợi ích quốc gia. Đến lúc áp lực không phải là hạng Nam chúng ta và Hoành không sao. Lam Tồn Quân giận dữ nói. Việc này có thể thấy là thủ đoạn của Ngưu Kiến Quốc. Nhưng thực tế thì lão hổ cái đứng đằng sau, ông ta là ông chủ lớn nhất sau màn kịch. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ chặt đứt cánh tay trái của ông ta trước xem sao. Diệp Phàm nói rất lạnh lùng. Sau vụ việc trước của trạm biến áp, tôi đã để ý đến hành động của Ngưu Kiến Hùng, bởi vì sở điện lực cũng thuộc ông ta trực tiếp lãnh đạo. Nhưng ngay tức khắc muốn tìm ra bệnh của ông ta thì hơi khó. Lam Tồn Quân nói. Yên tâm, ông ta chỉ là một con chó đi trước của cái Thiệu Trung thôi. Chúng ta sẽ đánh chó trước. Thái độ Diệp Phàm rất kiên quyết, quyết định xuất kích rồi. Việc này, cũng nên dùng cây dọa khỉ một chút, bằng không, người ra cũng không thể coi Diệp Phàm này là lương khô rồi. Thực ra, việc này Diệp Phàm sẽ bắt đầu từ hành động ở trạm biến thế. Chỉ là nếu như họ không có hậu chiêu thì Diệp Phàm cũng coi như xong. Không ngờ hắn ta lại lòng tham không đấy, lại muốn Diệp Phàm phải rơi vào tình thế giáng cho một gậy chết tươi. Ông đã bất nhân thì chúng tôi cũng sẽ bất nghĩa. Diệp Phàm vừa trở lại phòng, Lý Cường đã ngồi đó chờ sẵn rồi. Điều tra thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Anh Vương Triều đến rồi, chúng ta quyết định tối nay sẽ xuất kích. Mạnh mẽ này, người nào không chịu nhận tội? Lý Cường tức giận nói. Được, chỉ cần không xảy ra chết người, làm thủ đoạn nào cũng được. Tốt nhất là đánh trực tiếp lên người Ngưu Kiến Quốc. Nếu như có người sai khiến chắc chắn anh ta đã được dặn dò rồi. Diệp Phàm hừ nói. Tôi đã làm rồi. Lý Cường lạnh lùng, đưa tài liệu lên trước mặt Diệp Phàm. Đây là do Trần Quân cho người theo dõi mà có được. Có thể dựa vào này thì Ngưu Kiến Quốc không thể không khỏi liên quan. Họ tự nhận là làm bí mật, không biết rằng chúng ta đã sớm để ý hắn rồi. Diệp Phàm mở tài liệu ra, để xuống rồi nói. Đưa cuộn băng này lên trên chắc chắn sẽ khó. Phải không để lại dấu vết gì, việc này tôi không thể ra tay lộ được. Rõ ràng phải in ra để mỗi vị lãnh đạo của tỉnh một chiếc. Lý Cường nói. Chương 2823, chí lớn gặp nhau. Việc này không thể nóng vội, tối anh và Vương Triều cho phân bố người ở các đường. Phải có được chứng cứ. Chúng a cần có những chứng cứ xác đáng, đã làm thì không được để chúng có cơ hội lật lại. Diệp Phàm khoác tay nói, Lý Cường gật đầu rồi nhảy cửa sổ ra ngoài. 2 giờ rưỡi sáng. Diệp Phàm cũng vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi suy nghĩ xem làm thế nào để lo liệu chuyện của tập đoàn. Đúng lúc đó thì điện thoại kêu, nhìn thấy là số lạ, nghe nói. Xin chào, tôi là Diệp Phàm, xin hỏi ai đầu dây bên kia thế? Tôi là Khương Quân, chủ tịch Diệp có dám ra mặt một phen không? Khương Quân giọng điệu hạ xuống. Ở đâu? Diệp Phàm liền giật mình, hỏi. Trên núi Thông Thiên sau tập đoàn có một am Nico, gọi là Bạch Vân Am. Hương khói vẫn rất vượng, nhưng hiện tối rồi cũng không thấy người đâu. Khương Quân nói. Diệp Phàm trong lòng buồn bực, nhưng cũng đã đi ra. Hắn ta cảm thấy đồng chí Khương Quân này rất kỳ lạ, tuy trong mắt nhiều người đều coi ông ta như cái gai trong mắt nhưng Diệp Phàm lại không như vậy. Đã là gai trong mắt thì cũng là gai có đạo lý, mà ông ta lại là cao thủ ngũ đẳng, cũng là cán bộ quân đội biên chế. Nên chắc chắn ông ta phải có bí mật gì mà đồng chí Khương Quân là vì lợi ích của công nhân.
Tuy hành vi có chút quá khích nhưng tấm lòng vẫn là tốt. Không chừng có thể tìm được gì đó về Hoành Không từ ông ta. Hơi nữa Diệp Phàm là người dũng cảm, là cao thủ thì cũng chẳng sợ ông ta giở thủ đoạn gì. Mặc dù chưa tới Bạch Vân Am bao giờ nhưng đằng sau núi có một con đường giải đá nhỏ. Diệp Phàm cũng không lái xe, luyện hổ ưng công phu mà bay đến. Cũng đúng lúc nên giãn xương cốt để cơ thể thoải mái chút. Núi Thông Thiên này cũng cao, cao hơn mặt nước biển 1.300 mét. Vì thế từ trên đỉnh mà xuống Hoành Không ở chân núi rất xa, độ cao tương đối cũng phải 700-800 mét. Nhưng tuy núi Thông Thiên cao, nhưng cũng không quá dốc. Bởi vì nó thực ra là một dãy núi nhuôi ra ngoài cách khoảng 2-300 mét. Thực vật trên núi được bảo hộ rất tốt, nếu như có tiền thì có thể biến đây thành một nơi để nghỉ ngơi tốt. Trước kia khi Hoành Không có tiền cũng đã bỏ ra mấy chục triệu để sửa. Vì thế trên núi thường có một hai tòa mái hiên trên đó. Mà những miếu am ni cô trên núi tương đối nhiều, nếu cộng tất cả vào cũng chừng 10 cái. Nhưng khi thấy giữa sườn núi có những đèn sáng, Diệp Phàm cũng phải trợn tròn mắt. Vừa nghĩ muộn rồi nên không gọi điện hỏi Khổng Ý Hùng vị trí cụ thể của Bạch Vân Am. Thứ hai là đã quá nửa đêm rồi mà còn hỏi người ta vị trí của miếu đó sẽ khiến người ta nghĩ ngợi. Nên hắn ta đành phải cắn răng đi tìm thôi. May mà bản lĩnh vững con CM tìm 5, 6 cái cuối cùng cũng đúng rồi. Khương Quân đang đứng trước am ni cô, đó chỉ là một am ni cô bình thường, chỉ là quy mô không hề nhỏ, nhìn cũng phải đến 2 dặm. Toàn bộ am ni cô được xây thấp trong một cây đại thụ bên trong, làm cho người ta có cảm giác khoan thai, thoải mái. Diệp Phàm thở hồng hộc chạy lên trên. Quả nhiên là chủ tịch Diệp gan dạ. Khương Quân thấy Diệp Phàm liền nói. Tuy là nửa đêm lẽ nào đồng chí Khương Quân nghĩ tôi là người thế nào, hơn nữa, nếu như anh đã làm như vật rồi. Anh đã vượt qua được khó khăn, chắc chắn là một người vì nước vì dân rồi. Diệp Phàm cười nói. Vì nước vì dân, ha ha, đúng là có chút manh mối rồi. Khương Quân cười nói, chỉ tay, nói. Mới chủ tịch Diệp, nhưng đầu tiên phải nói rõ trước. Một người thân của tôi đã xuất gia ở trong đây. Vì thế mà tôi mượn nơi đây, bằng không chủ tịch không thấy lạ hay sao? Hóa ra là thế. Diệp Phàm cười nói, và cùng Khương Quân đi vào trong. Các ni cô đúng là cần mẫn, sớm như vậy mà đã bắt đầu tụng kinh làm bài sớm rồi. Quy mô nơi đây không nhỏ. Diệp Phàm mở đầu nói. Đó là đương nhiên rồi, Bạch Vân Am này là một trong những am lớn nhất ở đây. Có tới hàng trăm ni cô, hương khói nơi đây rất thiêng, đương nhiên có liên quan đến sư Thái Thanh Lương rồi. Khương Quân đi đến bên cạnh, nói nhỏ. Sư Thái Thanh Lương, nghe tên đã thấy có chút lạnh lẽo rồi. Diệp Phàm cười nói. Sư Thái là người rất hiểu về dưỡng sinh, mà lại giỏi về phong thủy. Người thân của các cán bộ trong thành phố đều muốn đến đây nói về dưỡng sinh với Sư Thái. Nghe nói năm trước phu nhân của phó chủ tịch tỉnh nào đó cũng đã đến thỉnh giáo. Đoạn đường nhỏ mới mở đó chính là vị phu nhân này làm. Khương Quân nói, hai người đi vào trong mộ viện độc lệ. Diệp Phàm phát hiện ra trong viện này ở giữa có một khoảng đất trống giống như sân nhà, trên khoảng đất trống đó có nhiều hoa cỏ. Mà ở giữa khoảng đất trống đó lại có một ao nhỏ. Cá vàng đang bơi lội, khoảng đất đó phải đến 5, 60 mét. Bốn xung quanh khoảng đất trống đó là một tòa nhà gỗ 3 tầng, tòa nhà nhìn rất cổ xưa nhưng vệ sinh rất sạch sẽ. Mà tuy mùa màng không gần nhưng Diệp Phàm phát hiện nguyên liệu gỗ được bảo hộ rất tốt, không hề có dấu vết gì của mưa gió, mối mọt đục cả. Cửa sổ đều làm bằng gỗ chạm khắc hoa văn, chỉ là có thủy tinh ở chính giữa. Không ít người đến đây đúng không? Diệp Phàm nhìn một vòng phát hiện ra bốn xung quanh đây ít nhất cũng có mười mấy cái quạt ở cửa sổ. Ha ha, không nhiều, chỉ có một cái. Khương Quân cười nói. Là người thân của anh sao? Diệp Phàm hỏi, trong lòng nghĩ chắc chắn người đó phải có vị trí cao lắm, hay chính là Sư Thái Thang Lương? Không phải, là người hầu của người thân của tôi. Thường ở đây ít có người đến, không được sự cho phép của người ấy thì không được vào. Có thể Sư Thái Thanh Lương cũng thường xuyên đến đây. Lần này tôi cũng là xin người thân của tôi, vừa may người chủ nơi này cũng ra ngoài, người thân của tôi đã đến hỏi qua bà ấy. Cũng là mượn cho tôi một tối. Khương Quân cười nói. Người chủ này rất thần bí. Diệp Phàm cười nói, sao lại có cảm giác hoang đường, cảm thấy chủ nhân của viện này như một cao thủ. Bởi vì trong môi trường đặc biệt chắc chắn có nhân vật đặc biệt. Hai người rẽ sang trái, đến một sảnh. Lại rẽ qua hai gian nữa,
phát hiện ra bên trong đúng là một khoảng trời riêng. Rõ ràng là một chiếc giếng trời, đoán là để lấy ánh sáng. Trong giếng trời có tượng vươn hai tay ra ôm lấy vạc đồng lớn, trong vạc chứa đầy nước. Khương Quân nhẹ nhàng đóng cửa lại, cười nói. Nơi này rất yên tĩnh, có thể nói to được rồi. Ba tầng cửa dày như vậy bên ngoài không thể nghe thấy. Đồng chí Khương Quân, anh làm như vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Diệp Phàm ngồi xuống, vừa nhận chén trà Khương Quân đưa tới vừa nói. Chủ tịch Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này một âm thanh ở một góc vang lên, Diệp Phàm ngây người, đó chính là chủ nhiệm Ngũ Vân Lượng giám sát công ty tập đoàn, ủy ban kỷ luật. Người này xuất hiện thật không thể ngờ nổi, bởi vì ông ta đã bị Diệp Phàm báo lên tỉnh, động tĩnh gây áp lực là rất lớn. Nếu là trả thù mà lừa mình đến đây thì cũng có khả năng. Nhưng sao ông ta và Khương Quân lại hành động kỳ lạ vậy, Diệp Phàm có cảm giác hai người chắc chắn có việc quan trọng. Là chủ nhiệm Ngũ. Diệp Phàm thản nhiên nói, không có cảm giác gì với đồng chí không chịu khó làm việc mà chỉ biết gây áp lực thôi. Chủ tịch Diệp, có thể chủ tịch hiểu lầm kiểm soát Ngũ rồi. Lúc này Khương Quân nói. Hiểu lầm, có gì hiểu lầm chứ? Giờ trước mặt ông ta tôi cũng có thể nói, tôi cắt tai của ông ta cũng đúng thôi. Lần này là tôi thay mặt nhân dân để xử lý, thay cho các công nhân của Hoành không để trị ông ta. Diệp Phàm kiên nghị, hừ nói. Mời chủ tịch xem cái này. Khương Quân lấy ra một tài liệu nói. Diệp Phàm nhận lấy, sửng sốt nhìn Khương Quân nói. Sao lại thế này, cái này chắc chắn là hợp đồng, nhưng tài liệu này có ý gì? Có ý gì, chủ tịch xem rồi lẽ nào lại không hiểu? Nói thực với chủ tịch, đây mới chính là bản hợp đồng chính thức mà ban đầu Chu Đống ký với Lưu Hải Bình. Chắc chắn là ông ta đã nói với chủ tịch, nhưng lại khác với truyền thuyết về công ty. Công ty chúng ra tổn thất không phải là 60 triệu mà là 120 triệu. Giám sát Ngũ nói, không thể lừa dối Diệp Phàm. Cái này hình như đã bị đốt, góc bên này còn thiếu đây. Diệp Phàm nói, đúng, việc của Chu Đống, kiểm sát Ngũ sớm đã điều tra rồi. Chẳng qua hồi báo lên trên nhưng không có phản ứng. Kiểm sát Ngũ biết, có thể trên sẽ xử lý nhẹ vụ này. Ông ấy không có cách nào, không thể đối đầu lại bên trên. Mà củi trỏ thì sao có thể đấu lại bắp đùi được. Vì thế chỉ có thể âm thầm điều tra. Mà trong nội bộ công ty, bí thư vệ không có động thái gì, xem ra ý của ông ấy đúng với ý của cấp trên rồi. Cũng khó trách chuyện này, một khi đã điều tra ra có lẽ bí thư vệ và bí thư đảng ủy chắc chắn cũng không thể thoát tội. Ngồi ở vị trí của ông ta chắc chắn không muốn điều tra sự việc rồi. Lấy phương thức giao học phí để xử lý là được rồi. Trong tình hình này, kiểm sát Ngũ còn có thể có cách nào nữa? Chỉ có thể âm thầm tìm hiểu. Khương Quân nói, tôi cũng không còn cách nào. Tuy là bí thư kiểm sát nhưng trên nếu như đã quyết định, mà tôi lại cứ điều tra thì chắc chắn cái mũ này cũng đã bị đổi cho người khác rồi. Mà còn một điểm, tôi cũng phải lo lắng đến vấn đề an toàn, tuy nói như ban ngày nhưng thế giới này biết đâu được những thủ đoạn không ngờ. Kiểm sát Ngũ nói, cho nên anh mượn tay tôi đến tỉnh gây chuyện, mục đích là để làm chuyện lớn. Đến lúc đó tỉnh không thể không điều tra việc này đúng không? Mà anh lập tức yêu cầu, ép người phụ trách ủy ban kỷ luật không đồng ý không được phải không? Diệp Phàm nói, xin lỗi, tôi đã bị ép, chỉ có thể mượn chủ tịch Diệp. Kiểm sát Ngũ nói, ha ha, Diệp Phàm cười phá lên, như tiếng chuông. Những gì anh thể hiện giống đồng chí Vân Lượng rồi đó. Chẳng lẽ, Ngũ Vân Lượng hoài nghi, nhìn Diệp Phàm. Chương 2824, khuất phục được cả hai đại tướng. Nói đúng lắm, tôi cho anh một cái tát là vì thái độ của anh. Hai là tôi cũng muốn làm lớn chuyện này. Đến lúc đó anh không thế không làm theo, khi đã gây sức ép thì trên tỉnh muốn ấn cũng không ấn được. Chúng ra là chăm xong về một biển, nhưng xin lỗi kiểm sát Ngũ, đã để anh chịu khổ rồi. Diệp Phàm tỏ vẻ xin lỗi. Chủ tịch Diệp, tôi. Kiểm sát Ngũ kích động, cũng đứng dậy. Lúc này hai người liền ôm chặt lấy nhau. Nhưng sao tối nay các anh lại tin tưởng tôi mà ra hiệu thế? Còn nữa, làm sao mà anh có bản hợp đồng chính này trong tay? Xem ra thì chắc chắn Chu Đống đã muốn hủy nó đi. Sao lại có thể vào tay các anh? Sao các anh phát hiện ra bản hợp đồng này? Diệp Phàm hỏi. Hoàn toàn tin tưởng anh thì không phải nhưng chúng tôi đã thử vài lần. Nguyên nhân chủ yếu chính là gần đây anh đã làm được mấy việc lớn nên chúng tôi nghĩ anh là người đáng tin. Đặc biệt là anh có thể khiến cho Chu Đống trở về khi đang trong viện.
việc này cần phải người có tinh thần dũng cảm cũng như trí tuệ. Từ việc đó tôi đã suy đoán, Chủ tịch Diệp chắc chắn là một con người chân chính, dám phạt những đồng chí mắc tội. Chúng ta ba người liên thủ lại để sớm điều tra ra vụ án này, để có thể lấy lại được tiền sớm ngày đó. Nhà nước không thể bị tổn thất nữa, nhà máy của chúng ta cũng không thể ngã gục được. Kiểm sát Ngũ nói. Đúng, anh, tôi và cả đồng chí Khương Quân kết hợp lại với nhau. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Còn việc làm thế nào phát hiện ra, thực ra từ ngôn từ, hành động của Lưu Hải Bình tôi đã thấy có gì đó không ổn. Tôi cũng đã nhắc nhở Chu Đống, nhưng ông ta căn bản đã bị chiến tích khổng lồ kia làm cho hoa mắt, đã không hề nghe tôi. Hơn nữa lại còn nói tôi bớt lo chuyện người khác đi, sau đó tôi cũng không nói nữa. Con người Chu Đống cũng lòng dạ độc ác, nhưng tôi vẫn để xem thế nào. Sau đó phát hiện xảy ra chuyện có thể ông ta đã tìm cách hủy chứng cứ. Vì thế tôi đã nhờ Khương Quân ra tay theo dõi ông ta. Tài liệu này là tôi có được từ tay tình nhân Trương Khiết của ông ta. Khi đó vì Khương Quân giỏi, nên làm chút thủ đoạn để có được tài liệu quý báu này. Kiểm sát Ngũ nói. Chúng tôi đã có trong tay, nhìn, suýt nữa thì đờ người. Là 120 triệu đó. Sau đó chúng tôi đã điều tra xem khoản tiền này từ đâu mà có. Mới biết được 60 triệu còn lại là khoản tiền để mở rộng đường trên núi Thông Thiên mà Sở Giao thông cấp cho. Chu Đống gan to đến mức đó, vì chiến tích lại còn dám lấy cả khoản tiền đó. Làm sao Chu Đống có thể lấy đi 60 triệu của chính quyền Hạng Nam? Diệp Phàm hỏi, thực ra đã rất tức giận. Việc này hình như Lam Tồn Quân cũng không rõ. Một khoản tiền lớn như vậy không có chữ ký của anh ta thì sao có thể lấy đi được? Lẽ nào đúng là Lam Tồn Quân đã bị Ngưu Kiến Quốc khống chế sao? Tôi đã âm thầm điều tra rồi, khoản này là Bộ Giao thông trực tiếp rót xuống, đến Sở Giao thông trong tỉnh. Vốn phải chuyển đến Cục Giao thông Hạng Nam nhưng Chu Đống có người thân trong tỉnh, có thể đã nhờ người này mà tới thẳng Hoành Không. Con đường này đã để cho tập đoàn Hoành Không phụ trách mở rộng. Bởi vì đó không phải là tiền lệ. Vốn con đường từ Hoành Không lên núi Thông Thiên là vì Hoành Không mà xây dựng lên. Trong những năm thằng Hoành Không phát triển thịnh vượng, việc tu sửa đoạn đường này đều do Cơ điện Hoành Không đảm nhiệm. Đó là khi công ty còn có tiền, cũng đã bỏ ra bao nhiêu để tu sửa, vốn con đường rất nhỏ, chỉ rộng 8 mét, giờ đã rộng thành 12 mét rồi. Sau đó Hoành Không không còn thịnh vượng, không có tiền để duy trì, tu sửa đường. Vì thế mà Sở Giao thông rót tiền xuống sẽ rót thẳng vào Hoành Không. Ngày đó Hoành Không còn có cả một văn phòng về đường bộ, chuyên phụ trách về đoạn đường này. Lúc đó tập đoàn cần con đường này để vận chuyển hàng hóa. Nhưng vì chiến tích mà Chu Đống đã trực tiếp chuyển khoản đó sang công ty chính Hà mới thành lập đó, chứ không hề thông qua bên tài chính của tập đoàn chúng ta. Chu Đống tính toán đem khoản này lo trước, đợi công ty thành lập xong sẽ kiếm tiền để sửa đường một thể. Nhưng ông ta không may, không ngờ lại gặp phải đồ lừa bịp Lưu Hải Bình kia. Kiểm sát Ngũ nói. Theo tài liệu này thì nếu có xử Chu Đống cũng sẽ liên quan đến một nhóm người nhưng sẽ không có lợi gì cho công ty chúng ta. Diệp Phàm nói. Đúng là như thế, chỉ cần bắt được Lưu Hải Bình thì có thể lấy lại khoản tiền đó. Nhưng nếu không điều tra rõ thì cũng không thể trói buộc được hắn ta. Chỉ dựa vào công an Hạng Nam thì không ích gì. Những người này chỉ là làm việc cho xong, làm cho mọi người thấy nhưng đến giờ vẫn không manh mối gì. Bao nhiêu phần tử lừa dối vậy đâu có bắt được đứa nào. Tôi đoán chắc không phải là không bắt được mà là họ không có ý định đi bắt. Bởi vì họ phải quan sát thái độ của cấp trên. Mà, có thể người ta đã sớm chào hỏi các đồng chí công an rồi. Khương Quân tức giận nói. Họ không bắt thì chúng tôi bắt, vì thế chúng tôi đã âm thầm liên kết với một đám công nhân rồi để tìm ra bọn sâu bọ đấy. Nhưng lực lượng của chúng ta có hạn, mà lại chỉ là thông thường, không trang bị gì. Mà không thể sáng tỏ, chỉ có thể thực hiện trong bí mật. Vì thế mà sẽ khó khăn hơn bên công an hàng trăm lần, nhưng vì lợi ích công ty, khó khăn đến mấy chúng tôi cũng sẽ kiên trì. Chủ tịch Diệp, chắc anh không biết, thực ra chức phó chủ nhiệm khu công nghiệp nặng của Khương Quân cũng đã bị Chu Đống cho rơi mất rồi. Bởi vì việc liên quan đến Lưu Hải Bình nên Khương Quân không phục, nên cũng không chịu phối hợp. Vì thế đã trở thành cái gai trong mắt bọn Chu Đống. Về sau lấy ra một tràng lý do đã cách chức Khương Quân. Hiện giờ Khương Quân chủ nhiệm vệ sinh cho môi trường của tập đoàn. Ngay cả chức phó chủ nhiệm cũng không giữ nổi. Họ đúng là trả đũa. Mà chuyện này chắc chắn bí thư vệ cũng âm thầm biết, ít nhất cũng là đồng ý. Dù sao, Khương Quân cũng có uy tín trong công nhân như anh trai của họ.
Vì thế mà mấy lần đã gây sự cố, nên bí thư vệ đã không thoải mái trong lòng. Bên ngoài thì khách sáo nhưng bên trong thì thủ đoạn. Kiểm sát Ngũ bất bình nói. Đừng vội, chúng ta làm xong án này đã còn về chức vụ từ từ, chỉ cần anh chịu làm tôi sẽ để ý chuyện đó. Diệp Phàm nói rất có tính nghệ thuật. Không phải là tập đoàn để ý mà là tôi để ý, hai góc độ khác nhau. Tức là phải phục tùng tôi mới được. Chủ tịch Diệp, Khương Quân tôi đây rất ít khi phục người khác. Hôm đó anh bóp cổ lão cái, lại còn cấp cho công nhân có tiền sinh sống tạm thời. Tôi tin rằng anh đúng là chủ tịch chân chính. Khương Quân nói, cứ như đứng trong hàng lối quân đội. Nhưng Diệp Phàm cũng ra dáng ông chủ khiến cho người ta phục. Ha ha, đồng chí Khương Quân, anh là đồng chí tốt đã chịu nhiều khó nhọc rồi, công ty sẽ để mắt. Diệp Phàm đứng dậy, đưa tay nắm chặt tay Khương Quân. Khương Quân sửng sốt, đờ người, bởi vì anh ta có cảm giác sức Diệp Phàm truyền qua cái bắt tay càng lớn. Khương Quân ngây người sau bắt đầu vận công, sau đó hít một hơi bị kinh hãi. Không thể tưởng tượng, thân thủ Ngũ đẳng đã vận công mà không tài nào kháng lại được Diệp Phàm, bởi vì cảm thấy càng ngày càng lợi hại. Tôi phục rồi. Khương Quân vừa hưng phấn lại buồn bực, gian nan lắm mới nói ra bốn chữ đó. Biết là Khương Quân là một người kiêu ngạo, không ngờ lại phải khuất phục trước Diệp Phàm. Ha ha, phục là được rồi. Diệp Phàm nới lỏng tay, vỗ nhẹ lên vai anh ta. Chủ tịch Diệp, từ nay về sau tôi làm theo anh. Khương Quân không nói hai lời, tỏ thái độ trực tiếp. Khiến cho kiểm sát Ngũ cũng khiếp sợ. Bởi vì Khương Quân là đồng chí khó mà chịu khuất phục, ngày trước ngay cả bí thư vệ anh ta cũng đối đầu. Không thể tưởng được đồng chí Diệp Phàm này mới đến mấy hôm mà đã khiến Khương Quân trực tiếp mở lời nói chịu phục. Ha ha, không phải là làm theo tôi mà là theo công ty. Diệp Phàm không nói đến bản thân mình. Không, nếu như chủ tịch Diệp đại diện cho công ty thì tôi sẽ làm cho công ty, còn nếu như không đại diện thì tôi sẽ làm theo chủ tịch. Không ngờ lập luận Khương Quân lại rắn chắc vậy. Lão Ngũ, anh nói sao? Lúc này Khương Quân lại nói đến Ngũ Vân Lượng. Ha ha, chủ tịch Diệp là chủ tịch công ty, Ngũ Vân Lượng tôi cũng sẽ một lòng vì công ty. Ngũ Vân Lượng nói cũng rất dễ nghe, Diệp Phàm thấy thế như vẻ ông ta vẫn chưa hoàn toàn phục. Kiểm sát Ngũ, anh xem đây là gì? Gạch chéo ngược. Diệp Phàm cười nói, đưa một tài liệu cho Ngũ Vân Lượng. Ngũ Vân Lượng hoài nghi cầm lấy vừa nhìn thấy đã thay đổi sắc mặt, đến tay cũng run lên. Sao thế lão Ngũ? Khương Quân thấy lạ, quay lại hỏi. Anh xem thì biết. Ngũ Vân Lượng đưa tài liệu cho Khương Quân, xem xong thái độ của anh ta cũng không khác gì Ngũ Vân Lượng há miệng thật to. Cái này, chủ tịch Diệp, sao mà anh có được? Theo như tôi được biết thì hợp đồng này có hai bản. Một bản trong tay Chu Đống, một bản trong tay Lưu Hải Bình. Ngũ Vân Lượng không hiểu gì cả. Ha ha, cái này tôi lấy ở thành phố Cảng Cửu về. Chứ không phải trong tay Lưu Hải Bình, mà là trong tay Phó Chủ tịch La Mễ Các Lâm của Tập đoàn Chính Hà. Chủ của bản hợp đồng này chính là Tập đoàn Chính Hà. La Mễ Các Lâm đại diện cho Tập đoàn Chính Hà đã ký hợp đồng. Diệp Phàm cười nói. Lợi hại. Khương Quân nói, Ngũ Vân Lượng cũng như vậy, hai người nhìn Diệp Phàm như người ngoài hành tinh, nói. Tôi đã có chút phục Chủ tịch Diệp rồi. Đi, cùng tôi đi gặp một người. Diệp Phàm cười nói. Hai người thấy kỳ lạ, cũng đi theo Diệp Phàm, thấy Diệp Phàm ngồi trên xe của mình kiểm sát Ngũ kỳ lạ hỏi. Chủ tịch Diệp không lái xe đến sao? Đương nhiên là có chứ, nhưng tôi bảo anh ta về rồi. Diệp Phàm thuận miệng nói chỉ có Khương Quân nhìn với ánh mắt kỳ lạ, nhìn Diệp Phàm trong lòng nghĩ xe quái gì, chắc chắn không thể tùy tiện gọi xe được. Đi vào một nhà dân, khi thấy Lưu Hải Bình, Khương Quân và Ngũ Vân Lượng suýt thì ngất. Chủ tịch Diệp. Tôi rất ít khi phục ai nhưng lần này tôi phục. Tôi phục rồi, từ nay về sau muốn tôi làm gì chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ làm. Ngô Vân Lượng như mang tư thế quân dội, dù sao cũng công tác trong phương diện kỷ luật mà. Chương 2825, Bí thư Ninh ý kiến. Thoáng cái đã thu phục được hai thuộc hạ, trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy tốt, chỉ vào Vương Triều nói. Hai vị, tôi xin giới thiệu hai người một chút. Đây là đồng chí Vương Triều Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Trước kia tôi đã cùng nói chuyện với anh ta bí mật trực tiếp dẫn người tới. Đương nhiên, việc này không có công khai, Cục trưởng Vương hoàn toàn giúp đỡ chúng ta với tư cách là bạn bè. Lưu Hải Bình là chính là người theo anh ta trở về từ cảng cửu trực thuộc thành phố.
Phó Cục trưởng Vương vất vả rồi. Chủ nhiệm kiểm tra kỷ luật Ngũ cùng Khương Quân đều tiến tới bắt tay nồng nhiệt. Khương Quân, cậu thật tâm muốn vì công ty sao? Vẻ mặt Diệp Phàm đột nhiên nghiêm túc nhìn Khương Quân. Muốn ạ? Khương Quân không hề nghĩ ngợi nói ngay. Gần đây luôn mất điện, cậu phát hiện ra cái gì? Diệp Phàm hỏi. Tổng Giám đốc Diệp, phỏng chừng việc này rất nhiều người đều có thể suy nghĩ. Chẳng qua là anh bóp cổ người ta nên người ta ra tay với anh thôi. Khương Quân nói rất đơn giản. Nếu cho cậu trực tiếp đối mặt với cọp, cậu có dám hay không? Diệp Phàm hỏi. Tổng Giám đốc Diệp cũng dám, tôi bây giờ là người của Tổng Diệp, binh phải nghe soái chứ. Vì soái, binh thề chết không hối hận. Khương Quân rất thoải mái. Tốt, mang thứ đó giao cho Khương Quân. Xử lý thế nào cậu nên biết. Diệp Phàm ra hiệu cho Vương Triều. Vương Triều đem tài liệu có liên quan đến Ngưu Kiến Quốc cùng với một loạt người của Cục Điện lực thành phố giao cho Khương Quân. Khương Quân cẩn thận lật ra xem, một lúc sau, đứng lên quát lớn. Con chó để đó, tôi cảm giác là con quỷ thiêu thân, xem ra là đúng. Ngưu Kiến Quốc đó muốn vận mệnh của tập đoàn Hoành Không chúng ta, Diệp Tổng, việc này cứ giao cho tôi. Việc này không cần chủ nhiệm kiểm tra kỷ luật Ngũ phải ra mặt, tin tưởng là cậu có biện pháp đệ lên rồi. Tôi cần cậu phải đối mặt trực tiếp, chứ không phải là làm một cách nặc danh. Cho dù cấp trên sẽ làm xuống dưới nhưng phỏng chừng cũng mất một khoảng thời gian dài. Huống chi, che giấu là một trong những chuyện quá lớn. Không cẩn thận tài liệu chúng ta khổ sở lấy được lại bị kẻ khác nuốt mất. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói. Đương nhiên, một khi trở mặt, cậu đem tài liệu này trực tiếp đối mặt với toàn bộ đám người chèn ép ở thành phố. Đồng chí Khương Quân, cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đến lúc đó, có lẽ tình cảnh của cậu so với hiện tại sẽ bết bát hơn, mọi mặt đều có áp lực. Không cần phải nói thêm nữa Diệp Tổng, Khương Quân tôi chính là một cây đao trong tay của Diệp Tổng. Vì công ty, tôi nguyện làm cây đao này. Lần này tôi sẽ làm bất cứ giá nào, có người chơi công ty chúng ta sẽ phải lấy mạng của chúng. Khương Quân hừ lạnh, rất có chút bi tráng, gió hiu hắt thổi, sông dịch lạnh. Tráng sĩ một đi, không trở về. Diệp Tổng, Ngưu Kiến Quốc thật không ra cái gì cả. Việc bẩn thỉu như thế cũng có thể làm được, cơ bản là không giống với một phó chủ tịch thường trực thành phố, chuyện này cứ giao cho tôi và Khương Quân đi. Người như thế nếu không loại được ra ngoài, đất nước và nhân dân đều không có lợi chút nào. Sau khi chủ nhiệm kiểm tra kỷ luật Ngũ xem xong, ánh mắt kiên nghị nói. Anh Ngũ, anh cũng đừng dính vào chuyện này, để một mình tôi đối mặt là được rồi. Diệp Tổng phải nắm toàn bộ cục diện, không thể để cho Diệp Tổng dính vào. Hơn nữa, Diệp Tổng có thể cung cấp những tài liệu này, có thể Diệp Tổng đã tận lực rồi. Cái Thiệu Trung vốn căm tức với Diệp Tổng, không thể kích động mâu thuẫn giữa hai bọn họ được. Diệp Tổng còn cần người trợ giúp, dù sao hiện tại tôi cũng rảnh rỗi, công ty có mất đi một người quản vệ sinh cũng không sao cả. Chỉ cần Diệp Tổng có thể đem công ty phát triển hơn. Để tất cả mọi người có cơm ăn, có quần áo mặc, có tiền đi học và chữa trị bệnh. Cho dù Khương Quân tôi có chết cũng không hối hận. Khương Quân nói những lời đại nghĩa. Anh Khương anh có thể đi, Ngũ Vân Lượng tôi là người thế nào? Không cần nói nữa, việc này chúng ta sẽ cùng nhau làm. Anh cung cấp tài liệu, tôi sẽ dẫn anh đi gặp trực tiếp bí thư Lôi của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Lần này sẽ xử lý Ngưu Kiến Quốc. Vẻ mặt Ngũ Vân Lượng chính khí nghiêm nghị. Được, hai người cùng nhau phối hợp chắc chắn hiệu quả sẽ rất tốt. Diệp Phàm gật gật đầu. Suốt đêm Ngũ Vân Lượng và Khương Quân đi đến tỉnh thành. 12 giờ ngày thứ hai mới tới tỉnh thành, hai người vội vàng ăn cơm. Đầu giờ chiều đã có mặt ở bên ngoài phòng làm việc của Bí Thư Lôi chờ rồi. Lúc cầm tài liệu của hai người, Bí Thư Lôi ra đông cẩn thận xem đi xem lại hai lần. Đồng chí Khương Quân, nghe nói tài liệu này là do anh lấy được. Vẻ mặt Lôi ra đông nghiêm túc, hỏi. Vâng, đúng vậy. Vì rất muốn nhanh chóng làm rõ ràng, cũng vì tập đoàn Hoành Không có tới 13.000 anh em công nhân. Tôi phải dùng phương pháp đặc biệt này. Khương Quân đứng nghiêm nói. Cậu làm như vậy là trái pháp luật đấy, chỉ có cơ quan công an mới có thể làm như vậy. Cậu có nghĩ tới hậu quả của việc làm này không? Bí thư Lôi hỏi. Tôi nghĩ tới rồi, tôi đến đây không có ý định có thể trở về. Chỉ cần Bí thư Lôi có thể chú trọng xử lý việc này, Khương Quân tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự xử lý của cấp trên. Khương Quân rất cứng khí. Thực ra, cuối cùng Diệp Phàm mới lộ ra, sát chiêu với Khương Quân là, bắt tay. Khương Quân hiểu được, thân thủ của mình là ngũ đẳng.
không thể tưởng tượng được Diệp Tổng chính là cao nhân trong bóng tối, so với chính mình còn lợi hại hơn rất nhiều. Khương Quân tin rằng, những cao thủ như thế này không thể đứng nhìn mình xui xẻo cả đời này không đứng dậy được. Không chừng đi theo Diệp Tổng có lẽ là một cơ hội rất lớn. Hiện tại tập đoàn công ty cũng không có tuyển dụng người, cũng không loại bỏ bằng bất cứ giá nào. Vậy nên, không thể nào công bằng hoàn toàn, công bằng chỉ có thể là tương đối. Có thể làm được tương đối công bằng đã là khá tốt rồi. Đương nhiên, Diệp Phàm đã bị hấp dẫn không nhận thức được nhân cách của Khương Quân và Ngũ Vân Lượng. Nhưng không có vấn đề gì cả, cả bên đều có lợi. Đồng chí Ngưu Kiến Quốc là phó chủ tịch thường trực thành phố Hạng Nam, việc này các cậu nên báo cáo với Ủy ban Kỷ luật thành phố Hạng Nam. Như vậy mới đúng cấp, tuy nhiên, chức vụ của đồng chí Ngưu Kiến Quốc cũng khiến cho các cậu có chút bận tâm. Việc này cũng là bình thường. Như vậy đi, đồng chí Khương Quân đi về trước, đồng chí Vân Lượng ở lại một chút, tôi có việc muốn giao. Bí thư Lôi nói, còn đồng chí Khương Quân, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý đi. Tôi hiểu rồi bí thư Lôi. Khương Quân đứng nghiêm chào theo kiểu quân nhân rồi nhanh chóng đi ra. Được rồi Vân Lượng, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã thành lập một tổ liên hợp điều tra, ngày mai sẽ đi đến tập đoàn Hoành Không điều tra vụ án gian lận. Tổ trưởng là đồng chí Triệu Hướng Vân của Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm nhiệm. Tổ phó là đồng chí Đông Ninh chủ nhiệm phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật tỉnh cùng với các đồng chí khác của công an tỉnh. Bởi vì cậu là nhân viên kiểm tra kỷ luật của tập đoàn tổng công ty Hoành Không mà chúng tôi sẽ đến. Đối với tập đoàn Hoành Không mà nói cậu biết rõ hơn so với chúng tôi. Cho nên, cậu phối hợp làm việc với chủ nhiệm Đông. Còn việc điều tra như thế nào, có việc gì cậu phải báo cáo với tôi đầu tiên. Vụ án gian lận lần này chính tôi phụ trách, một số vấn đề quan trọng cậu có thể trực tiếp báo cáo vượt cấp cho tôi. Vẻ mặt Bí Thư Lôi nghiêm túc nói. Bí Thư Lôi, nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy hợp thành một tổ điều tra liên hợp, vậy có phải là tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chính thức điều tra vụ án gian lận tập đoàn Hoành Không không? Ngũ Vân Lượng hỏi. Trong lòng cậu có điều băn khoăn phải không? Bí thư Lôi nhìn thấy tâm tư của Ngũ Vân Lượng trên mặt. Nếu nói không băn khoăn là giả dối, thời gian trước trên tỉnh vẫn chưa có động tĩnh gì. Cho nên, tôi cũng không dám có hành động gì cả. Tập đoàn Hoành Không là tập đoàn lớn, với thân phận của tôi. Một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Các thành viên trong ban lãnh đạo bọn họ có thể tha hồ chọc ngoáy, cũng có thể đàn áp tôi. Thì chớ nói gì đến cán bộ cao cấp là Tổng Giám Đốc Diệp cùng Bí Thư Vệ. Tuy nhiên, nếu lần này chính thức thành lập tổ điều tra trên tỉnh, tôi sẽ hoàn toàn phối hợp thật tốt với các đồng chí trong tổ điều tra để điều tra rõ việc này. Cho dù có dính đến người nào, đương nhiên, không phải là Ngũ Vân Lượng tôi không lo lắng cho mình. Chỉ có điều, đối với việc này lo lắng cho mình cũng chỉ là vô bổ. Tôi thấy thật đau xót. Ngũ Vân Lượng biểu lộ thái độ. Được rồi, đồng chí Vân Lượng, tôi hiểu băn khoăn của cậu. Cũng biểu dương tinh thần của cậu. Lần này trên tỉnh sẽ chính thức thành lập tổ điều tra. Một số đồng chí làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, cho rằng có thể lừa dối chót lọt. Đó là chuyện không thể. 60 triệu, đối với doanh nghiệp đứng trong top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới mà nói cũng không phải là con số nhỏ trong thời buổi này. Huống chi là tập đoàn Hoành Không đang phải đối mặt với cục diện hỗn loạn. Số tiền này không thể trở lại, xét cho cùng, cũng không thể thanh toán cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cậu làm việc ở tập đoàn Hoành Không, có thể nói là sẽ thuận lợi cho điều tra. Nhưng, chính bởi vì cậu làm việc ở tập đoàn Hoành Không, nên cũng có những tình thế khó khăn. Bởi vì, dù ít dù nhiều, dù sao cậu cũng phải e dè một cái gì đó. Con người đều có tình cảm, có người lại có ân tình lớn. Đương nhiên là luật lớn. Tuy nhiên, pháp luật cũng không phải hoàn toàn vô tình đâu. Ví dụ như một phụ nữ có thai phạm tội, cũng không thể lập tức đem ra bắn chết được. Cho nên, tôi hiểu ý nghĩ của cậu. Đương nhiên, tôi hy vọng rằng cậu có thể vứt bỏ mọi điều băn khoăn đó, làm thật mạnh mẽ. Cậu chính là đại biểu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng ta. Cậu nhất định phải chú ý đến thân phận của mình. Vẻ mặt Bí Thư Lôi có vẻ nghiêm túc. Bí Thư Lôi. Không phải là 60 triệu, mà là 120 triệu. Ngũ Kỷ Kiểm vừa nói ra, khiến Lôi Gia Đông lặng thần vài giây, hỏi. Xạo lại thế này, 60 triệu lại thay đổi thành 120 triệu. Bí thư Lôi mời xem ạ. Chủ nhiệm kiểm tra kỷ luật Ngũ đưa tài liệu ra. Lôi Gia Đông cầm lấy tài liệu lật đi lật lại xem cẩn thận, ước chừng phải một tiếng đồng hồ, bí thư Lôi thấy rất chi tiết, xem lại mấy lần.
Lúc này, Diệp Phàm gọi điện thoại ân cần hỏi thăm một chút bí thư Ninh Chí Hòa. Nghe nói cậu đang ở dưới gây sức ép rất lớn. Ninh Chí Hòa nói. Ha ha, cũng một chút thôi. Cháu hay nóng nảy, xin lỗi chú Ninh. Diệp Phàm tỏ vẻ xin lỗi. Tính tình của cậu vẫn chưa sửa, làm việc phải điềm tĩnh, suy nghĩ kỹ sau đó mới làm. Không suy nghĩ thì đó là hành động mãng phu, chỉ suy nghĩ thôi mà không làm được đó là đồ lười. Không thể chỉ làm một mặt, mà phải kết hợp cả hai mới chính xác. Cho dù đồng chí cái Thiệu Trung tốt hay xấu, người ta cũng là bí thư thành ủy Hạng Nam. Làm sao cậu có thể nói bóp người ta là bóp được, không nên đem bộ dạng giang hồ vào trong việc này. Tôi biết cậu là cao thủ, giết chết cái Thiệu Trung cũng chỉ như giết một con kiến. Nhưng, cậu nghĩ một chút xem, cậu đắc tội với anh ta thì có gì tốt. Đừng cho là tôi không hiểu rõ, không phải là các cậu bị cúp điện. Hiện tại cậu đang nếm phải đau khổ muốn cầu xin tôi giúp đỡ phải không? Người xưa đã nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tập đoàn cơ điện Hoành Không của các cậu nằm trên địa bàn của thành phố Hạng Nam. Tuy nói là tỉnh cùng ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước cùng quản lý xí nghiệp, nhưng, đó là địa bàn của người ta. Người ta không quản được cậu, nhưng người ta có thể cản tay cậu lại. Cậu thấy hiện thực rồi đấy, cậu xem đi, hiện tại đánh giám còn không làm nổi, ngay cả việc sản xuất bình thường cũng không có biện pháp nào tiến hành. Cậu làm thế nào để khiến tập đoàn Hoành Không khôi phục sản xuất, ngay cả việc sản xuất bình thường cũng không làm được thì còn nói gì đến phát triển lớn mạnh chứ? Không cần nói cũng biết, cái Thiệu Trung dùng biện pháp đó để chỉnh lý cậu. Cậu cũng không phải nói vì sao tôi không ra tay cảnh cáo cái Thiệu Trung. Giang hồ đã có luật của giang hồ, thể chế có quy tắc của thể chế, chúng ta phải tuân thủ theo. Người nào phá hỏng quy tắc phải trả giá rất nhiều. Ninh Chí Hòa rông dài một hồi lâu không ngờ lại nảy sinh muốn châm chọc Diệp Phàm. Chương 2826, Đông Phương Bất Bại bị bắt. Chú Ninh, chú có nhận xét của chú, nhưng cháu có nguyên tắc làm người của cháu. Cái Thiệu Trung là nhân vật số một của thành phố Hạng Nam, nhưng nhân dân cũng không giao cho ông ta dùng quyền lực của mình để mắng chửi cháu. Hơn nữa, phỏng chừng việc này chú Ninh cũng đã được nghe nói rồi, là do ông ta chọn trước, kết quả là lại đổ lên đầu cháu. Diệp Phàm, cháu không thể để người ta tạt nước bẩn lên người được. Ông ta là nhân vật số một Hạng Nam, cháu không thể động vào, chẳng lẽ cháu cũng không được cả phản kháng phải không? Hạng Nam cũng không phải là vương quốc độc lị, là nhà nước, là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Chú Ninh biết ông ta càn quấy như thế lại không giải thích, chú Ninh, việc này, có phải chú Ninh cũng muốn mặc kệ hả? Cháu đang suy nghĩ, việc này chú Ninh là vì cái gì? Đây là muốn biết khả năng của Diệp Phàm cháu hay còn là vì cái gì? Chú Ninh thật sự hy vọng cháu sẽ mang Hoành Không phát triển hay để cho cháu lâm vào bên trong vũng bùn không thể thoát ra được? Diệp Phàm hỏi ngược lại, đương nhiên, ngôn từ khá ôn hòa. Ha ha, cậu nhóc này đánh người lại còn ngụy biện. Người ta mắng cậu một câu, không phải cậu cũng mắng trả một câu sao? Quân tử dùng tài hùng biện không động chân động tay, đây là vấn đề nguyên tắc. Cậu đánh giáp mặt anh ta, chẳng lẽ người ta không được chỉnh lý cậu một chút cho cậu phải nếm chút mùi đau khổ? Người ta bị đánh nhưng cũng không phản ánh sự hung hăng càn quấy của cậu về tỉnh, đương nhiên, chúng ta cũng không thể vừa mất điện đã cảnh cáo ngay. Đây không phải là bất công, cho nên, cho dù là ai cũng không giúp, Diệp Phàm cậu không phải tự xưng là cao thủ sao, tôi muốn nhìn cậu xem bản thân có cách giải quyết vấn đề này không. Tuy nhiên, đầu tiên cũng cảnh cáo cậu một chút, không thể làm sằng bậy, phải dùng đầu óc để giải quyết vấn đề. Nếu ngay cả vấn đề nhỏ đó đồng chí Diệp Phàm cậu cũng không giải quyết được, Ninh Chí Hòa tôi rất hoài nghi cậu có thể đưa cục diện của Hoành Không trở lên rối rắm hơn. Rõ ràng là Ninh Chí Hòa mỉm cười. Ha ha, phỏng chừng hai ngày nữa có một đồng chí hợp tác với cái Thiệu Trung sẽ gặp xui xẻo. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Hai, nói biện pháp của cậu đi. Dường như Ninh Chí Hòa có hứng thú, Diệp Phàm cũng liền đem chuyện Ngưu Kiến Quốc nói ra. Tuy nói việc này là Khương Quân cùng với Ngũ Vân Lượng đi làm, nhưng trước giờ đã kêu gọi Ninh Chí Hòa. Ninh Chí Hòa mới là chỗ dựa đáng giá nhất của mình ở Thiên Vân. Thủ đoạn này thật là có chút tê cay, thôi vậy, ra bài có chút lạ, nhưng cần phải như vậy mới trị được Ngưu Kiến Quốc. Cái nhìn cục diện của người này quá kém, cách sơn đả Ngưu. Đánh cái Thiệu Trung một chút cũng không thể khá hơn được. Ninh Chí Hòa biểu lộ thái độ, ý là đồng ý với cách làm của Diệp Phàm. Chú Ninh, chuyện của Ngưu Kiến Quốc chỉ là chuyện nhỏ.
hiện tại cháu muốn báo cáo với chú một chút về tình hình vụ án gian lận ở Hoành Không. Diệp Phàm kể lại tỉ mỉ cụ thể tình huống. Có thể lấy lại tiền về là tốt rồi, xem ra, đồng chí Tiểu Diệp đã có biện pháp rồi. Một số đồng chí phạm sai lầm, phải uốn nắn một chút. Tuy nhiên Diệp Phàm, nếu hiện tại cháu truy hồi được 120 triệu, hơn nữa nghe nói bên cậu vừa mới ký được hợp đồng 80 triệu với Kim Lăng. Có thể khôi phục và phát triển Hoành Không rồi, đưa xí nghiệp đi vào quỹ đạo mới là nhiệm vụ thiết yếu trước mắt. Cậu là tổng giám đốc xí nghiệp, không phải là nhân viên công an ủy ban kỷ luật. Có một số việc cần phải giao cho bọn họ đi làm. Đến thời điểm này cậu phải nhận thức đúng, bằng không, sẽ mất đi mục tiêu chính. Đây là điều không thể được. Ninh Chí Hòa nói. Cháu hiểu, một khắc cháu cũng không quên. Sẽ nhanh chóng phá được vụ án gian lận này, bắt giam và truy hồi lại khoản tiền này, như vậy mới có thể sản xuất lại được. Ngày hôm qua cháu còn đi đến bên kia Điền Nam. Diệp Phàm đem việc này nói ra. Không thể tưởng được lần này ông Ninh lại không ngồi yên, lập tức hỏi. Cháu thật sự hồ đồ à, sao có thể làm như vậy được? Việc quan trọng như vậy cậu phải hỏi ý kiến tôi một chút chứ. Cậu khiến cho toàn bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân đều ở tình trạng bị động. Quan điểm của cậu có lẽ hạn chế rồi, trước kia bọn họ đề xuất trợ cấp duy nhất một lần cho Hoành Không 300 triệu tỉnh Thiên Vân chúng ta cũng chưa đáp ứng. Lúc đó chúng ta còn nói cấp cho bọn họ 500 triệu, đương nhiên bọn họ cũng không đồng ý. Cậu thấy cái gì ở trong đó rồi hả? Việc này cháu đã nghĩ rồi, hiện tại cháu báo cáo cho chú Ninh. Chính là có ý định đánh đến cùng. Hiện tại cháu cần gấp một khoản tiền lớn, có tiền cháu mới có thể xử lý để khởi động lại công ty. Hơn nữa, Hoành Không không thể phát triển, có lẽ con đường làm quan của cháu sẽ kết thúc. Đã đến lúc cháu có trận quyết chiến với địa phương, cho nên, cháu muốn tạo cho mình áp lực, cháu muốn làm cho mình ở trong một hoàn cảnh vô cùng bất lợi, ngàn người chỉ trích, chỉ có như vậy mới có thể kích thích toàn bộ sự nhiệt tình của cháu. Đương nhiên, hậu quả của việc này chính là bất luận cháu cố gắng như thế nào công ty có thể vẫn không phát triển được. Nhưng tỉnh Thiên Vân phải trả giá vô cùng nghiêm trọng. Việc này, cũng giống như một canh bạc. Lúc trước cháu không nói chuyện này cho chú Ninh, cũng là bởi vì cháu chắc chắn chú sẽ không đồng ý cháu làm như thế. Bây giờ ván đã đóng thuyền, mặc dù là tỉnh Thiên Vân có ý kiến, phỏng chừng muốn lấy chuyện của cháu để gây sức ép cũng không dễ dàng. Tỉnh Điền Nam cũng không phải là tốt. Bọn họ cũng hiểu được tình hình như vậy nhất định các chú sẽ không đồng ý, đến lúc đó liền đợi các chú tới cửa bọn họ hoàn toàn có thể ngoạm được rồi. Diệp Phàm nói, ván bài này của cậu quá lớn, căn bản là cậu cũng không có khả năng chống đỡ được. Đến lúc đó chỉ sợ đè lên cậu rồi. Cậu muốn sau này vậy sao? Phỏng chừng, không cần tôi nói ra, tin tức này mai kia sẽ loan rộng, cậu phải chịu áp lực. Đến lúc đó, chính ta cũng không tiện nói ra. Áp lực này là từ Ủy ban Nhân dân tỉnh và bộ phận trong tập đoàn Hoành Không. Còn có đông đảo công nhân viên chức Hoành Không. Bọn họ vốn ôm hai chiếc thuyền lớn, nhưng hiện tại đã bị cậu làm chìm một con thuyền rồi, quá mạo hiểm. Hậu quả của việc này cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Chú nghĩ hay là cháu lập tức gọi điện thoại cho phía tỉnh Vân Nam, nói hội nghị thường vụ tổng công ty không đồng ý như thế. Đem tiền trả lại cho bọn họ, số tiền này là rất nóng tay. Ninh Chí Hòa thực chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép thôi. Chú Ninh, cháu chịu trách nhiệm về việc làm của cháu. Việc này cháu suy nghĩ vài ngày rồi. Nếu trong chuyện này chú Ninh tin tưởng cháu cũng không cần chú phải nói ra là ủng hộ, chỉ cần chú có thể giữ im lặng là được. Bất luận ở phía dưới bọn họ gây sức ép thế nào đi nữa, chỉ cần chú không nói gì, bọn họ cũng không thể làm gì được cháu. Bởi vì lời nói của chú chính là trong chóng đo chiều gió. Đương nhiên, chú Ninh làm như vậy cũng đỡ cho cháu đòn áp lực cực lớn. Nếu chú Ninh không thể tin tưởng được Diệp Phàm cháu sẽ triệu Ủy ban Nhân dân tỉnh và tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân ở đây để đối phó. Chuyện của Hoành Không, phỏng chừng Diệp Phàm cháu cũng phải mất vài ngày. Thái độ Diệp Phàm kiên quyết. Cậu nha, cậu đúng thật là phiền phức khó chịu. Mọi việc cũng phải cân nhắc lo lắng đến đường lui chứ, chính cậu ép chính mình vào đường cùng. Đây là việc rất không thỏa đáng đấy. Ninh Chí Hòa tức giận đến mức giọng nói có phần run rẩy. Chú Ninh, cháu chính là một người không mấy khi làm chú vui. Cháu nghĩ, nếu tập đoàn Hoành Không cứ đi xuống theo đà này, chắc chắn sẽ không còn hy vọng rồi. Nhất là trong cái cục diện rối rắm này, đến thần tiên cũng khó mà cứu vớt được. Cho nên, thay vì chờ chết, không bằng tự tìm một lối đi.
chỉ có bị dồn đến bước đường cùng mới có thể kích động cán bộ công nhân viên chức cùng quyết tâm chiến đấu. Tình cảm mãnh liệt của con người mới trào ra. Đương nhiên, cháu cũng sẽ không chui đầu vào chỗ thối, đối với kế hoạch ban đầu của Hoành Không, cháu đã có tính toán bước đầu. Diệp Phàm nói, còn về việc điều tra Ngưu Kiến Quốc, cháu hy vọng chú Ninh có thể sắp xếp một người thích hợp, cháu cần sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạng Nam. Việc này chú tự khác biết có chừng mực, tuy nhiên thôi vậy, nếu cháu quyết định rồi chú cũng không nói nữa. Nói rông dài cậu cũng phiền, việc này, cháu tự quyết định đi. Ninh Chí Hòa cúp điện thoại có chút buồn bực, ấp úng nói. Gọi cậu ta về đây không hiểu là đúng hay sai nữa, việc này. Tốc độ làm việc lần này của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tỉnh ủy cực nhanh, gần 2 ngày sau, các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cùng ban tổ chức tỉnh ủy đã đến thành phố Hạng Nam. Ngưu Kiến Quốc đang ở cục điện lực thành phố nói lớn phải tăng cường kiểm tra độ mạnh yếu, bảo đảm vấn đề vận hành điện lực khi Cái Thiệu Trung gọi điện về thành ủy. Nghe tới đồng chí Ngưu Kiến Quốc vi phạm kỷ luật, bị điều động xuống làm trưởng phòng của Sở Khoa học Kỹ thuật khiến cho đồng chí Ngưu Kiến Quốc thiếu chút nữa té sủi ngay tại chỗ. Mà hơn nữa, vẻ mặt cục trưởng cục điện lực thành phố Tống Đại Mâu cũng như đống cho tàn. Ông ta còn thảm hại hơn, bị điều về Sở Điện lực dưỡng lão rồi. Việc này còn liên quan đến một hệ thống cán bộ điện lực xử lý xuống dưới, người ngu cũng có thể nghĩ tới một số việc rồi. Lần này trạm trưởng trạm biến thế Hoành Không thôi hữu sinh may mắn thoát được, nghe nói người này sợ tới mức về nhà ăn mất vài hộp bột ngọc trai. Buổi chiều cùng ngày đã đến tập đoàn cơ điện Hoành Không để gặp Diệp Tổng. Cam đoan sau này trạm biến thế sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Hứa là khi anh ta vẫn còn làm trạm trưởng sẽ bảo đảm luôn ưu tiên điện cho tập đoàn cơ điện Hoành Không. Sau khi Thôi Hữu Sinh đi, Khổng Ý Hùng cười nói. Diệp Tổng, hình như hôm nay người này uống nhầm thuốc có phải không? Ha ha, chủ nhiệm Khổng anh không nghe được tin gì sao? Diệp Phàm thản nhiên cười. Tập đoàn chúng ta dường như không có việc gì lớn xảy ra trong ngày hôm nay. Khổng Ý Hùng có chút buồn bực. Tập đoàn không có nghĩa là thành phố không có. Diệp Phàm cười cười, Khổng Ý Hùng nghe thấy, sắc mặt thay đổi, nhìn Diệp Phàm. Nhìn gì chứ, trên mặt tôi không có mọc hoa mà. Diệp Phàm nói. Hay là, hôm nay, thành phố phải. Lập tức Khổng Ý Hùng run lên, nói được nửa câu, nhìn ra cửa chính không dám nói thêm nữa. Không phải hay là, mà là khẳng định. Diệp Phàm cũng không gạt anh ta, chỉ muốn nói chỗ Khổng Ý Hùng nhìn thấy chút thực lực, khiến cho người này sau này sẽ trung thành đi theo mình. Tin rằng người này cũng sẽ không đi ra ngoài nói linh tinh. Đây. Khổng Ý Hùng hung hăng đáp. Ngưu Kiến Quốc, Đông Phương Bất Bại, từ nay về sau sẽ trở thành nhân vật lịch sử của thành phố Hạng Nam. Vừa mới tiễn người trên tỉnh đi ra, thật sự Cái Thiệu Trung không nhịn nổi, rút điện thoại ra gọi, hỏi. Bí thư Kim, đột nhiên trên tỉnh lại công kích quá nhanh vậy. Ngay cả nguyên nhân cũng không nói rõ, liền đem một vị phó chủ tịch thường trực thành phố phạm quy định trở thành phó giám đốc sở. Một người có thể đi cho tới vị trí này ngày hôm nay thật không dễ dàng gì, dù sao việc này cũng phải điều tra nguyên nhân, rất có thể người ta bị oan uổng gì đó. Tỉnh ủy xử lý như vậy có phải là rất vội vàng hay không? Hơn nữa, ngay sau đó vài vị đồng chí ở cục điện lực thành phố đều bị xử lý. Lại không nói rõ nguyên nhân là vì cái gì, ngay cả cục trưởng cục điện lực thành phố cũng là do Sở Điện lực tỉnh kết hợp với ban tổ chức tỉnh ủy trực tiếp cho chậm lại. Việc này, dù sao cũng phải giữ lại một chút cho bí thư tôi đây có phải hay không? Bộ dạng như vậy trông cũng thật bá đạo, cơ cấu của Hạng Nam cũng không phải trực thuộc trực tiếp ban tổ chức tỉnh ủy. Một người cấp cục trưởng cục điện lực cũng đáng để ban tổ chức tỉnh ủy phải bổ nhiệm sao? Chương 2827, phản kích. Thiệu Trung, trước tiên xin bớt giận, việc này quả thực là việc phát sinh đột ngột, tuy nhiên, không nói cho cậu cũng không có nghĩa là sau này không nói cho cậu. Hơn nữa, chuyện này không nói cho cậu cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Không ngờ Bí Thư Kim lại có thể nói chuyện như thế. Bí Thư Kim nói gì tôi nghe không rõ, không nói cho tôi là vì muốn tốt cho tôi, đây được gọi là đạo lý gì đấy? Cái Thiệu Trung hỏi, việc này cậu còn muốn hỏi tôi sao? Chẳng lẽ chính cậu không hiểu được, đồng chí Ngưu Kiến Quốc đã làm những gì? Còn có vài vị đồng chí của Cục Điện lực thành phố cũng đã làm những gì? Cậu muốn hỏi rõ có thể đến tỉnh ủy để hỏi. Giọng điệu Bí Thư Kim nghiêm nghị. Bí Thư Kim, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi muốn hỏi một chút lão lãnh đạo có phải hay không thôi. Không phải là có ý muốn chất vấn tỉnh ủy ạ. Cái Thiệu Trung khẩn trương giải thích một chút,
thật ra trong lòng đã hiểu ra được một nửa rồi. Lập tức, trên trán cái Thiệu Trung đã toát cả mồ hôi hột. Được rồi, mình tự chú ý một chút là được rồi. Có một số việc, đừng gây sức ép quá mức, trên tỉnh vẫn muốn đỡ tập đoàn Cơ Điện Hoành không trở thành xí nghiệp lớn. Đối với Thiên Vân mà nói cũng là một gánh nặng rất lớn. Gánh nặng này ép lên trên tỉnh nhanh đến mức khiến cho tỉnh ngạt thở, có một số việc khiến cho không đủ sức nhìn. Cũng phải có mức độ, một khi vượt qua giới hạn sẽ không tốt rồi. Ngưu Kiến Quốc cũng là do vượt qua giới hạn đó. Cậu phải nhớ kỹ, ở thành phố Hạng Nam tuy nói đồng chí cái Thiệu Trung cậu là một thanh thủ, nhưng đồng chí cái Thiệu Trung cậu vẫn dưới sự lãnh đạo của nhân vật số một tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Làm nhiều việc có lợi cho nhân dân cho đất nước một chút, nói đến thế thôi, cậu suy nghĩ một chút, xin chào. Bí thư Kim kết thúc câu chuyện, cái Thiệu Trung cầm điện thoại đứng ở đó ngẩn ngơ nửa ngày. Rất lâu sau mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Sắc mặt u ám như mực. Lúc này, Ngưu Kiến Quốc cũng gọi điện thoại, cũng hỏi vấn đề giống như trước. Không ngờ đầu dây bên kia có âm thanh truyền đến. Chính cậu làm mà cậu không rõ sao. Nếu không phải để cho cậu tự kiểm điểm, cậu đã sớm bị khai trừ rồi. Tôi chỉ, móc lửng. Lập tức mặt Ngưu Kiến Quốc đỏ lên, ấp úng nói không ra lời. Chỉ có điều, một trong chiếc mũ của cậu, là người lãnh đạo, mà còn như một đứa trẻ, một chút cơ bản cũng không biết. Hoành không có thể loạn được sao? Đừng tưởng rằng cứ ở trên địa bàn của các cậu thì muốn làm thế nào thì làm, ở trên Hạng Nam còn có tỉnh ủy đấy. Các cậu khiến cho tất cả các đồng chí đều thấy không chấp nhận được. Hôm nay là trạm biến thế, ngày mai sẽ biến thành mạng lưới tải điện, ngày mốt không khởi công được trạm phát điện. Thủ đoạn của các cậu còn quá thấp, cái Thiệu Trung làm sao có thể nhận sai cho cấp dưới, mà làm sao cậu ngu xuẩn đến mức bị người khác lợi dụng làm vũ khí sử dụng. Muốn chơi thì phải thông minh. Muốn chơi được người khác thì ngay cả manh mối cũng không để tìm thấy và có thể làm cho người khác đau khổ mới là cao thủ. Các cậu làm cái gì thế, như một đứa trẻ tập chơi trò chơi của người lớn. Quá ngu ngốc. Giọng nói kia không hề khách khí. Tôi không có nói gì, kiểm tra lại điện lực trong thành phố cũng là chuyện rất bình thường phải không? Việc này, trước kia vẫn thường xuyên kiểm tra mà. Vì sao lần này lại không được, chẳng lẽ cũng không cần đến an toàn? Trong lòng Ngưu Kiến Quốc bực dọc. Cảm thấy rất oan uổng. Việc cậu kiểm tra là không sai, đó là việc các cậu cần làm. Nhưng đoạn hội thoại bí mật giữa cậu và Cục trưởng Cục Điện lực Tống Đại Mâu lại được đặt trên mặt bàn của tỉnh ủy rồi. Còn Ba Hoa khoác lác muốn xem Diệp Phàm làm thế nào, Tống Đại Mâu còn nói muốn cho Diệp Phàm một trận. Có phải các cậu coi trời bằng vung rồi đúng không? Việc này bản thân cậu rõ ràng nhất, nếu muốn tôi sẽ nói rõ ràng cho cậu nghe. Xem chương mới tại ta ngoanh com nguồn T, U, N. G-H-O-A-N-H-C-O-M. Hậu quả của thủ đoạn lừa bịp chính là như thế. Lúc đầu đã định chơi thì sẽ phải suy nghĩ kỹ càng rồi. Tiếng từ đầu dây bên kia hừ nói. Tôi, trong sạch, tôi. Giọng điệu Ngưu Kiến Quốc vô cùng tẻ nhạt. Mở to mắt ra đi, lần này vận khí của cái Thiệu Trung tốt rồi. Nói cách khác, cũng chỉ bị xử lý bình thường thôi. Nói xong đầu dây bên kia cúp điện thoại xuống. Họ Diệp kia, mày không được chết tử tế đâu, mày giết Ngưu Kiến Quốc tao rồi. Tao là Đông Phương bất bại hiểu chưa? Ngưu Kiến Quốc giống như một kẻ điên đang lên cơn trong nhà vệ sinh. Cuối cùng Đông Phương bất bại vẫn làm cho người ta thu thập, nhưng Ngưu Kiến Quốc không có nhìn thấy hết toàn bộ bộ phim. Đương nhiên, người đứng sau Ngưu Kiến Quốc cùng cái Thiệu Trung sẽ không dễ dàng nhìn kẻ dưới của mình bị Diệp Phàm ra tay thảm như vậy đâu. Phản công. Sáng ngày thứ hai. Vệ Ngọc Cường gọi điện thoại tới, yêu cầu Diệp Phàm đến phòng họp để họp đảng ủy. Tổng công ty tập đoàn Cơ Điện Hoành không có 9 ủy viên thường vụ. Trong đó bí thư đảng ủy là cái Thiệu Trung. Ngoại trừ Diệp Phàm là phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch còn có 2 người phó bí thư đảng ủy chuyên trách, theo thứ tự là Dương Chấn Đông phân công quản lý đảng vụ, Ngô Hồng Sơn quản lý phát triển kinh tế. Ngoài ra còn có 5 ủy viên thường vụ. Theo thứ tự là ủy viên thường vụ. Phó Tổng Giám đốc Công ty đồng chí Tào Nguyệt. Ủy viên Thường vụ, Cố vấn Pháp luật Công ty đồng chí Cung Trường Hỷ. Ủy viên Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Chu Đống. Ủy viên Thường vụ, Trợ lý Tổng Giám đốc Nghiêm Phương Long. Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Chủ tịch Công đoàn Hà Toàn Lý. Chu Đống bị giam lỏng chưa được về, bên trong có tất cả 7 người, vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh đảo qua mặt 7 người, sau đó đi qua bên trái. Bởi vì
đây là phòng họp đảng ủy. Bí thư Cái Thiệu Trung và Diệp Phàm đương nhiên là phải ngồi ở giữa. Mà Diệp Phàm ngồi chiếc ghế bên trái rồi. Chiếc ghế thứ nhất phía bên phải là của Trấn Đông phụ trách công tác đảng vụ. Thực ra, các chi nhánh phía dưới của Tổng Công ty Tập đoàn đều được phân cho các ủy viên thường vụ quản lý. Mà hai nhà máy khác nhau do hai vị ủy viên thường vụ chuyên môn phụ trách, chủ hai nhà máy không phải chuyện đùa. Trước đó Vệ Ngọc Cường cũng không có nói qua với Diệp Phàm nội dung lần họp hội nghị thường vụ là gì, cho nên, Diệp Phàm cũng không biết phải làm gì. Tuy nhiên, Diệp Phàm mơ hồ cảm giác được có phải chuyện bên kia hạng nam bên này đã biết. Cũng đến đông đủ rồi họp thôi, chủ nhiệm Tào làm thư ký nhé. Vệ Ngọc Cường hung hăng bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, sau đó hướng về chỗ chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tào Khải Hùng nói. Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn nhìn Vệ Ngọc Cường. Hôm nay triệu tập họp hội nghị khẩn cấp là vì chúng tôi nhận được một tin tức khủng khiếp. Tin tức này đối với chúng ta mà nói là rất quan trọng, quả thực là làm người khác không thể tin được, khiến người ta đau lòng và khiếp sợ. Vệ Ngọc Cường dùng hai chữ khủng khiếp trước khiến mọi người lo sợ. Sau đó liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Diệp Tổng, chắc cậu đoán ra được chuyện gì chứ? Có phải là bên kia tỉnh Vân Nam gửi đến văn bản gì đúng không? Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh nói. Đúng rồi, bên kia gửi đến một văn bản chính thức. Tôi hy vọng Diệp Tổng giải thích rõ ràng sự thật việc này cho các ủy viên thường vụ. Vệ Ngọc Cường giống như là công an đang thẩm vấn phạm nhân, còn nói đến hai chữ, giải thích. Tôi sẽ thông báo chi tiết việc này trước hội nghị thường vụ, tuy nhiên, bởi vì ngày hôm qua có rất nhiều việc. Vấn đề điện tạm thời kéo dài. Chuyện chỉ có như vậy, tôi đại diện cho công ty ký kết với bên kia tỉnh Điền Nam. Diệp Phàm nói thật ra, lập tức. Hội nghị phản đối kịch liệt, kính mắt vỡ đầy rơi xuống đất. Vẻ mặt Vệ Ngọc Cường âm trầm, rút một điếu thuốc ra châm xong lại dập tắt trong cái gạt tàn thuốc. Két một cái, chiếc bút máy được đặt trên bàn. Im lặng. Vệ Ngọc Cường hừ nói, đợi trong phòng hội nghị im lặng lại, mới lên tiếng. Các đồng chí nói chuyện đi, nói thoải mái về vấn đề này. Diệp Tổng, tôi thật sự không hiểu, việc này dường như cậu cũng không có thông báo qua hội nghị thường vụ để chúng tôi biết. Trong biên bản họp đảng ủy công ty không có ghi trao quyền cho cậu, việc này hình như là vi phạm quy định rồi. Hơn nữa, cũng không có hiệu lực pháp lý. Lúc này, Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Hồng Sơn nói. Tôi là Tổng Giám đốc công ty, tất cả mọi công việc của Tập đoàn Hoành Không chúng ta đều do Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm. Tôi có quyền ký kết thỏa thuận này, hơn nữa, vừa rồi tôi cũng đã trình bày qua. Vì sự phát triển cuối cùng của Hoành Không, cũng chỉ còn duy nhất một cơ hội cuối cùng này. Nếu chúng ta không cố gắng, tập đoàn cơ điện Hoành Không sẽ trở thành lịch sử. Đó không phải là Diệp Phàm tôi nói để mọi người sợ hãi, mà là sự thật. Trong lòng các đồng chí đều biết rất rõ tình trạng của Hoành Không. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh có thể trợ giúp chúng ta bao lâu nữa, lỗ thủng của Hoành Không không thể tiếp tục đổ vào vô thời hạn nữa. Để phát triển được cần gì chứ, đương nhiên cơ hội là quan trọng nhất. Hiện tại chúng ta phải tìm cơ hội, một khi cơ hội đã đến. Nếu chúng ta không có tài chính tối thiểu để hoạt động, cơ hội tới làm sao được chứ? Chẳng lẽ gọi công nhân đang bị đói, kinh phí hoạt động mấy ngày đều không có thì khôi phục sản xuất sao được? Lần trước vay 50 triệu, kỳ hạn một tháng, thời gian cũng không phải dài, nháy mắt một cái là hết một tháng. Mấy ngày nay chúng ta đã kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu không ký kết thỏa thuận này, năm nay Ủy ban Nhân tỉnh Điền Nam có thể trợ cấp cho chúng ta bao nhiêu? Tiền năm ngoái bọn họ thiếu. Lần này tôi cũng đã cầm về rồi. Đương nhiên, khoản tiền này là của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mà năm nay phía tỉnh Thiên Vân đã hạ chỉ thị, không trợ cấp tiền cho chúng ta nữa. Mà Điền Nam thấy Thiên Vân không cho tiền, khẳng định cũng sẽ không cho chúng ta đến một xu đâu. Đến lúc đó, chẳng lẽ Tổng Giám đốc tôi bảo các công nhân bụng rỗng không mỗi này hát tuồng hay sao? Ngày nhậm chức các vị không thể không nhìn thấy, các công nhân đã nhẫn nại đến cực hạn. Thật sự nếu chúng ta không muốn đón hậu quả nghiêm trọng. Đến lúc đó, thử hỏi một chút, các đồng chí ngồi đây có thể lẩn tránh trách nhiệm. Bởi vì mỗi chúng ta là một thành viên trong bộ máy tập đoàn Hoành Không, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm. Mà lần này có thể lấy thành công của Vân Nam 100 triệu. Mà mỗi năm bọn họ trả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân 40 triệu, Chủ tịch tỉnh đã đồng ý cho chúng ta 20 triệu. Vậy 120 triệu này là toàn bộ gia sản của chúng ta. Nếu trả 50 triệu vừa mới mượn, chúng ta chỉ còn lại 70 triệu. 70 triệu, nghe thì có vẻ như một con số rất lớn,
nhưng tiền lương mỗi tháng của công nhân đã mất hơn 10 triệu. Cộng thêm chi phí hàng ngày cho đến lúc vận hành, không có 20 triệu một tháng không được. Diệp Phàm bình tĩnh, quay mặt về phía mọi người nói từng khoản rõ ràng. Tổng giám đốc phụ trách chính là không sai, đây chỉ nói về phía cạnh điều hành công ty. Ví dụ như công ty việc công ty phát triển, tuy nhiên, trong việc quyết định các vấn đề về quyền sở hữu của công ty lãnh đạo cấp trên cũng không có giao quyền lực này cho Diệp Tổng. Mà công ty có quy định, mọi chuyện trọng đại hoặc quyết định đều phải được thông qua qua trong buổi họp thảo luận lãnh đạo đảng ủy công ty mới được. Hơn nữa còn phải được ban giám đốc phê duyệt, Diệp Tổng cũng không có được công ty trao quyền, càng không có thông qua ban giám đốc quyết định. Việc Diệp Tổng ký thỏa thuận là không có hiệu lực, hơn nữa, cho dù chúng tôi đồng ý. Nhưng, tập đoàn cơ điện Hoành Không chúng ta là đơn vị trực quản cấp dưới của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Còn cổ phiếu cũng là Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Thiên Vân và Vân Nam nắm giữ trong tay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vân Nam đồng ý như thế, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân không có đồng ý. Việc này, chỉ có hai bên cổ đông ngồi xuống hiệp thương, cùng cho phép mới có thể xác định được quyền sở hữu công ty. Bởi vì, pháp nhân của tập đoàn cơ điện Hoành Không là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Không phải là cá nhân bí thư vệ cũng không phải là Diệp Tổng. Lúc này, Tổng cố vấn pháp luật Khung Trường Hỷ dùng pháp luật công kích Diệp Phàm. Chỉ trích Diệp Phàm làm việc không đúng, vi phạm quy định. Chương 2828, chúng chiêu rồi. Đúng vậy, xí nghiệp chúng ta tuyệt đối không cho phép ký kết loại thỏa thuận này. Tình trạng của chúng ta tất cả mọi người đều hiểu rõ. Vẫn bất bình chuyện hai tỉnh quản lý chung, đổi lại chẳng phải bớt đi một tỉnh Thiên Vân chúng ta làm mất đi một nửa sự hỗ trợ rồi. Lợi ích của công ty bị tổn hại rất lớn. Sự phát triển của công ty càng gặp bất lợi, là bởi quyết định không thỏa đáng của Diệp Tổng mà làm tổn hại đến lợi ích của công ty. Bộ máy đảng ủy có quyền uốn nắn lại. Nghiêm Phương Long có trách nhiệm làm trợ lý phụ tá tổng giám đốc, nhưng không một chút trợ giúp tổng giám đốc Diệp Phàm, ngược lại lại làm trái lại. Trong 8 ủy viên thường vụ đã có 3 người kiên quyết phản đối, hơn nữa cả vệ Ngọc Cường cũng là 4 người rồi. Đến tận bây giờ còn không có một vị đồng chí nào đứng lên nói ủng hộ Diệp Phàm. Vừa rồi tôi đã trình bày và phân tích tầm quan trọng của thỏa thuận, nếu mọi người không đồng ý, phỏng chừng 200 triệu sẽ lập tức bị người ta mang về. Đến lúc đó, không cần nói đến sự phát triển của công ty, ngay cả việc vận hành bình thường cũng không có biện pháp để thực hiện tiếp. Kết quả sau cùng là công ty sẽ càng lún sâu hơn, đến khi phá sản. Nói đến đây Diệp Phàm dừng lại, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc nhìn tất cả các đồng chí một cái, nói. Phá sản thì phải đóng cửa, đến lúc đó các vị đi đến đâu để thăng chức? Các vị có chỗ đi, nhưng 1.3 vạn cán bộ công nhân viên chức của công ty thì phải làm sao bây giờ? Tài sản của công ty sẽ bị tịch thu, chỉ tính nợ bên ngoài đã lên tới 300 triệu. Nếu không chọn con đường đó chúng ta sẽ bị rơi xuống vách núi. 120 triệu này là cơ sở để chúng ta phát triển. Bằng không, mọi người nghĩ các đồng chí ở Vân Nam tốt lắm sao, sẽ bỏ ra 120 triệu cấp cho chúng ta phải không? Diệp Phàm hừ nói. Dừng lại thôi. Cung Trường Hỷ hừ nói. Diệp Tổng nói cũng không phải không có lý, công ty phát triển rất cần tiền. Ý tưởng này là tốt, tuy nhiên, việc này, cho dù chúng ta thông qua, nhưng khối Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân cũng không thể thông qua. Cho nên, tôi nghĩ, trước tiên chúng ta đem việc này báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xem thái độ của họ như thế nào. Lúc này, Phó Tổng Giám đốc Tào Nguyệt nói. Đúng đúng, nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân không đồng ý chúng ta ở đây gây sức ép có phải mà mù quáng không? Phó Bí thư phụ trách công tác đảng Dương Chấn Đông cũng gật đầu xen vào một câu. Ở đây còn là vấn đề thái độ. Nếu chúng ta không ngăn chặn ngay việc này ở bên trong công ty, e rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ trích bộ máy tập đoàn chúng ta. Rõ ràng thấy xảy ra việc hệ trọng mà không có phản ứng gì. Chỉ có cách chúng ta báo cáo ngay lên cấp trên mới xử lý được. Sau này đàm phán cùng Điền Nam cũng có ý kiến. Việc này, có phải lập tức ra một nghị quyết thông báo của ban giám đốc công ty hay không? Ngô Hùng Hừ nói. Diệp Phàm phát hiện chủ nhiệm ủy ban kỷ luật chủ tịch công đoàn Hà Toàn Lý không nói một lời chỉ ngồi đốt thuốc lá. Anh Hà, anh nói một chút đi. Lúc này, vệ Ngọc Cường chỉ mặt gọi tên. Tôi là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng là chủ tịch công đoàn, nếu như nghĩ đến tương lai của đông đảo công nhân viên chức thì Diệp Tổng nói rất có lý. Tình hình của tập đoàn Hoành Không chúng ta càng ngày càng kém, đã nhiều năm nay vẫn chưa thể đứng dậy được, ngược lại càng ngày càng lún sâu.
Riêng tiền nợ bên ngoài đã vài trăm triệu, hiện tại tiền lãi đã lên đến 30 triệu. Gánh nặng này thật lớn đè lên lưng chúng ta khiến chúng ta không đứng dậy nổi. Mà cán bộ công nhân viên chức thì cũng là ăn bữa nay không có bữa sau. No bụng một bữa rồi lại đói một bữa. Làm chủ tịch công đoàn, trong lòng tôi như có đao chém cảm thấy rất khó chịu. Nếu không quyết chí tự cường, không tìm được con đường mới, phỏng chừng Hoành Không chúng ta sẽ xong rồi. Hà Toàn Lý nói đến đây thở dài uống một ngụm trà, tráng qua miệng rồi nói. Tuy nhiên có một số đồng chí lo lắng cũng rất có lý. Trước kia cả hai tỉnh cùng quản lý, sức mạnh kinh tế của chúng ta nhiều hơn một chút. Đổi lại giờ chỉ còn một tỉnh Thiên Vân, chỉ sợ đến lúc đó không biết lấy được bao nhiêu tiền. Chỉ sợ đến lúc đó công nhân viên chức cũng không có nửa bữa cơm. Cho nên, đây là tình cảnh lưỡng nan, mà không cải cách lại không có đường ra, kết quả là công ty bị đóng cửa. Vì vậy, quyết định như thế nào tùy công ty, tôi đã nói xong rồi. Hà Toàn Lý nói cũng giống như không nói, hai bên đều có lý, mà cả hai bên đều có cái chưa được. Tốt lắm, các đồng chí đều nói lên quan điểm của mình. Vệ Ngọc Cường thừa nhận trước một câu, sau đó, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua mặt mọi người, mới nói. Tuy nhiên, bất kể làm như thế nào, dù sao hai cũng tốt hơn một. Dù sao cũng còn có thêm một chút hy vọng, đảm bảo hơn một chút. Cho dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Vân Nam keo kiệt đến mức độ nào, dù sao hàng năm bọn họ cũng phải cấp một chút có đúng không? Hơn nữa, khi gặp khó khăn bọn họ muốn một chút luôn. Ba thợ giày thối còn hơn một gia cát lượng, nhiều người sẽ sáng suốt hơn là một người. Hơn nữa, hai bên cùng quản, công ty chỉ làm theo vậy có thể phát lớn mạnh phải không? Chúng ta cần gì tự làm gãy một cánh tay của mình, ý nghĩ này thật là không hề sáng suốt. Huống chi, việc trọng đại như vậy trước tiên phải đưa ra ban thường vụ thảo luận thông qua sau đó báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân mới có thể thông qua ký kết thỏa thuận. Tập đoàn Hoành Không là của tất cả chúng ta, là dưới sự quản lý của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân mà không phải của một cá nhân nào. Bên trong xí nghiệp sở hữu tư nhân cũng có ban giám đốc. Việc trọng đại như vậy chắc chắn phải được sự đồng ý của ban giám đốc. Cho dù là xí nghiệp của gia đình cũng không ngoại lệ, huống chi trên đầu chúng ta không chỉ có một nhà, mà còn có Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Tôi có thể tưởng tượng được lãnh đạo nhà nước nghe nói đến chuyện này sẽ khiếp sợ như thế nào, tôi có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân khi biết chuyện này. Còn ban giám đốc của công ty chúng ta được tạo thành bởi hai công chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh phái đến. Cho nên, chuyện này trước tiên nội bộ trong công ty phải ra quyết định. Sau đó lập tức báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân. Nếu chúng ta không báo cáo, chờ bọn họ hỏi xuống dưới sẽ trở nên bị động. Vệ Ngọc Cường biểu hiện quyền uy của Bí thư Đảng ủy. Bí thư Vệ, nếu ý kiến của các đồng chí không thể thống nhất được, có thể giơ tay biểu quyết được không? Bằng không, cứ bàn lên bàn xuống cũng lãng phí thời gian. Khi có điện, còn có nhiều việc phải xử lý. Ngô Hồng Sơn có vẻ rất nghiêm túc nói, thật ra Diệp Phàm sớm nhận ra, cơ bản là anh ta nói thay cho Vệ Ngọc Cường. Đồng chí Diệp Phàm, cậu thấy thế nào? Rõ ràng Vệ Ngọc Cường còn muốn vừa làm tử xong lập bàn thờ, vừa muốn cho Diệp Phàm một chút sĩ diện. Đó là một cơ hội để Vệ Ngọc Cường thể hiện là rất dân chủ. Ha ha, nếu hôm nay các vị ủy viên thường vụ đều có ở đây. Bình thường tất cả mọi người đều quản lý ở các bộ phận riêng, rất khó tụ họp ở chung một chỗ. Bởi vậy, sao không nhân cơ hội này thảo luận việc đại sự của chúng ta? Diệp Phàm cười nói. Việc đại sự, tập đoàn chúng ta còn có chuyện đại sự gì xảy ra? Vẻ mặt Vệ Ngọc Cường sửng sốt, hừ một tiếng. Chuyện gian lận có thể không phải là chuyện lớn, ngay cả Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã hợp thành tổ điều tra liên hợp. Đây là chuyện xảy ra của tập đoàn chúng ta, liên quan tới vụ án mất 120 triệu. Đã tạo thành tổn thất rất lớn cho tập đoàn chúng ta, khi chúng ta cần đến tiền. Cho nên, đối với tình huống này, chúng ta cũng ngồi thảo luận một chút lấy đó mà làm gương. Phòng ngừa chuyện như thế này lại xảy ra lần nữa. Bằng không, thật sự là chúng ta sẽ bị tổn thất không dậy nổi. Diệp Phàm nói. 120 triệu, Diệp Tổng, việc này không thể nói linh tinh. Không ngờ Ngô Hồng Sơn hừ nói trước. Tuy nhiên, Ngô Hồng Sơn cũng bị Vệ Ngọc Cường hung hăng trợn mắt liếc nhìn một cái. Thằng này có chút không rõ không hiểu được ai làm sai. Vệ Ngọc Cường tức giận Ngô Hồng Sơn ngắt lời khiến cho Diệp Phàm có cơ hội chuyển sang nói chuyện khác thành công. Việc nói chen vào thật ra chính là, nói tiếp nữa đi, vừa lúc chúng phải quỷ kế của Diệp Phàm,
quả nhiên, Diệp Phàm bắt được cơ hội. Không đợi vệ Ngọc Cường giành nói trước. Bí thư Ngô, những lời của anh có ý gì? Mặt Diệp Phàm nghiêm lại, lạnh lùng nói. Công ty chúng ta bị lừa 60 triệu, việc này, từ cao đến thấp trong tập đoàn đều biết rõ ràng. Diệp Tổng đem 60 triệu nói thành 120 triệu, thật sự là rất khuyết đại. Chúng ta ngồi đây tất cả đều là đảng viên, đều phải có tác phong cầu thị. Nói việc này nhỏ là nói dối, nói là lớn cũng là có chút bịa đặt rồi. Không ngờ Ngô Hồng Sơn giáo huấn người khác. Diệp Phàm đập tay lên trên bàn, hắn nghiêm mặt, nói. Làm phó bí thư kiêm phó tổng giám đốc phụ trách quản lý phát triển toàn bộ mặt kinh tế, cũng là trợ lý của tổng giám đốc. Không ngờ được ngay cả hiện tại tập đoàn chúng ta bị lừa bao nhiêu tiền cũng không nắm rõ. Còn dám ở đây đại ngôn bất sàm. Đồng chí Ngô Hồng Sơn, thực sự tác phong cầu thị của anh đi đâu rồi, chẳng lẽ giấu giếm báo cáo láo cũng là thực sự cầu thị sao? Diệp Tổng, anh nói ra những lời này như là giao trách nhiệm. Ngô Hồng Sơn tôi giấu giếm báo cáo láo khi nào? Căn bản là Ngô Hồng Sơn coi thường Diệp Phàm từ bên ngoài đến sẽ gà mờ không biết gì, phải biết rằng, vệ Ngọc Cường bị tước mất chức tổng giám đốc, trong tỉnh đã sớm truyền ra tin tức này rồi. Có thể nói như vậy, phó tổng giám đốc đang ngồi đây không có vị nào không muốn ngồi vào ngai vàng tổng giám đốc. Cảm nhận rõ một chút quyền lực của tổng giám đốc. Quyền lực của phó tổng giám đốc còn thua xa nghìn dặm. Anh là phó bí thư, phó tổng giám đốc phân công quản lý phát triển toàn diện kinh tế. Đám người Lưu Hải Bình đến chỗ chúng ta đầu tư chuyện hợp tư chẳng lẽ mỗi chút tình hình anh cũng không biết sao? Ngôn từ của Diệp Phàm càng ngày càng sắc bén, nét mặt vệ Ngọc Cường tạm thời u ám. Chuyện này là đồng chí Chu Đống phụ trách, tôi chỉ phối hợp về mặt nghiệp vụ thôi. Về việc này đương nhiên tôi cũng biết một chút. Tuy nhiên, theo như tôi được biết, lúc ấy đồng chí Chu Đống báo cáo xin phê chuẩn là 60 triệu. Tập đoàn chúng ta chưa từng xuất ra 120 triệu. Nếu hôm nay Diệp Tổng muốn nhắc tới việc này, chúng ta cũng trao đổi trực tiếp một chút cho rõ ràng, Ngô Hồng Sơn tôi muốn xem rốt cuộc là vị đồng chí ấy đang giả tin đồn, đang muốn thu hút mọi người bằng việc rắc rối đó. Ngô Hồng Sơn đối đầu gay gắt với Diệp Phàm. Báo cáo xin phê chuẩn, là đồng chí nào phê? Diệp Phàm hừ nói. Nghe hắn nói, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú về phía vệ Ngọc Cường. Bởi vì lúc ấy anh ta là tổng giám đốc công ty, anh ta không phê ai có thể đưa tiền ra chứ? Vệ Ngọc Cường vừa nghe, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đứng lên cho Ngô Hồng Sơn một cái bạt tai. Việc đáng sợ nhất không ngờ đã đến rồi. Bóc mẽ chuyện này ra, trong việc gian lận tiền là do mình phê. Mình làm sao có thể thoát khỏi liên quan chứ? Vừa rồi vệ Ngọc Cường sợ người đâm chọc chuyện này, không thể tưởng tượng được gần đến giờ biểu quyết thỏa thuận tỉnh Vân Nam lại bị Diệp Phàm bỏ chuyện đó ra đâm. Mà Ngô Hồng Sơn ngốc nghếch bị trúng kế trở thành vũ khí của Diệp Phàm. Chương 2829, Diệp Phàm lại thăng rồi. Đúng là tôi phê đấy, tuy nhiên, lúc trước chúng ta có thảo luận qua về công tác thu hút đầu tư trong ban thường vụ đảng ủy. Để tiến độ thu hút đầu tư được nhanh hơn, để cho công ty sớm thoát khỏi khó khăn đi vào quỹ đạo. Cho nên, sau khi đồng chí Chu Đống nhắc tới việc này, đã được đảng ủy họp suy xét, trao đổi, thảo luận, cuối cùng quyết định giao cho đồng chí Chu Đống phụ trách toàn quyền quyết định hạng mục này. Lúc đó bởi vì tôi bị bệnh, hơn nữa, đồng chí Chu Đống cũng là một đảng viên lão thành rồi. Đại đa số mọi người trong tập đoàn đều tín nhiệm anh ta. Cho nên, tôi cũng tiện tay liền phê luôn. Vệ Ngọc Cường nói không thể không thừa nhận việc này. Nhưng đồng chí cũng đem ban thường vụ đảng ủy ra làm bia đỡ đạn. Diệp Phàm anh muốn chỉnh thì kéo tất cả mọi người xuống đi. Xem anh có dám nhảy vào không? Ha ha, nhưng trong tập đoàn chúng ta thì tổng giám đốc chịu trách nhiệm chính. Diệp Phàm nói một câu, thiếu chút nữa vệ Ngọc Cường phải nhảy lên, những lời này được nói ra đã làm giảm một nửa trách nhiệm của cấp ủy rồi. Diệp Tổng, cậu còn không giải thích rõ ràng sự thật về 120 triệu. Ngô Hồng Sơn này lại tới quấy rối. Được rồi, về vụ án gian lận của công ty đã được công an cùng tổ điều tra của tỉnh phối hợp làm. Chờ bọn họ điều tra rõ sự thật sẽ tự động thông báo cho chúng ta thôi. Nhiệm vụ thiết yếu trước mắt của chúng ta là phục hồi sản xuất. Làm cho công ty hoạt động lại. Việc này tổ điều tra còn không có kết luận chúng ta bàn ở đây cực kỳ không thích hợp. Nếu như quấy nhiễu tổ điều tra làm việc chúng ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên, hôm nay sẽ đừng lại ở đây. Tan họp. Vệ Ngọc Cường vội vàng giành để nói, đương nhiên việc này không thể thảo luận tiếp được. Càng thảo luận thì mình có thể càng lún càng sâu. Ngược lại chúng gian kế của Diệp Phàm,
không để cho Diệp Phàm trả miếng cần phải ngăn chặn miệng của người này. Ngay cả việc hiệp thương với tỉnh Điền Nam vệ Ngọc Cường cũng mặc kệ tạm thời gác lại. Diệp Phàm vừa nhìn đã hiểu, cũng liền cầm cặp công văn đứng dậy chạy lấy người. Ông đã tha một mạng cho tôi cũng không đuổi theo đuôi của ông. Dù sao việc này cũng được điều tra rõ, nên lão vệ ông cũng chạy không thoát được. Ngô Hồng Sơn có chút ấm ức đi theo phía sau ra ngoài, thằng này nghĩ mãi mà không rõ vì sao bí thư vệ lại thay đổi nhanh đến vậy. Rõ ràng lúc trước bí thư vệ có ám chỉ, nhất định phải làm cho Diệp Phàm lúng túng trên hội nghị thường vụ, muốn đem chuyện tỉnh Điền Nam cho ban thường vụ quyết định. Không ngờ được bí thư vệ lại mặc kệ tự mình thay đổi, chẳng lẽ là quính lên trong chuyện cấp phê 60 triệu nên quên đi phải không? Đương nhiên, vệ Ngọc Cường cũng vừa đi vừa buồn bực, Diệp Phàm làm sao biết chuyện 120 triệu? Chẳng lẽ tổ điều tra đã đem vòi đến nơi này rồi? Việc mình phải rút lui là tương đối cao. Tâm trạng vệ Ngọc Cường nặng nề, cảm thấy tập đoàn Cơ Điện Hoành Không đã mau biến thành vũng bùn chìm chết người, hay là mình khẩn trương trở lại tỉnh đừng có dính vào vũng nước đục này nữa. Bằng không, khi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cũng không bò dậy nổi. Vệ Ngọc Cường quyết định thật đúng là rất nhanh, sáng ngày thứ hai liền báo cáo không có sức khỏe để đảm nhiệm công việc của tập đoàn Hoành Không với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh. Từ bỏ cả chức vụ bí thư đảng ủy của tập đoàn Hoành Không, muốn trở lại tỉnh làm trợ lý cho chủ tịch tỉnh, càng dễ dàng dốc lòng phục vụ chủ tịch tỉnh. Sau khi tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận, ngày thứ ba liền đồng ý đơn từ chức của đồng chí Vệ Ngọc Cường. Và chỉ thị, Tổng Giám đốc Diệp Phàm tạm thời làm bí thư đảng ủy tập đoàn Cơ Điện Hoành Không. 10 ngày ngắn ngủi, Diệp Phàm là Tổng Giám đốc kiêm bí thư, thành nhân vật số 1 của tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm hiểu, phỏng chừng việc này là thao tác của Ninh Chí Hòa. Mục đích chính là để làm cho mình đủ lớn, nắm bắt toàn diện tập đoàn Cơ Điện Hoành Không. Quả nhiên, buổi chiều Diệp Phàm nhận được điện thoại của Ninh Chí Hòa. Nói, đồng chí Diệp Phàm, tập đoàn Cơ Điện Hoành Không giao cho cậu rồi. Cậu phải nắm chặt một chút. Cháu sẽ nắm thật chặt, liệu rằng thời gian kiêm nhiệm bên đảng cũng sẽ được bao lâu? Diệp Phàm hỏi. Bởi vì chức bí thư đảng ủy của tập đoàn Cơ Điện Hoành không phải là cán bộ cấp phó tỉnh trở lên kiêm nhiệm. Vệ Ngọc Cường chính là trợ lý chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm bí thư đảng ủy, cấp phó tỉnh đấy. Tuy nói Diệp Phàm ở cấp phó bộ, nhưng cũng chỉ là hư danh. Cậu hiểu được là tốt rồi. Muốn lập tức đẩy cậu lên đó là không có khả năng. Cho nên, trước tiên cậu cần chuẩn bị tâm lý. Tôi cho cậu thời gian một tháng. Cậu có thể ít nhiều nắm chặt lấy cơ hội. Ninh Chí Hòa cũng đành chịu, bây giờ mình cũng chỉ là quyền bí thư. Còn không có quyết định chính thức, giờ phút quan trọng này cũng không có thể gây ra quá nhiều chuyện. Mà vụ án gian lận hiện tại bây giờ mới thành lập tổ liên hợp điều tra. Đương nhiên cũng phải suy xét đến một trong những yếu tố liên quan là mối quan hệ. Lúc này chính là muốn duy trì sự ổn định, không để phát sinh chuyện lớn nữa. Một khi mình thành công trong việc chuyển chính thức là có thể buông tay buông chân ra rồi. Mà các đại lão ở trong tỉnh cũng hiểu được mấu chốt trong chuyện này. Nhất định sẽ tạo áp lực trong thời gian này. Chức bí thư đảng ủy tập đoàn Cơ Điện Hoành không có thể khiến cho một số người đỏ mắt. Tuy nói là một cục diện rối rắm, nhưng cấp bậc phải là cấp phó tỉnh. Vệ Ngọc Cường vội vàng chào cảm ơn, bàn giao hoàn tất lập tức rời đi luôn. Lão vệ không muốn ở lại chỗ này lâu vì khiến ông ta khá đau lòng, chỗ này có thể trợ lực ông ta ngồi vào vị trí phó chủ tịch tỉnh. Hiện tại giấc mộng này đã tan vỡ, trong lòng vệ Ngọc Cường buồn bực là điều tất nhiên rồi. Hy vọng cậu có thể đưa công ty thoát khỏi khó khăn. Vệ Ngọc Cường đi lên nói, cũng là thật tâm nói. Bất luận đồng chí nào, đều hy vọng nơi mình đã công tác ngày mai sẽ đẹp hơn thì tốt hơn. Tuy vệ Ngọc Cường nói những lời này có phần chua chát. Nhưng khi người đã mất hết, vị chua tự nhiên sẽ nhạt đi rất nhiều. Trợ lý vệ yên tâm, tôi biết rồi. Diệp Phàm không do dự chút nào, nói, cách xưng hô cũng thay đổi, từ bí thư vệ thành trợ lý vệ. Ha ha! Vệ Ngọc Cường chua xót cười cười, tiến vào chiếc xe hơi, tiếc nuối đi. Nhìn xe vệ Ngọc Cường đi xa, còn lại 7-8 vị ủy viên thường vụ với vẻ mặt không giống nhau. Đặc biệt trong lòng đồng chí Ngô Hồng Sơn thật sự rối bời. Anh ta xoay người nhìn trụ sở làm việc của Hoành Không. Giờ phút này thằng nhãi này đột nhiên cảm giác thấy mình cô đơn. Diệp Phàm kiêm nhiệm đảng ủy, một khi thế lực này mở ra, phỏng chừng những ngày sau này không dễ chịu lắm. Đương nhiên Ngô Hồng Sơn không đoán ra ý nghĩ của tỉnh ủy, còn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ yên vị ngồi đó mãi. Mà không biết đây chỉ là một bước quá độ thôi.
vui nhất là mấy người Khổng Ý Hùng, Ngũ Vân Lượng và Khương Quân. Hôm nay Khổng Ý Hùng đặc biệt có tinh thần, đầu tóc được chải gọn gàng, hơi khom người đứng sau Diệp Phàm. Lúc này trước mặt Khổng Ý Hùng Diệp Phàm chính là một vị thần huyền bí. Người ta có thể dựa vào cây đại thụ, thậm chí Khổng Ý Hùng còn tưởng tượng mình là một cái cây nhỏ dựa vào cây đại thụ. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, gần đây Tăng Vân Nhàn có vẻ có phần khiêm tốn, bởi vì bạn hữu Ngưu Kiến Quốc buồn bã chào cảm ơn. Đồng chí Tăng Vân Nhàn nhạy bén nghe thấy trong đó có cái gì đó bất thường. Mà tân phó chủ tịch thường trực thành phố đồng chí Trương Hưng Liệt dường như có chút biểu hiện kỳ quái, vừa không khiêm tốn cũng không đường hoàng. Bởi vì, Trương Hưng Liệt là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy được điều động đồng cấp xuống dưới. Nhưng vị trí phó chủ tịch thường trực thành phố hạng nam so với vị trí kia có phần nặng hơn. Cũng là điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện huấn luyện sau đó mới cất nhắc thôi. Vị trí trước kia của Trương Hưng Liệt cũng quyết định ông ta không quá quan trọng, nghe nói lại ông ta là thiết can dưới tay bí thư Ninh Mãn, cũng là người của bí thư tỉnh ủy Trường Đỗ Kiếm. Đương nhiên, những vị trí quan trọng đều là người của Ninh Mãn. Đối với Trương Hưng Liệt, ngay cả cái Thiệu Trung cũng phải khách khí. Mà Trương Hưng Liệt lại không mãnh liệt bằng Ngưu Kiến Quốc, tự nhiên lực lượng của Phủ Lam Hệ được tăng mạnh hơn nhiều. Cho nên, đồng chí Tăng Vân Nhàn tạm thời thu liễm rất nhiều. Anh ta muốn chờ đợi một chút, Ngưu Kiến Quốc chào cảm ơn buồn bã cũng cho anh ta một hồi chuông cảnh báo. Anh ta biết, nhất định Ngưu Kiến Quốc bị mất chức do sự kiện cắt điện rồi. Mà Ngưu Kiến Quốc mất chức, phỏng chừng người hạ thủ chính là người của Diệp Phàm rồi. Cái vị tổng giám đốc xí nghiệp này cần phải đánh giá lại một chút. Thứ nhất là Diệp Phàm đã có nền tảng sẵn, thứ hai chính là cách làm của Diệp Phàm thông minh, Ngưu Kiến Quốc mới gặp trong vòng vài ngày đã ngã xuống. Mà Diệp Phàm đơn giản là làm, súng, của một số lãnh đạo tỉnh ủy, mượn tay Diệp Phàm xử lý Ngưu Kiến Quốc. Tuy Diệp Phàm chỉ là một thanh súng nhưng súng đó là thanh súng sắc bén, khá đáng sợ. Phải một thời gian nữa Ngưu Kiến Quốc mới có thể trở lại bình thường, cái Thiệu Trung này phải, khiêm tốn, mất một thời gian. Chờ sự kiện của Ngưu qua đi đã. Vân Nhàn, còn chờ cái gì nữa? Cái Thiệu Trung nhìn anh ta một cái, phát hiện điếu thuốc đã cháy đến ngón tay mà còn không biết. Lúc này Tăng Vân Nhàn mới cảm giác thấy đau, ném đầu mẩu thuốc lá giống như phản xạ có điều kiện. Vừa nhìn, phát hiện đây là văn phòng của bí thư cái. Tăng Vân Nhàn đỏ mặt khẩn trương cúi đầu xuống nhặt đầu mẩu thuốc lá, miệng ấp úng nói. Xin lỗi, bị phân tâm. Có phải thấy tập đoàn Hoành không cưỡi ngựa đổi đèn vừa mới bổ nhiệm lại nhân sự nên hồ đồ rồi đúng không? Cái Thiệu Trung thật sự thản nhiên, nhìn sự kiện lần trước, cái Thiệu Trung tôi vẫn có trọng lượng. Bọn họ còn phải nể mặt tôi đó. Việc Ngưu Kiến Quốc bị một vố đau cái Thiệu Trung cũng dần lắng xuống, thay vào đó chính là càng ngày càng hận hơn. Hận Diệp Phàm đến mức cắt ra. Hơn nữa, thấy Diệp Phàm kiêm nhiệm quyền bí thư đảng ủy, cái vị trí cái Thiệu Trung đã từng ra sức giành lấy. Lại chỉ có thể đứng nhìn Diệp Phàm chiếm đoạt, người này trẻ tuổi như vậy, lẽ nào muốn lên chức phó chủ tịch tỉnh sao? Tôi có chút không hiểu, Diệp Phàm mới đến đây vài ngày, không ngờ lại được lên bí thư. Vị trí bí thư Hoành không phải là cấp phó chủ tịch tỉnh mà. Nếu bí thư cái ngồi vào vị trí đó mới đúng, thằng nhóc Diệp Phàm dựa vào cái gì chứ? Tăng Vân Nhàn thốt ra một câu, không ngờ cái Thiệu Trung lập tức đứng lên, điếu thuốc kẹp trong tay sau một lúc lâu không hút, cũng mau cháy tới đầu ngón tay. Sợ mình cắt đứt dòng suy nghĩ của cái Thiệu Trung, trong lòng Tăng Vân Nhàn cấp bách, có thể không dám nói ra miệng. Được, được. Dường như cái Thiệu Trung đột nhiên phản ứng kịp, hung hăng dập tắt đầu mẩu thuốc lá. Đứng lên vỗ vai Tăng Vân Nhàn, cười nói. Vẫn còn Tăng Vân Nhàn nhìn xa trông rộng. Tăng Vân Nhàn có vẻ không hiểu, trong lòng tự nhủ tôi nhìn thấy gì chứ? Không phải là một câu nói bực tức sao? Yên tâm đi, Diệp Phàm chỉ tạm thời đại diện thôi. Chưa chắc hắn có thể chuyển chính thức, hơn nữa, hắn cũng không có khả năng chuyển chính thức. Cục diện này tôi có thể thay đổi lại được. Cái Thiệu Trung nói nhưng Tăng Vân Nhàn không hiểu được, đành phải mù quáng gật đầu đáp lời giả dối, đúng. Chương 2830, sửa chữa. Anh sẽ thấy Vân Nhàn, ha ha ha. Đột nhiên cái Thiệu Trung cười lớn đi ra ngoài, làm cho người ta cảm giác giống như người điên. Tăng Vân Nhàn nhìn thấy, đuổi theo sát. Thật ra trong lòng đồng chí Tăng rất mơ hồ, trong lòng tự nhủ mình nhìn thấy quỷ sao. Ngày hôm sau, Diệp Phàm mở rộng hội nghị mời tất cả bộ máy. 7 ủy viên thường vụ và tất cả các lãnh đạo phụ trách các bộ phận. Bố trí lại công tác một lần nữa, chỉnh đốn toàn diện. Yêu cầu toàn bộ thành viên trở lại nhà máy,
trong vòng 3 ngày nếu không trở lại coi như là tự động rời cương vị công tác. Bí thư Diệp, nếu như gọi tất cả về cùng một lúc sợ rằng sẽ xảy ra chuyện bọn họ không có việc làm. Chu Hưng xưởng trưởng nhà máy thiết bị điện lực tỏ ra lo lắng về vấn đề này. Người rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ sinh sự gây chuyện. Giờ lại gom một đống người chắc chắn tỷ lệ xảy ra sự cố sẽ lớn hơn. Làm sao không có việc làm, lấy xưởng trưởng Chu làm đội trưởng. Tập trung bọn họ lại tiến hành học tập tư tưởng chính trị. Phát động bọn họ phải biết yêu thích vị trí công việc, yêu nhà máy chính là yêu tổ quốc. Tổ chức mọi người học tập thảo luận sự phát triển của toàn bộ nhà máy. Tạo điều kiện để mọi người phát biểu ý kiến, lắng nghe ý kiến của các đồng chí ở dưới đề nghị. Ngoài ra, có phát minh mới lập tức đưa trước tài liệu đến trung tâm tổng bộ kỹ thuật, nếu như có thể đem kỹ thuật mới chuyển hóa làm thành sản phẩm mới, công ty sẽ có giải thưởng lớn. Diệp Phàm nói, phía bộ máy cũng có một chút điều chỉnh, lúc này không xuống tay thì còn lúc nào nữa. Trong quyết định bổ nhiệm quyền bí thư lâm thời của ban tổ chức tỉnh ủy có nói, Diệp Phàm làm quyền bí thư tập đoàn Hoành Không, có thể tiến hành điều chỉnh nhân sự cho thích hợp. Nhưng không nên điều chỉnh quá nhiều, phải lấy việc làm ổn định lòng người trong tập đoàn là chính. Nhưng chỉ điều chỉnh cán bộ cấp dưới cục trưởng, mà dính đến cấp phó giám đốc sở trở lên cán bộ bị điều chuyển có quyền được đề nghị. Việc này, đúng là Ninh Mãn đem cho Diệp Phàm một thượng phương bảo kiếm. Đương nhiên, thanh kiếm này có thời hạn sử dụng, thời gian là một tháng. Đương nhiên, còn có một điều kiện, liên quan đến vị trí của giám đốc bộ phận sau khi điều chỉnh chỉ là tạm thời. Đối với Diệp Phàm tiến hành việc giao lưu nói chuyện với các đồng chí phía dưới, đương nhiên là nhất trí với cách làm đó rồi. Sau đó, sẽ thảo luận, tất cả các lãnh đạo phụ trách ngành đều đi về trước. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại 7 ủy viên đảng ủy cùng với một thư ký là đồng chí Khổng Ý Hùng. Tào Khải Hùng cảm nhận sâu sắc được tính chính xác của thuyết pháp Triều Thiên, trước kia khi Vệ Ngọc Cường tại nhiệm đều là do anh ta chủ nhiệm văn phòng đảng ghi chép biên bản hội nghị thường vụ. Hiện tại, Diệp Phàm chỉ đích danh tên phó chủ nhiệm Khổng Ý Hùng ghi chép biên bản. Rõ ràng đã gạt chính mình ra ngoài. Tào Khải Hùng hiểu được, mình chắc chắn đã bị bí thư Diệp dán trên trán chữ vệ. Việc này cũng là Tào Khải Hùng bất đắc dĩ thôi. Làm chủ nhiệm văn phòng đảng ủy, tương đương với trưởng ban thư ký tỉnh. Không phục vụ vì nhân vật số một thì vì ai phục vụ chứ? Người đứng đầu sẽ thích một người quản gia không đồng lòng với chính mình sao? Tào Khải Hùng nhạy cảm nghĩ đến, phỏng chừng không lâu nữa mình sẽ bị điều chuyển công tác. Chức chủ nhiệm văn phòng đảng ủy phỏng chừng sẽ rơi vào tay Khổng Ý Hùng. Tuy nhiên, chức chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính là cấp bậc phó giám đốc sở. Quyền lực của bí thư Diệp bị giới hạn với cục trưởng. Tào Khải Hùng cũng hiểu được, Diệp Phàm chỉ có quyền đề nghị mà không có quyền quyết định. Chỉ cần trên tỉnh không đồng ý, hắn sẽ không làm gì được mình. Đương nhiên, Tào Khải Hùng cũng hiểu rõ, thế khí của bí thư Diệp bây giờ như mặt trời ban trưa, chỉ sợ đề nghị của hắn lên cấp trên đều sẽ được xem xét. Cho dù là tạm thời không động được tới mình nhưng bí thư Diệp vẫn có thể làm cho mình mất hoàn toàn quyền lực. Giờ mình phải làm như thế nào, trong lòng Tào Khải Hùng buồn rầu. Chỉ sợ có khối người cũng đang có tâm tư giống Tào Khải Hùng. Thật sự là có mấy nhà vui mừng và có mấy nhà buồn. Diệp Phàm thay đổi chủ đề, nói. Vừa rồi đồng chí đã nghe tổ điều tra thông qua, đã điều tra rõ, đồng chí Vân Hiểu Lý phụ trách công nghiệp nặng viễn khu có dính líu đến vụ án Lưu Hải Bình. Nhưng, cả hai người đều phụ trách chính trong khu công nghiệp nặng, mà công việc ở đây thì không thể dừng lại được. Cho nên, các đồng chí suy nghĩ một chút, xem đồng chí nào có thể thích hợp với vị trí phụ trách chính trong khu công nghiệp nặng này. Khu công nghiệp nặng là rất quan trọng, chúng ta nhất định phải tìm một đồng chí có tài năng và am hiểu khu công nghiệp mới có thể thích nghi với công việc một cách nhanh nhất. Chúng ta không có nhiều thời gian, không thể chờ đợi được. Diệp Phàm nói mấy câu trọng yếu cuối cùng, thật ra là ám chỉ cái gì? Thực ra chính là đang tìm cách giới hạn khoanh tròn khu vực để mọi người giới thiệu. Sáu ủy viên thường vụ đang ngồi đó cũng cân nhắc suy nghĩ một chút, nếu đồng chí đã quen thuộc khu công nghiệp nặng, phải là người trước đây đã công tác trong khu công nghiệp nặng, hơn nữa không thể là công nhân viên chức bình thường, ít nhất cũng phải là cấp cục trưởng. Phạm vi lựa chọn sẽ hẹp lại, mà bây giờ chức phó chủ nhiệm khu công nghiệp nặng đều là cấp cục trưởng. Tuy nhiên, nếu như lựa chọn trong phó chủ nhiệm, có lẽ bí thư Diệp đã trực tiếp đề xuất. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ba vị phó chủ nhiệm đứng đây đều không được bí thư Diệp quan tâm. Lựa chọn những người ở ngành khác, mà phải là cán bộ cấp cục trưởng đã làm phó chủ nhiệm khu công nghiệp năng, lại co rụt lại thêm một chút khiến phạm vi nhỏ lại,
miêu tả vậy đã rõ là người nào rồi, ngoại trừ đồng chí Khương Quân vừa mới được điều chuyển đến làm ở bộ phận vệ sinh môi trường còn có ai nữa. Tuy nhiên, trong lòng vài vị ủy viên thường vụ cũng có chút nghi hoặc. Đồng chí Khương Quân nổi danh là đồ hay sinh sự trong tập đoàn. Bí thư Diệp vừa tới không phải thiếu chút nữa đã sợ anh ta thiệt thòi. Chẳng lẽ bí thư Diệp sợ anh ta, muốn kéo cậu ta trở về vị trí đó hay sao? Như thế không giống với phong cách của bí thư Diệp. Ngay cả lão hổ cái nhân vật số một hạng nam cũng dám bóp gáy, chẳng lẽ một cục trưởng nhỏ nhoi như Khương Quân cũng có thể khiến bí thư Diệp rụt rè hay sao? Có đồng chí đang cân nhắc, có đồng chí quyết định ngay, lập tức đứng ra nói thay cho bí thư Diệp. Bí thư Diệp, tôi cho rằng đồng chí Khương Quân rất thích hợp tiếp nhận vị trí của đồng chí Vân Hiểu Lý. Đồng chí Khương Quân là quân nhân xuất ngũ, tác phong nhanh nhẹn, thân thể cường tráng, tư tưởng đã được rèn luyện qua thử thách. Trước kia ở quân đội khi vẫn là một tiểu đoàn trưởng, người ta đã phụ trách hơn 1.000 lính, chẳng lẽ còn không có khả năng phụ trách một khu công nghiệp. Hơn nữa, đồng chí Khương Quân rất có uy tín trong công nhân. Tin rằng anh ta tiếp nhận vị trí này các công nhân đều rất hoan nghênh. Mà đồng chí Khương Quân chuyển ngành đi tới tập đoàn chúng ta, cho tới bây giờ đều một lòng với công ty. Luôn suy nghĩ cho công nhân, lo lắng cho công ty. Hiện anh ta đang phụ trách công tác vệ sinh môi trường. Nghe nói vài công nhân không có nổi tiền khám bệnh, đồng chí Khương Quân đã lén trả khoản tiền chữa bệnh cho họ. Một người toàn tâm toàn ý vì công việc, làm mọi việc vì công ty, làm mọi việc vì lợi ích của công nhân, hơn nữa, công tác vững vàng, tư tưởng thì mở rộng. Ngô Hồng Sơn nói một đống ra để khen ngợi, trước kia gọi đồng chí Khương Quân là đồ ba gai, giờ phút này lập tức biến thành người cứu thế của công ty. Đúng đúng, đồng chí Khương Quân không tồi đâu, sự tích của anh ta về công ty còn rất nhiều. Không cần nói cũng biết. Số lượng côn đồ tiểu thủ lĩnh ở Trấn Hoành không chúng ta không ít. Những người ở trạm biến áp coi như là loại người đấy. Những người này sống tạm bợ hết ăn rồi lại nằm, chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng. Mà khu công nghiệp nặng của chúng ta nằm ở Trấn Hoành không? Trước kia bọn côn đồ thường quấy rầy nhà xưởng của nữ công nhân, thậm chí còn có thể trèo tường vào để trộm vặt móc túi. Có lúc còn phát sinh đánh người, khiến cho các công nhân trong xưởng không dám ra ngoài cửa. Tuy nói tổ bảo vệ đi chỉnh đốn vài lần, nhưng nhân sự tổ bảo vệ quá ít không làm được gì. Hơn nữa, tập đoàn chúng ta lớn như vậy, quản cũng không quản được. May là đồng chí Khương Quân có biện pháp, lúc ấy đồng chí Khương Quân đảm nhiệm phó chủ nhiệm khu công nghiệp nặng, anh ta liên kết các công nhân tạo thành đội tuần tra. Điều trị bọn người sống tạm bợ, theo thời gian, những người sống tạm bợ cuối cùng đã không dám làm càn. Đến tận bây giờ nhìn thấy đồng chí Khương Quân đều tránh né. Khiến cho nhóm công nhân viên chức và hai vị phụ trách nhà máy có thể an tâm làm việc trong một môi trường an toàn. Tôi làm chủ tịch công đoàn, đã được các công nhân nói lại. Ủy ban kỷ luật chủ tịch công đoàn Hà Toàn Lý cũng gật đầu nói. Hà Toàn Lý già rồi, phỏng chừng chỉ còn nửa năm nữa sẽ về hưu. Lúc đó Vệ Ngọc Cường quá mạnh, cho dù Hà Toàn Lý cơ bản có thể ngăn chặn, nhưng cũng không muốn nói ra. Hiện tại đã gần về hưu, đầu óc đồng chí Hà Toàn Lý cũng mở ra. Muốn làm điều gì đó thực sự tốt cho công ty. Để về sau không phải tiếc nuối, coi như có một kỷ niệm tốt đẹp để sau khi về hưu nhớ lại. Việc sửa chữa của Hà Toàn Lý chính là vì thấy được hành động của Diệp Phàm, hắn tìm ra cho Hoành Không một con đường hy vọng. Vấn đề chính là đồng chí Khương Quân tại nhiệm chức phó chủ nhiệm khu công nghiệp nặng Viên Khu trong lúc phát hiện ra hành vi đầu tư của đám người Lưu Hải Bình có chút quỷ dị. Cho nên, đồng chí Khương Quân đã âm thầm triển khai điều tra. Hơn nữa, đang lúc hoài nghi thì đồng chí chủ nhiệm Viên Khu Vân Hiểu Lý đề xuất. Và, đồng thời cũng báo cáo người phụ trách thu hút đầu tư đồng chí Chu Đống. Chẳng qua là không có chú ý đến. Sau này đồng chí Khương Quân liền bảo những người này quấy nhiễu tập đoàn đầu tư chính Hà. Ví dụ như thỉnh thoảng làm động tác nhỏ khiến công trình không thể tiến hành thuận lợi. Có một lần tôi cùng uống rượu với Vân Hiểu Lý. Khi có chút men say là Vân Hiểu Lý liền nói ra, nói đồng chí Khương Quân rất không biết đối nhân xử thế, không được. Lại có thể lén lút xui khiến người đi uy hiếp thương nhân Hồng Kông. Việc đó bị Vân Hiểu Lý để ú, khiến mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, đồng chí Vân Hiểu Lý nêu tên đồng chí Khương Quân, đồng chí Chu Đống phê chuẩn, báo cáo lên bí thư vệ, cuối cùng điều chuyển đến bộ phân vệ sinh môi trường của tập đoàn để không phải gặp. Ngay cả chức vị cũng không có cho anh ta. Công việc chính là quản vệ sinh trong xưởng, thành thủ trưởng quét rác. Ngô Hồn Sơn biết trong lòng Diệp Phàm mình đặc biệt có ấn tượng không tốt, chỗ dựa vững chắc Vệ Ngọc Cường đã đi rồi.
Đương nhiên phải cố gắng biểu hiện một chút. Ngô Hồng Sơn không dám nghĩ tới lấy được sự tín nhiệm của Diệp Phàm. Ngô Hồng Sơn làm như thế, chỉ là muốn cải thiện một chút ấn tượng của Diệp Phàm thôi. Nói cách khác, sau này có kết quả điều tra còn có thể vượt qua. Người ta là bí thư đảng ủy đồng chí Diệp Phàm, muốn điều chỉnh vị trí của ai cũng dễ dàng giống như uống trà. Ừ, đồng chí Khương Quân cũng được, rất thích hợp thay cho vị trí của Vân Hiểu Lý. Lúc này, trợ lý tổng giám đốc Nghiêm Phương Long cũng xen mồm vào nói một câu. Chương 2831, thi nhau dựa dẫm. Lúc này Nghiêm Phương Long cũng buồn bực, vốn muốn cùng Vệ Ngọc Cường làm một chuyện lớn nhưng không ngờ mấy hôm nay Giang Sơn này lại đổi chủ. Nghiêm Phong Long tức hộc máu. Nhưng, Nghiêm Phương Long càng sĩ diện, bảo anh ta có thái độ như Ngô Hồng Sơn thì cũng thành mặt mo. Nguyên nhân sửa chữa chủ yếu chính là đằng sau Nghiêm Phương Long rất vững chắc, không hề đơn giản, có lẽ Diệp Phàm cũng không chào đón, nhiều nhất chắc cũng là duyên hóa thôi. Điều chỉnh công tác thôi, nhưng không thể để người ta tự làm. Còn một cốt cán khác Vệ Ngọc Cường, cũng có thái độ như đồng chí Cung Trường Hỷ tổng cố vấn pháp lý của tập đoàn cũng với Nghiêm Phương Long. Chẳng qua Cung Trường Hỷ thích sĩ diện, chứ đằng sau không có được bức tường như Nghiêm Phương Long. Cái này gọi là chết vì sĩ diện. Đương nhiên nói rằng những người này lên được những vị trí trong tỉnh mà không có hậu thuẫn đằng sau là điều không thể. Không có quan hệ mà đòi ngồi lên vị trí đó và điều không thể. Cuối cùng, tự nhiên chức chủ nhiệm khu công nghiệp Đại Trọng của đồng chí Khương Quân cũng đã bị rơi rụng. Buổi tối, đồng chí Tào Khải Hùng chủ nhiệm văn phòng đảng cũng ngồi không yên được. Hiện tạm thời Diệp Phàm đang ở trong phòng tiếp khách của tập đoàn, thực ra không được gọi là phòng tiếp khách mà nên gọi là nhà khách hoành không. Nhà khách hoành không này ngày trước không tiếp ngoài, toàn tiếp đãi N. Hướng lãnh đạo cấp trên hay những ông chủ của các công ty nghiệp vụ đến. Chỉ có điều hiện giờ hoành không đang nát nên lãnh đạo cấp trên không ai dám đến. Bởi vì hễ đến là phải giải quyết việc của hoành không. Mà giải quyết vấn đề lại phải liên quan đến tiền. Đó là chuyện đau đầu nhức óc, thế thà không làm còn hơn, làm mỏi cả mắt. Còn về phần những xưởng khác cũng không thấy bóng dáng đâu. Ngày xưa khi nhà khách hoành không còn náo nhiệt còn rất hoành tráng. Tào Khải Hùng còn làm chủ nhiệm văn phòng đảng cũng chỉ là chủ quản của hoành không này. Chính là địa bàn lớn của hoành không. Diệp Phàm vừa mới tắm xong, mặc bộ quần áo ngủ, đang ngồi trên sofa phòng khách, cầm chiếc điều khiển TV đang chuẩn bị xem tin tức. Đang nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, chào anh. Người bước vào chính là Tào Khải Hùng. Hai tay còn cầm hai chai rượu ngũ lương. Tôi nói này chủ nhiệm Tào, anh đang làm gì vậy? Diệp Phàm chỉ hẳn vào trong bình rượu trên tay anh ta nói. Bí thư Diệp, anh đến đây cũng đã hơn 20 ngày rồi. Tôi là người phụ trách nhà khách này mà còn chưa kịp sang thăm. Thật xin lỗi, xin lỗi. Tối nay tôi đến đây, ở đây đúng là nhỏ quá, chỉ có một phòng, đúng là không tiện. Hay là chúng ta chuyển lên phòng trên đi? Ở đó phòng rộng hơn nhiều, một phòng có đến 3 phòng trong, ngày trước là phòng VIP đó. Nhưng mấy năm nay rất ít lãnh đạo đến đó, để trống thì vẫn để trống thôi, hay là bí thư Diệp lên đó, nghỉ ngơi và làm việc cũng thuận tiện hơn. Tào Khải Hùng vừa đến mồm đã như hát rồi. Ha ha, tôi còn chưa có gia đình, chỗ này cũng đủ rồi, lại tiện vệ sinh. Tôi lười lắm, không nấu nướng gì, toàn ăn ở nhà ăn quen rồi, vì thế nơi này cũng đủ rồi. Diệp Phàm cười nói, tiện tay đón lấy chai rượu trên tay Tào Khải Hùng. Không thể nói như vậy được, bí thư Diệp là người đứng đầu tập đoàn, bí thư Diệp có làm sao thì Tào Khải Hùng này sẽ bị mất chức. Dù sao cũng đang chống phòng, đúng là tiếc, hay là cứ dung đi, căn phòng đó được phục vụ bí thư Diệp đúng là phúc phận của nó rồi. Tào Khải Hùng nói, tuy ngày trước ông ta là người của Vệ Ngọc Cường nhưng giờ Vệ Ngọc Cường đi rồi, nên cũng biểu hiện tích cực hơn. Cũng không thể quá đả kích người khác. Lưu lại cho người ta cái cảm giác người đi trà lạnh nên để cho đối phương ấn tượng không tốt. Là chủ tịch cũng phải có chút khí thế mới đúng chứ. Thực ra Diệp Phàm sớm đã hiểu được, phòng trên là nơi mà Vệ Ngọc Cường thỉnh thoảng tiếp khách. Chứ không phải là không có ai dùng, chỗ mà Vệ Ngọc Cường ở Diệp Phàm khinh thường vào. Đương nhiên đại khí thì trở về đại khí, nên đánh thì đánh. Bằng không người ta sẽ không coi mình ra gì. Ồ! Trước kia sao không cho bí thư Vệ dùng, lại để chống thế thật là tiếc. Diệp Phàm cố ý ngạc nhiên hỏi. Mặt Tào Khải Hùng bừng đỏ biết là không giấu được bí thư Diệp, nói cũng không được mà không nói cũng không được, miệng lẩm bẩm. Bí thư Diệp,
một cái tuy nói là nơi ở cố định của bí thư vệ. Nhưng bí thư vệ thích ở nhà khách, nhưng bí thư Diệp, còn một nơi tuyệt hơn. Ồ, nơi nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Chính là nơi đó thôi, tôi nói nhầm, xin lỗi. Sắc mặt Tào Khải Hùng thay đổi, xấu hổ nói. Nói đi, không sao đâu, có phải nơi đó kỳ lạ không? Diệp Phàm nói, cũng thấy hứng thú rồi. Nơi đó thực ra chỉ là một chỗ cũ, đi vào bên trong núi Thông Thiên chút. Ngày trước nghe nói là nơi ở của một vị tướng quân của Đảng Quốc Dân. Thiếu tướng đó tên là Vân Hùng, là tư lệnh thuộc Bộ Tư lệnh Hạng Nam. Sau khi giải phóng đã bị chúng tôi thu lại. Lúc đó Trấn Hoành không chỉ là một thôn, chính là đầu quân của bộ đội, chỉ là không lâu sau có chuyện ma quỷ, khiến cho bộ đội Hoành không nhanh chóng rút ra mau. Sau đó tập đoàn chúng ta thành lập, lãnh đạo thấy nơi đây không tồi, nên đã tu sửa lại thành nơi an dưỡng của cán bộ rất tuyệt. Vì thế mà đã báo cáo lên trên, không lâu sau được phê chuẩn, từ đó nơi này thuộc về tập đoàn Hoành không chúng ta. Chỉ có điều sau này lại nói chuyện ma quỷ, sửa chữa xong lại không có ai đến, từ đó đến giờ đều bỏ trống. Nhưng tôi thấy môi trường ở đó đích thật là tuyệt vời. Diện tích rộng đến choáng người, chỉ là có ma quỷ gì đó, tôi cũng không nghĩ đến đây. Ngại quá, tôi lại không lo liệu được, tôi sẽ nghĩ cách khác để bí thư Diệp ở một nơi khác tốt hơn. Tào Khải Hùng nói, trên đời này làm gì có ma quỷ, chỉ là dọa người thôi. Diệp Phàm cười, rồi ngáp một cái, thấy thế Tào Khải Hùng cũng biết ý, cáo từ. Sáng sớm ngày thứ hai mới dậy, Khổng Ý Hùng sớm đã ngồi đợi ở dưới quầy nhà khách rồi. Đêm qua nghe nói thấy Tào Khải Hùng đến phòng Diệp Hàm nên Khổng Ý Hùng đã hoảng hốt rồi. Nếu để Tào Khải Hùng liên hệ với Diệp Phàm, nên chăm chăm vào vị trí của Tào Khải Hùng chắc là không được rồi. Làm sao vậy lão Khổng, anh không khỏe à, hay là qua không ngủ được? Suốt ngày phải theo tôi đi đi lại lại, phải chú ý sức khỏe chứ. Diệp Phàm cười nói. Không sao, đêm qua tôi thức cả đêm để chỉnh lại tài liệu mà bí thư Diệp đưa cho tôi về thành phố Cảng Cửu đó. Nhưng chúng ta nếu như đến Cảng Cửu thì nên gửi bản hợp đồng về trước mới được. Bằng không không có chứng cứ gì người ta sẽ không thể chấp nhận chúng ta đâu. Khổng Ý Hùng nói. Chúng ta lên xe nói. Diệp Phàm nói, tự hắn ta lái xe, Khổng Ý Hùng ngồi ở bên ghế phụ, nói. Ngại quá, tôi không biết lái xe, hay là gọi Tiểu Lưu đến. Không cần, tôi thích lái xe. Diệp Phàm cười nói, nhấn ga, xe lao thẳng lên núi Thông Thiên. Hắn ta cũng nhân cơ hội này để tìm đến nơi bí mật kia. Nếu như trong núi Thông Thiên, thì chắc môi trường đúng là không tồi. Nếu như diện tích rộng thì Diệp Phàm sẽ ở đó, thật thoải mái. Mà còn tiện cho việc luyện tập tay chân hàng ngày nữa chứ. Ở nhà khách này, mỗi lần luyện tập đều khó khăn, toàn phải nhảy qua cửa sổ, không tiện chút nào. Tuy việc đầy người nhưng hàng ngày Diệp Phàm vẫn luyện tập. Không hề gián đoạn, nếu không có nhiều thời gian thì sẽ thu ngắn thời gian tập lại. Kiều Viên Viên còn nằm trên giường chưa tỉnh, nên hàng ngày Diệp Phàm đều thúc giục bản thân hy vọng có thể đạt đến cảnh giới cao để cứu Kiều Viên Viên lại. Nhưng hắn ta cũng biết ngay cả phí đống còn không có cách. Chỉ sợ rằng chính bản thân phải cầu cứu sư phụ Nam Lăng Hầu hay Phi Linh Đang Tuyết nhà họ Tuyết kia nghĩ cách hộ. Nhưng còn hy vọng thì còn có động lực, Diệp Phàm hàng ngày vẫn không ngừng luyện công. Như vậy đi, anh đợi chút rồi đến tổ điều tra, may mà họ cũng đang ở nhà khách Hoành không. Anh nói rõ tạm thời mượn họ mấy hôm là được. Diệp Phàm nói đến chính là bản hợp đồng mà Chu Đống còn chưa đốt hết đi. Nếu như lúc đó Phó Chủ tịch Tập đoàn Chính Hà La Mễ Các Lâm đã ký thì bản hợp đồng đó sẽ có hiệu lực pháp lý. Cũng phải đi tranh giành xem, có thể làm một bản khác để tập đoàn đó đầu tư ở Cảng Cửu. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết là khó khăn, có thể là không thể làm được. Bởi vì đây rõ ràng là một án lừa bịp, đối với Tập đoàn Chính Hà mà nói thì cũng là người bị nạn. La Mễ Các Lâm cũng chỉ là cái danh chủ tịch của Chính Hà thôi. Đương nhiên tập đoàn Chính Hà muốn thoát thân cũng không phải dễ dàng. Diệp Phàm đang chăm chú để ý. Vậy được, đợi chút tôi quay về sẽ hỏi luôn. Khổng Ý Hùng nói, sau đó ngại ngùng nói. Bí thư Diệp, anh đã đến đây 20 ngày rồi. Anh thấy, tôi hàng ngày đều bên anh, ngay cả nơi anh ở tôi cũng không lo liệu được. Tôi đúng là không làm tốt, xin bí thư Diệp cứ phê bình. Hôm qua Khương Quân đã tiếp nhận vị trí của Vân Hiểu Lý. Đương nhiên Khổng Ý Hùng cũng không yên được. Bản thân đã nhận chức phó chủ nhiệm bao năm rồi, ai mà chẳng muốn chuyển thành chính thức. Không sao, anh cũng đã nói rồi, hàng ngày chạy đi chạy lại cùng tôi, vậy mà vẫn còn lo lắng chuyện này sao?
Diệp Phàm an ủi Khổng Ý Hùng, nói. Ý Hùng, anh đã làm phó chủ nhiệm bao lâu rồi? Khổng Ý Hùng vừa nghe trong lòng liền vui mừng như điên, lãnh đạo lại nói thẳng như thế, có thể là khúc dạo đầu để đẩy mình rồi đây bằng không hỏi làm gì. Cũng đã 6 năm rồi, lần trước có cơ hội nhưng không qua được. Khổng Ý Hùng giả bộ tùy ý nói, thực ra ông ta cũng căng thẳng toát cả mồ hôi, tất cả Diệp Phàm đều thấy rõ qua mắt ưng, cười nói. Ha ha, có dự định gì không? Dự định, tạm thời tôi chưa nghĩ được gì, nhưng chỉ cần bí thư Diệp bảo tôi làm gì thì tôi sẽ phục tùng theo bí thư. Khổng Ý Hùng thái độ không để mất thời cơ nói.